Cho nên, người trước từ cấp 9 đệ tử làm lên, sau đó, sẽ chậm chậm đi lên tăng lên đi, cấp 9 đệ tử, một tháng, có 600 đạo tinh, về phẩm chất phẩm, cùng với lấy dùng số lượng nhất định tất cả loại tư nguyên quyền hạn vân. Vân. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt ánh sáng lớn bắn. Muốn tăng lên thực lực một cái đường tắt, chính là để cho tiểu hắc chiếm đoạt đạo tinh à. Còn có hoang ma thiên kiếm cũng cần năng lượng. Xem ra, hắn phải nhanh một chút trở thành 12 phẩm đệ tử. Ninh Xích Âm sau khi nói xong, liền lấy ra một tấm lệnh bài, hướng về phía trong hư không, trống rỗng địa phương, đánh ra một đạo pháp quyết. Một khắc sau, một đạo vô cùng là mãnh liệt không gian ba động dâng lên, một bộ thiên phủ vậy hình ảnh, dần dần ở Diệp Thần trước mắt hiện lên. Hình ảnh này, giống như ảo ảnh vậy, nhìn không rõ lắm, nhưng, trong đó vậy vô cùng hoa lệ lầu các, từng cơn bồng bềnh năm màu mây màu, tuyệt đẹp núi lâm phong cảnh vân. Vân các loại cảnh tượng, nhưng là làm Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ. Cái này cảnh tượng, thật là liền cùng hắn khi còn bé thấy, tivi bên trong tiên gia môn đình, độc nhất vô nhị. Một khắc sau, Ninh Xích Âm liền dẫn Diệp Thần tiến vào Bắc Lăng Thiên Điện bên trong. Đem Diệp Thần đặt ở Thái Tuyệt Điện Sơn Môn chỗ sau đó, Ninh Xích Âm đối với hắn nói, người gần đây hẳn sẽ không rời đi chứ. Diệp Thần thần sắc đông lại một cái, Chu Huyên là an toàn, nhưng hắn còn có một kiện trọng yếu chuyện. Đó chính là đi Thái Huyền Trận Môn tìm Diệp Lạc Nhi cùng với gặp ngày xưa dưới quyền. Trước đây bởi vì sự việc trì hoãn, nhưng hiện tại an toàn, phải tìm thời gian đi một chuyến. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, Xích Âm tỷ, gần đây ta có thể phải đi một chuyến Thái Huyền Trận Môn. Ninh Xích Âm nhướng mày một cái, Thái Huyền Trận Môn bất quá là xa suốt tông môn, thực lực không mạnh, người đi nơi đó làm gì? Huống chi nơi đó cách nơi này có chút khoảng cách. Diệp Thần ngẩn ra, liền nói, nhưng có truyền tống trận cũng hoặc là đường tắt. Ninh Xích Âm suy nghĩ một chút, vẫn là nói, có ngược lại là có, nhưng là ngươi phải mặc càng hoang thiên hung mạc. Có một số việc, ta không thể lại hơn giúp ngươi, ngươi nếu quả thật phải đi Thái Huyền Trận Môn, có thể sẽ tương đối nguy hiểm. Ngươi như tâm ý đã quyết, liền thông qua ngọc bội này thông báo ta. Nói xong, Ninh Xích Âm liền thất lạc một khối đặc thù ngọc bội cho Diệp Thần. Đúng rồi, ngươi hẳn lấy được 6 cánh thần xa 6 cánh chứ. Vật kia ở phía sau ngươi cảnh giới có đại tác dụng, tốt nhất không muốn hiện tại hấp thu, nếu không, cũng có chút lãng phí. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, gật đầu một cái, đang muốn truy hỏi nguyên nhân lúc đó, Ninh Xích Âm nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, tựa hồ, nhận được tin tức gì, có chút vội vàng liền rời đi. Rất nhanh, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Diệp Thần một người nhìn trước mặt cái này thật lớn sơn môn, chớp mắt sao, nói được khoa trương một chút, sơn môn này lớn đến nhìn như đều tựa như một cái bang vực một loại, phải đi nơi nào tìm Lý Vô Vọng đâu. Dưới mắt cũng chỉ tốt tự tìm tòi, tin tưởng rất nhanh liền gặp được Thái Tuyệt Điện đệ tử chứ. Rất nhanh, Diệp Thần liền ở Thái Tuyệt Điện bên trong, dù lắm đứng lên, để cho hắn có chút bất ngờ chính là, thật lớn Thái Tuyệt Điện, lại là không thấy được một bóng người. Lại là một bộ vô cùng là lạnh tanh dáng vẻ. Đi một nén nhang thời gian, Diệp Thần nhưng là đột nhiên thần sắc động một cái, ở một nơi đường núi cạnh, tạo trước một khối to lớn cột đá, mà trụ đá này trở lên minh in một cái dấu quyền. Dấu quyền này nhìn như bình thường, vậy võ giả muốn ở trụ đá này trên lưu lại dấu quyền cũng không việc khó, có thể, trong đó mơ hồ ẩn chứa loại nào đó vận luật nhưng là thật sâu hấp dẫn Diệp Thần tâm thần. Trong chốc lát, hắn dừng chân ở nơi này đường núi bên trong, ngưng mắt nhìn vậy đạo dấu quyền, tiến vào ta vật lưỡng vong tu hành trạng thái. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trên đường núi đi tới một cô gái này dung mạo vậy có thể nói tuyệt thế, là Ninh Thải Hà cái đó cấp bậc, hơn nữa, vóc người mặc dù không coi là quá cao, nhưng, vô cùng là chọc giận, da thịt lại là trắng nõn bên trong lộ ra nhàn nhạt trắng nõn, tươi ngon mọng nước vô cùng. Bất quá! Lúc này cô gái này nhưng là hơi khẽ cau mày, hiển nhiên tâm tình không tính là quá tốt dáng vẻ. Ngay tại lúc này, nàng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, gặp một phó hiểu dấu quyền hình dáng, trong mắt mơ hồ lóe lên vẻ khinh thường, rất nhanh, liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Nàng lạnh lùng mở miệng nói, tránh ra. Mặc dù cô gái này có thể từ Diệp Thần bên người vòng qua, nhưng, nàng cũng không có là Diệp Thần thay đổi mình đi lộ tuyến dự định. Có thể để cho cô gái này không có nghĩ tới phải, giờ phút này, Diệp Thần lại là căn bản không có để ý nàng, ngược lại như cũng ngưng mắt nhìn quyền kia ấn,
một bộ quên hết tất cả hình dáng. Cô gái này thần sắc ngay tức thì âm trầm xuống, lần nữa mở miệng nói tránh ra. Có thể, một lần nữa, Diệp Thần không phản ứng chút nào. Cô gái mắt đẹp bên trong, hiện lên vẻ tức giận, bỗng nhiên trách mắng, người rốt cuộc trang đủ chưa? Dấu quyền này cũng là người tham ngộ ngộ được, còn giả vờ không nghe ta nói sao? Ha ha, các ngươi Thái Tuyệt Điện đệ tử, chính là dùng loại thủ đoạn này tới hấp dẫn người khác chú ý sao? Ngược lại là rất phù hợp ngươi thân phận, không có thực lực liền sẽ đùa bỡn một ít khôn vặt, ta nói lại lần nữa, tránh ra, đừng nữa trang, mất mặt xấu hổ, được không? Một tiếng này dày, mang theo linh khí cùng thần niệm, Diệp Thần rốt cuộc thần sắc động một cái, từ hiểu bên trong bị đã quấy dày, hắn khẽ cau mày, hướng trước người cô gái nhìn, trong ánh mắt là không vui. Tu võ người quấy dày người khác hiểu có thể là đại kỵ. Cũng may, hắn đối với dấu quyền này hiểu, căn bản cũng đã xong rồi, nho nhỏ này một đạo dấu quyền lại là đối với có không thiếu luyện thể thượng dẫn dắt, để cho hắn thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể cổ trai cũng hơi có một chút giãn ra. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, xem ra, cái này Thái Tuyệt Điện đúng là luyện thể trên có chỗ độc đáo riêng, có giá trị mình phải gia nhập. Hơn nữa, hắn đối với cửa kia thần bí công pháp vậy bộc phát mong đợi. Bất quá, nói cho cùng, cô gái này hành vi hay là để cho hắn chán ghét, đặc biệt là hắn thái độ và lời nói. Diệp Thần trên dưới quan sát cô gái này một phen, cô gái này sắc đẹp ngược lại không tệ, nhưng, cũng không thật có để cho hắn cảm thấy biết bao tươi đẹp, mà hắn tu vi vậy đồng dạng không kém, tuổi tác của nó bất quá là hơn 300 tuổi, thiên phú cho dù đặt ở thiên điện bên trong vậy coi như cường đại. Nhưng, như vậy thực lực, ở Diệp Thần trong mắt đã không coi vào đâu. Gặp Diệp Thần như vậy tùy ý ánh mắt, cô gái này hơn nữa nổi giận, nàng nạt nhỏ, người đang nhìn cái gì? Còn không tránh ra cho ta. Hắn lạnh lùng thốt, vị cô nương này, người quấy rầy ta hiểu, không nói xin lỗi. Còn nói ta hấp dẫn người chú ý, người không khỏi cũng có chút quá tự mình đa tình chứ. Còn như, Trang, thật xin lỗi, người thật giống như còn không để cho ta chứa tư cách. Lời vừa nói ra, phụ nữ kia đầu tiên là sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn Diệp Thần, sau đó, nàng ánh mắt hoàn toàn âm hàn liền xuống, trong cơ thể linh khí cũng mơ hồ bắt đầu sao động. Nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới, một cái Thái Tuyệt Điện phế vật, vẫn là cái loại này thực lực thấp đến làm người ta giận sôi càn khôn cảnh tồn tại, lại cũng dám phản bác mình, hơn nữa, lời nói còn vô cùng là ác liệt. Cô gái này hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, hiểu. Người biết, dấu quyền này là cái gì không? Liền hiểu. Nghe nói, thượng cổ lúc đó, Thái Tuyệt Điện bên trong ra một cái tươi đẹp toàn bộ thiên nhân vực yêu nghiệt, hắn thậm chí ở 500 tuổi lúc liền đạp qua truyền thuyết bên trong thân xác thành thánh ngưỡng cửa, sau đó, để lại cái này dấu quyền, ẩn chứa trong đó luyện thể chi đạo, thâm sâu như biển, lấy ngươi cảnh giới tu vi, cũng muốn hiểu. Không muốn ăn nói bừa bãi, chỉ sẽ chọc cho người không ưa thôi. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đang chuẩn bị nói gì lúc đó, đột nhiên, cô gái này sau lưng vang lên một đạo thanh âm nam tử nói, Mộ Dung cô nương, là tên đáng chết nào chọc được ngươi sinh lớn như vậy khí, xin bớt giận, bớt giận. Thanh âm bên trong tràn đầy lấy lòng mùi vị. Diệp Thần hướng cô gái này sau lưng nhìn, chỉ gặp, trên đường đi tới hai người nam tử, cái này hai người cả người khí huyết đều là khá là dồi dào, hiển nhiên ở luyện thể bên trên có chút thành tựu, cần phải chính là Thái Tuyệt Điện đệ tử. Bất quá! Diệp Thần khẽ cau mày, cái này hai người ở luyện thể trên thành tựu nhưng là có chút quá thấp, hơn nữa, thực lực giống vậy yếu đi chút. Bọn họ cũng không phải là cái gì mới nhập môn người, tuổi tác đều đã mấy ngàn tuổi, cũng chỉ có chút thực lực này. Xem ra, cái này Thái Tuyệt Điện thực lực quả thật không mạnh. Cái này hai người bên trong nói chuyện người nọ nhìn như thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn, tóc vàng kim mâu, nhìn như khá là ánh mặt trời đẹp trai, giờ phút này, đối mặt cô gái này quả thật mặt đầy vẻ lấy lòng. Ngay lúc nói chuyện, tên nam tử này tử đã thấy Diệp Thần. Ngay tức thì, vậy chữ bên trong chính là bộc phát một đạo lửa giận, trêu chọc Mộ Dung cô nương, lại chính là như thế cái phế vật. Thái Tuyệt Điện, lúc nào liền càn khôn cảnh vậy thu. Lúc này, hắn liền thần sắc dữ tợn hướng về phía Diệp Thần trách mắng, thằng nhóc, ngươi là điếc sao? Không nghe được Mộ Dung cô nương đối với ngươi bất mãn. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Phản ứng chậm chạp, hiện tại liền cho Mộ Dung cô nương, cúi thấp đầu nói xin lỗi, lại dập đầu 100 cái vang đầu.
Phụ nữ kia nhàn nhạt hướng người thanh niên này, nhìn một cái, hơi thu liễm hơi thở, mở miệng nói, Sở Kim Hồng, các ngươi Thái Tuyệt Điện đệ tử thật là lớn phô trương, mượn cớ hiểu, cản đường của ta. Cũng được, cùng hắn như vậy tồn tại so đo, bất quá là lãng phí ta thời gian thôi, bất quá, ta khuyên ngươi thân là Thái Tuyệt Điện điện chủ thân truyền đại đệ tử, thật tốt dạy dỗ, ràng buộc Thái Tuyệt Điện môn nhân, nếu như, nhiều hơn mấy cái người giống như hắn vậy. Các ngươi Thái Tuyệt Điện tương lai bị phế điện cũng không phải là không thể được. Vừa nói, nàng thân hình chớp mắt, liền trực tiếp vòng qua Diệp Thần, lấy tốc độ cực nhanh đi xuống núi. Sở Kim Hồng sắc mặt có chút khó khăn xem, bởi vì tiểu tử đáng chết này, hắn ở Mộ Dung cô nương trong lòng ấn tượng nói không chừng cũng trở nên kém à. Trong chốc lát, hắn nhìn Diệp Thần, thần sắc dữ tợn, quát lên, Thái Tuyệt Điện lúc nào tới ngươi cái loại này người. Tiểu tử ngươi là ai? Làm sao tiến vào chúng ta Thái Tuyệt Điện, cho lão tử từ thực khai ra. Diệp Thần khẽ cau mày, trong mắt lóe lên lau một cái hàn mang, xem ra, Thái Tuyệt Điện là thật xa sút, liền cái loại này chó như nhau bắt nạt kẻ yếu đồ cũng có thể trở thành điện chủ thân truyền đại đệ tử. Nếu không phải muốn cho Xích Âm tìm một ít mặt mũi, Diệp Thần cũng muốn trực tiếp đem cái này Sở Kim Hồng nghiền chết. Mình là bị phá lệ nhà vào Bắc Lăng Thiên Điện. Còn vừa lên tới liền gây chuyện thị phi nói, chân thực không ổn. Gặp Diệp Thần không có trả lời, Sở Kim Hồng trong mắt tức giận càng tăng lên một phần, tiểu tử đáng chết này không có thực lực còn dám xúc phạm hắn thân là điện chủ thân truyền đại đệ tử uy nghiêm. Không muốn sống. Lúc này, trong cơ thể hắn hơi thở một thịnh, tựa hồ thì phải hướng Diệp Thần đi tới. Nhưng vào lúc này, bên người tên kia thân hình thon dài, tướng mạo tuấn tú thanh niên nhưng là đem hơi vừa đỡ. Cười chúm chím mở miệng nói, Sở sư huynh, đừng quá nóng nảy, hỏi trước một chút cái này tiểu huynh đệ lai lịch, phải biết, người bình thường nhưng là không cách nào tùy ý tiến vào cái này Bắc Lăng Thiên Điện bên trong. Sở Kim Hồng nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Trong chốc lát, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng có chút kinh sợ, thằng nhóc này, như vậy tu vi, còn như thế ngạo, không phải là đại lão nào con em đi. Vậy tuấn tú thanh niên, hướng về phía Diệp Thần cười nói, vị này tiểu huynh đệ. Ta kêu Ngô Tín Sam, ngươi là người phương nào, tới chúng ta Thái Tuyệt Điện là phải làm gì? Diệp Thần nhìn xem vậy tuấn tú thanh niên Ngô Tín Sam, mở miệng nói, ta kêu Diệp Thần, là mới gia nhập Thái Tuyệt Điện đệ tử, có thể hay không cho biết ta Lý Vô Vọng, Lý Điện Chủ ở nơi nào? Ta muốn gặp mặt Điện Chủ. Sở Kim Hồng nghe vậy, lúc này ha ha phá lên cười, mặt đầy vẻ châm chọc địa đạo, đáng chết tiểu tử, nói liên tục láo cũng không biết nói. Còn mới gia nhập Thái Tuyệt Điện đệ tử, người tuổi tác liền 100 tuổi cũng chưa tới, căn bản không có thể thông qua thần sứ khảo sát đi, hơn nữa, gần trong vòng 100 năm, Bắc Lăng Thiên Điện căn bản không có cử hành qua Thiên Điện khảo hạch, tới chiêu thu đệ tử. Vừa nói, hắn đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là cùng hoàng tộc kết vì đạo lữ mới gia nhập chúng ta Bắc Lăng Thiên Điện chứ? Ừ, theo ta biết, Bắc Lăng hoàng tộc trừ mấy tên đã lập gia đình cô gái ra. Phần lớn cũng đều là người đàn ông à. Ngô Tín Sam nhìn Diệp Thần cũng là khẽ cau mày, có chút thất vọng, hắn không muốn nhìn thanh niên này bị Sở Kim Hồng lấn áp, giúp hắn một cái, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại thuận miệng nói bừa. Liền mục đích thật sự, vào bằng cách nào đều không nguyện nói. Đây là, Sở Kim Hồng híp đôi mắt một cái, cả người hơi thở lần nữa náo động, từng cơn cự lực mơ hồ ở trong cơ thể di động, hắn hướng về phía Ngô Tín Sam mở miệng nói, Ngô sư đệ. Người muốn giúp hắn, có thể người khác nhưng không cảm kích à, đã như vậy, ta thân là Thái Tuyệt Điện điện chủ thủ đồ, nhưng mà có trách nhiệm hỏi ra hắn thân phận chân thật cùng mục đích. Vừa nói, hắn hung hăng chừng một cái Diệp Thần, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn nói, thằng nhóc, ngươi tốt nhất từ thực khai ra, nếu không, bổn công tử nhưng là phải để cho ngươi chịu khổ một chút. Ở hắn xem ra, Diệp Thần liền thân phận chân thật cũng không dám nói ra, chắc hẳn cũng không khả năng là cái gì đại lão con em. Vừa nói, thì phải hướng Diệp Thần đi tới, Ngô Tín Sam lắc đầu một cái, nếu Diệp Thần không chịu nói thật, vậy mình cũng không cách nào giúp hắn, tối đa chỉ có thể ở hắn chân chính phải bị thương nặng lúc đó, kéo kéo một cái Sở Kim Hồng, bất quá, lấy Sở Kim Hồng tính cách, một phen làm nhục cùng với đau khổ da thịt, Diệp Thần là không trốn thoát được, vận khí không tốt có thể còn muốn nằm cái 10 ngày nửa tháng. Diệp Thần nhìn Sở Kim Hồng, sắc mặt trầm xuống, tên này có chút phiền. Đối mặt tự tìm cái chết người, Diệp Thần từ trước đến giờ là một coi đồng nghiệp, xem ở Ninh Xích Âm phân thượng, liền không trực tiếp giết chết, trước cắt đứt tứ chi,
để cho hắn yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Mắt thấy Diệp Thần trầm mặc, không nhúc nhích, Sở Kim Hồng trên mặt nụ cười bộc phát tàn nhẫn đứng lên, ở hắn xem ra, Diệp Thần là sợ, như vậy thứ nhất, Sở Kim Hồng càng thêm không chút kiêng kỵ, thì phải tiện tay bắt Diệp Thần, trước đem hắn xương tay gãy lúc đó, một đạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên ở hắn vang lên bên tai nói, Kim Hồng, người đang làm gì? Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam, đồng thời thần sắc biến đổi, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ gặp, đứng nơi đó một tên mặc phá đạo bào cũ kỹ người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên, nhìn như có chút gầy gò, có chút lôi thôi, tóc xốc xếch, cằm còn có một chút màu xanh râu, cặp mắt tựa như mở tựa như hợp, một bộ chưa tỉnh ngủ hình dáng. Có thể, cái này Diệp Thần thấy người đàn ông này ngay tức thì nhưng là trong lòng cả kinh. Cái này nam tử cho hắn cảm giác, cùng Hứa Sát khá làm tướng tựa như, thậm chí so Hứa Sát còn mạnh hơn. Hơn nữa, càng làm Diệp Thần rung động là đối phương khí huyết. Dâng trào được, giống như một cái khí huyết hỏa lò vậy à. Hắn sức sống mơ hồ đều có một loại cả ngày tiếp đất khuynh hướng. Diệp Thần con người hơi co rúc lại, hắn có thể khẳng định, đối phương chính là Lý Vô Vọng. Lý Vô Vọng thể xác cường độ, thậm chí còn muốn ở mình bên trên. Dĩ nhiên, đây là đang Diệp Thần không kích hoạt luân hồi huyết mạch dưới tình huống. Đây là, Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam, vội vàng hướng thanh niên này hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Người này, bất ngờ chính là Thái Tuyệt Điện Điện Chủ, Lý Vô Vọng. Sở Kim Hồng đối với Lý Vô Vọng nói, hồi bẩm sư tôn, mới vừa ta cùng Ngô sư đệ phát hiện thằng nhóc này ở ta Thái Tuyệt Điện lén lén lút lút, tiến lên vặn hỏi, có thể thằng nhóc này lại hồ ngôn loạn ngữ. Nói gì là mới gia nhập ta Thái Tuyệt Điện đệ tử. Ta hoài nghi, hắn có thể mưu đồ gây rối. Lý Vô Vọng nghe vậy, lắc đầu một cái, không có để ý Sở Kim Hồng, tựa như cũng lười được nói thêm cái gì, mà là đi tới Diệp Thần trước người nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu một cái, cung kính thi lễ một cái nói, gặp qua Lý Điện Chủ. Lý Vô Vọng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thậm chí là vẻ rung động nói, đây là... Ha ha ha, tốt, chúng ta Thái Tuyệt Điện vậy rốt cuộc đã tới một cái có thể tạo tài, đem ngọc phù cho ta xem. Hắn thấm nhuần ở luyện thể nhiều năm, ánh mắt có thể nói cực kỳ cay độc, mặc dù, Diệp Thần chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng, hắn như cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thân xác vô cùng là mạnh mẽ, khí huyết dâng trào đến khó tin bước, hơn nữa, tựa hồ đã bước qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa. Phải biết, Diệp Thần mới hơn 20 tuổi à. Năm đó, hắn cửu thiên tuế lúc bước qua thân xác thành thánh ngưỡng cửa sau đó đều bị gọi làm thể đạo yêu nghiệt, có thể so với Diệp Thần, đơn giản là rồng thần cùng con giun chênh lệch. Cái này cùng tư chất, để cho Lý Vô Vọng cũng có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem ngọc phù giao ra. Lý Vô Vọng tùy ý nhìn lướt qua, liền nhìn về phía đã hoàn toàn đờ đẫn Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam nói, bắt đầu từ hôm nay. Diệp Thần chính là ta đệ tử thân truyền, các ngươi sư đệ, đi về sau, không muốn lại thấy được người liền hô to gọi nhỏ, thành hình dáng gì. Diệp Thần hướng về phía Lý Vô Vọng lần nữa hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Sở Kim Hồng hai người nghe vậy, cũng là một bộ khó tin thần sắc, tựa như thấy quỷ vậy, Diệp Thần lại thật sự là mới gia nhập Thái Tuyệt Điện đệ tử. Càng làm bọn họ không thể nào tin nổi chính là, cái này chỉ là càn khôn cảnh thanh niên. Ở sư tôn trong miệng tại sao dường như là cái tuyệt thế thiên tài vậy. Hơn nữa còn trực tiếp thu làm đệ tử. Đây chính là chưa từng có trong lịch sử à. Mặc dù bọn họ Thái Tuyệt Điện người không nhiều, thực lực vậy kém cỏi nhất, có thể, điện chủ đệ tử thân truyền như cũ có không thiếu phúc lợi, không phải ai muốn làm liền có thể làm. Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam vì trở thành điện chủ thân truyền, có thể nói cũng là hao hết cố gắng. Có thể, Diệp Thần vừa thấy mặt đã bị nhận. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Lý Vô Vọng đột nhiên lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thần thân phận chính là cấp 9 đệ tử, một hồi các ngươi mang Diệp Thần đi nhận lấy tháng này tu võ tài nguyên. Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam, lần này hoàn toàn hóa đá. Đi lên chính là cấp 9 đệ tử. Phải biết, Sở Kim Hồng gia nhập thiên điện hơn 1.000 năm liễu đâu còn chỉ là cấp 8 đệ tử, mà Ngô Tín Sam lại là cấp 7 đệ tử mà thôi. Ngô Tín Sam ngược lại tốt, chứ có chút hâm mộ ra, đổ không có gì vẻ kinh dị, hắn biết Diệp Thần có thể lấy cái tuổi này gia nhập thiên điện,
hơn nữa bị sư tôn nhìn chúng, nhất định là có chỗ độc đáo riêng. Có thể, Sở Kim Hồng thật là muốn ghen tị đến nổi điên à, cặp mắt cũng đầy máu. Liền bởi vì cái thằng nhóc này, hắn không chỉ có bị Mộ Dung Yên Vũ dày, còn bị sư tôn răn dậy, hiện tại, thằng nhóc này còn trực tiếp leo đến hắn trên đầu, trở thành cấp 9 đệ tử. Sở Kim Hồng khí được thân thể cũng hơi phát run à. Thằng nhóc này không phải là một phế vật sao? Dựa vào cái gì đạt được sư tôn coi trọng như vậy? Hắn, không phục. Chẳng lẽ, tiểu tử đáng chết này là sư tôn con cháu đồng lứa? Nghe nói sư tôn lúc còn trẻ ngược lại cũng khá là phong lưu, nói không chừng ở bên ngoài không hề thiếu con riêng. Rất nhanh, Diệp Thần ở Sở Kim Hồng trong mắt là được một cái dựa vào quan hệ tiến vào thiên điện trên xuống rác dưới. Lý Vô Vọng quét Sở Kim Hồng một mắt, trong mắt vẻ thất vọng đậm đà một phần, hỏi Kim Hồng, ngươi có vấn đề? Sở Kim Hồng nghe vậy, tâm thần run lên, vội vàng nói, đệ tử không dám. Lý Vô Vọng không để ý đến hắn nữa, hướng về phía Diệp Thần cười nói, dấu quyền này, mới vừa ngươi tìm hiểu sao? Diệp Thần gật gật đầu nói, có thu hoạch. Lý Vô Vọng cười ha ha một tiếng, hắn rất rõ ràng, muốn hiểu dấu quyền này, chỉ có thân xác tu vi bước qua thành thánh ngưỡng cửa, mới có thể làm được, Diệp Thần quả nhiên là một hạt giống tốt à. Ngay sau đó, Lý Vô Vọng liền đối với Ngô Tín Sam nói, tin áo lót, người lính tu võ tài nguyên sau đó, mang Diệp Thần đi Chuông Tinh Các cư trú. Hắn hài lòng nhìn một cái Diệp Thần nói, Diệp Thần, người thân thể tựa hồ còn mang một ít thương thế, đi về trước thật tốt chỉnh đốn một phen, buổi tối tới Thái Tuyệt Điện chủ điện gặp ta. Dứt lời, Lý Vô Vọng liền thân hình chớp mắt, trực tiếp rời đi. Tại chỗ, chỉ còn lại có Diệp Thần ba người. Sở Kim Hồng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, thằng nhóc, đừng lấy là bị sư tôn thu làm đệ tử liền có thể đắc ý vênh váo, ta như cũ vẫn là Thái Tuyệt Điện điện chủ thủ đồ. Sau này, ở Thái Tuyệt Điện bên trong, người tốt nhất đối với bổn công tử tôn trọng điểm, hiểu không? Diệp Thần trực tiếp đem Sở Kim Hồng không thấy, hắn nhìn về phía Ngô Tín Sam nói, Ngô Sư Huynh, có thể đi nhận tư nguyên sao? Ngươi! Sở Kim Hồng cắn răng nghiến lợi, thật là muốn nổi cơn thịnh nộ, hắn nhưng mà rất rõ ràng, Lý Vô Vọng đối với trong điện đệ tử tới giữa xung đột nhỏ có thể là tới nay để mặc cho bất kể, nói cách khác, cho dù hắn đã thương Diệp Thần. Chỉ cần không làm khó xảy ra án mạng hoặc là như vậy võ đạo căn cơ bị hủy trọng thương, trên căn bản liền không có việc gì. Lý Vô Vọng từ trước đến giờ như vậy, cho dù Diệp Thần là trên xuống quân, cũng không thể đạt được thiên vị chứ. Nếu không, đối với những đệ tử khác liền quá không công bình. Nghĩ tới đây, Sở Kim Hồng cả người hơi thở lần nữa nóng nảy đứng lên, tựa hồ liền muốn ra tay. Có thể, Ngô Tín Sam nhưng là ngăn ở Diệp Thần trước người. Hướng về phía Sở Kim Hồng nói, Kim Sư Huynh, Diệp Sư Đệ mới vừa mới nhập môn, còn không hiểu quy củ, Sư Tôn có thể vẫn chưa đi xa đâu, người có thể muốn coi chừng một chút. Sở Kim Hồng nghe vậy, còn người có giúp một cái, hắn lại liều lĩnh cũng không dám ở Lý Vô Vọng trước mặt động thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với Diệp Thần cười lạnh nói, xem ở ngươi ngô mặt mũi của Sư Huynh trên, tha ngươi một lần, thằng nhóc, đi về sau ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Dứt lời. Nghênh ngang mà đi. Ngô Tín Sam khẽ thở dài một hơi nói, đi thôi, sư đệ, ta mang ngươi đi nhận vật liệu, mới vừa, thật xin lỗi, hoài nghi ngươi. Không sao. Trên đường, Diệp Thần có chút hiếu kỳ đối với Ngô Tín Sam hỏi, Ngô Sư Huynh, Thái Tuyệt Điện thật giống như có chút vắng vẻ. Ngô Tín Sam thở dài một hơi nói, Diệp sư đệ, chúng ta Thái Tuyệt Điện là bảy điện bên trong nhỏ yếu nhất, hắn chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì là năm đó một lần biến cố. Trong điện tổn thất nhiều công pháp, còn dư lại đều là những cái kia vô cùng là cao đẳng công pháp luyện thể, phần lớn cũng vô cùng khó tu luyện, cho dù là xem ta cùng Kim Sư Huynh cái loại này có một ít luyện thể thiên phú cùng trụ cột, cũng căn bản không cách nào nhập môn, chớ nói chi là những người khác. Vì vậy, không lại có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập Thái Tuyệt Điện, cho nên, chúng ta Thái Tuyệt Điện đệ tử rất ít, hơn nữa, gia nhập vào, phần lớn đều là cái khác mấy điện không cần. Không cần. Diệp Thần nghe vậy, có chút không rõ ràng. Ngô Tín Sam cười khổ nói, Diệp sư đệ, người hẳn biết, tham gia khảo hạch lúc sẽ có một ít người, bởi vì vận khí mà thông qua chứ. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tí, gật đầu một cái. Ví dụ như, lần trước Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch, thì có một tên thí sinh bất ngờ lấy được một quả kỳ dị hỏa châu, lửa này châu tựa hồ cũng là do viêm chân hỏa ngưng kết mà thành,
nhưng, không biết xảy ra biến cố gì, cùng võ giả thân thể vô cùng là thân thiện, hắn tùy tiện liền đem cột lửa kia hấp thu. Vì vậy, hỏa lực trị giá tăng vọt. Mặc dù, ở địa mạch hố lửa bên trong, biểu hiện vậy, nhưng dựa vào cột lửa kia bước lên liền trước 10 hàng ngũ. Đây cũng là vận khí. Ngô Tín Sam nói, những thứ này dựa vào vận khí tiến vào, cường đại mấy điện là sẽ không chọn, vì vậy, những người này không có được điện chủ xem trọng, nếu như còn muốn gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện, cũng chỉ có thể lựa chọn Thái Tuyệt Điện, sư tôn hắn cơ hồ cho tới bây giờ không chọn đệ tử, nhưng, người tới không cự. Diệp Thần gật đầu một cái, thì ra là như vậy, cái này cũng có thể giải thích tại sao Thái Tuyệt Điện đệ tử tổng thể thực lực thật to yếu hơn cái khác mấy điện. Bất quá, Ngô Tín Sam lại nói, nhưng, cái này coi như tốt, khảo hạch tiến vào đệ tử nhiều ít là có thực lực. Trên thực tế, Thái Tuyệt Điện bên trong còn có như vậy đi cửa sau người, những người này lớn cũng không có gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện tư chất, chỉ là bởi vì cùng Bắc Lăng Hoàng tộc có chút sâu xa, hoặc là, ở trong Thiên Điện có quan hệ thế nào, cho nên, một ít thần sứ ở Hoàng tộc hoặc là nào đó vài trưởng lão, điện chủ phân phó xuống, mở một con mắt nhắm một con mắt, liền đem những người này mang tới Bắc Lăng Thiên Điện. Dĩ nhiên, những người này cho dù bị thần sứ mang vào, các trưởng lão vậy làm không nhìn thấy, những cái kia điện chủ cửa vậy sẽ không chọn bọn họ, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới Thái Tuyệt Điện. Diệp Thần có chút im lặng, khó trách ở loại địa phương này liền Sở Kim Hồng loại người như vậy cũng có thể tác uy tác phúc. Xem ra, hắn đi về sau ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong cũng là phiền toái không ít. Cho ví dụ, Thái Tuyệt Điện có chút tương tự một ít trường đại học và cao đẳng chi nhánh trường, những cái kia chân chính dựa vào thực lực, tiến vào trường đại học và cao đẳng học sinh, xem thường những thứ này chi nhánh trường người, vậy coi là bình thường. Rất nhanh, Diệp Thần cùng Ngô Tín Sam nhận lấy thu võ tài nguyên, hướng Chuông Tinh Các đi. Trên đường, Ngô Tín Sam lấy ra một cuốn gia thú trục, giao cho Diệp Thần nói, Diệp Thần, cái này là bản đồ, người cầm, có cái này người cũng sẽ không lạc đường. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy trục cuốn nói, đa tạ Ngô sư huynh. Trên đường, Ngô Tín Sam trần chờ chốc lát, vẫn mở miệng nói, Diệp sư đệ, ta nhắc nhở ngươi một câu, Bắc Lăng Thiên Điện rất lớn, vậy có rất nhiều có ý nghĩa địa phương, bao gồm miễn phí cởi mở phòng ăn, suối nước nóng vân. Vân, cái này phòng ăn bên trong cơm rau vô cùng là vị ngon, tuyệt không thể so với thiên nhân vực bất kỳ một nhà cao cấp thực phủ cơm rau phải kém. Suối nước nóng. Cũng là cực phẩm linh tuyền, cho dù là đối với còn chân cảnh võ giả thân thể đều có chỗ tốt, nhưng, ta đề nghị ngươi tốt nhất còn chưa phải đi những chỗ này, bình thường liền ở Thái Tuyệt Điện trong phạm vi. À, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, tại sao? Ngô Tín Sam cười khổ nói, ngươi biết, chúng ta Thái Tuyệt Điện đệ tử ở Bắc Lăng Thiên Điện bên trong là tầng dưới chót nhất tồn tại, tất cả mọi người đều có thể lấn áp chúng ta, cho nên, đi những chỗ này là sẽ đụng phải không thiếu phiền toái. Cái mất nhiều hơn cái được, biết không? Hắn cũng biết, như thế còn sống quá bực bội, nhưng, không có cách nào, ít nhất có thể an toàn một chút. Diệp Thần tùy ý ừ một tiếng, lại không có quá để ở trong lòng. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa độc lập tinh Mỹ gác lửng trước, nơi này chính là Chuông Tinh Các. Ngô Tín Sam ở trước cửa đối với Diệp Thần nói, Diệp sư đệ, còn có một việc, người trước, mạo phạm người phụ nữ kia, tên là Mộ Dung Yên Vũ. Lần này coi là ngươi vận khí tốt, nàng không có cùng ngươi so đo, sau này, nhớ không nên tái phạm loại sai lầm này, Mộ Dung Yên Vũ chính là Bắc Lăng Thiên Bảng trên cường giả, không phải chúng ta có thể chọc nổi. Đừng bảo là Mộ Dung Yên Vũ, chỉ cần là tên chữ leo lên Bắc Lăng Thiên Bảng đệ tử, đều là mỗi cái trong đại điện yêu nghiệt, đối với chúng ta mà nói, cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Diệp Thần tới một chút hứng thú nói, Bắc Lăng Thiên Bảng. Ngô Tín Sam nói, Bắc Lăng trên thiên bảng, tổng cộng, có 100 cái tên chữ, cái này 100 người, chính là ở Bắc Lăng Thiên Điện, hạng trước 100 đệ tử, ở trên trời trong điện có nhất định đặc quyền. Diệp Thần gật đầu một cái, đang muốn đi vào Chuông Tinh bên trong các, đây là, Ngô Tín Sam nhưng lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, Diệp sư đệ, sư tôn tọa hạ, tổng cộng có 6 tên đệ tử, ở ngươi trước, còn có 5 người, ngày mai có rảnh rỗi. Người hẳn đi thiên hư các viếng thăm Trương sư đệ. À, vì sao? Diệp Thần có chút không rõ ràng, Ngô Tín Sam đơn độc nhắc tới cái này Trương sư huynh, tự nhiên không phải là tầm thường viếng thăm đơn giản như vậy. Ngô Tín Sam ánh mắt có chút ảm đạm nói, bởi vì,
người phải đem ngươi lấy được đạo tinh bên trong 70% giao cho Trương Sư Đệ. Trương Sư Đệ, tên là Trương Thanh Đàn, là Thái Tuyệt Điện bên trong thế lực lớn nhất đệ tử, cho dù là Kim Sư Huynh ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này Trương Sư Đệ tỷ tỷ, chính là Thái Chân Điện Điện chủ đệ tử, đồng thời, cũng là xếp hạng Bắc Lăng Thiên bảng thứ 19 siêu cấp yêu nghiệt, tên là Trương Tử Mân. Chúng ta Thái Tuyệt Điện đệ tử, muốn qua được khá một chút, đành phải núp ở Trương Tử Mân bóng dáng phía dưới, tìm kiếm che chở, dĩ nhiên, cái này không phải là không có giá cao, cho nên, phải đem đạo tinh giao cho Trương Sư Đệ. Diệp Thần nghe vậy, mặt không cảm giác, nói dễ nghe, tìm kiếm che chở, trên thực tế chính là giao bảo hộ phí. Đối với Trương Thanh Đàn cái loại này lấn áp người mình mưu lợi mặt hàng, hắn xem thường nhất. Nhìn Diệp Thần thần sắc, Ngô Tín Sam khẽ cau mày, mang chút cảnh cáo giọng nói, Diệp Sư Đệ, ta biết ngươi cảm thấy không phục, nhưng, Trương Sư Đệ cũng không phải là dễ trêu, chọc giận tới hắn, kết quả có thể thì không phải là tổn thất đạo tinh đơn giản như vậy, đặc biệt là sau lưng hắn Trương Tử Mân. Vừa nói, Ngô Tín Sam trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nói khó nghe, Trương Tử Mân một câu nói, là có thể để cho chúng ta, chọn đời thoát thân không được. Hắn sở dĩ đối với Diệp Thần nói như thế nhiều, đổ không có ý tứ gì khác, chỉ là không muốn nhìn mình sư đệ bởi vì không hiểu chuyện mà phạm sai lầm mà thôi, xem bọn họ cái loại này tầng dưới chót đệ tử, ở Bắc Lăng Thiên Điện sinh tồn, vốn là khó khăn, có thể giúp đỡ một đám. Có thể, Diệp Thần nghe vậy, nhưng là nhàn nhạt nói, tốt lắm, Ngô Sư Huynh, xin trở về đi, ta cũng nên đi chữa thương. Hắn biết Ngô Tín Sam là ý tốt, bất quá, để cho hắn viếng thăm Trương Thanh Đàn. Lãng phí thời gian thôi. Ngô Tín Sam khẽ cau mày, ở hắn xem ra, Diệp Thần có chút quá kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là không biết điều, tầng dưới chót chắc có tầng dưới chót tự giác mới là, Diệp Thần loại thái độ này, ở hắn xem ra sớm muộn là phải thua thiệt. Hắn há miệng một cái, còn muốn nói gì nữa, có thể Diệp Thần cũng đã trực tiếp khép cửa phòng lại. Ngô Tín Sam lắc đầu một cái, đành phải rời đi. Diệp Thần trở lại trong phòng sau đó, liền mở chữa thương, mấy giờ sau đó, cuối cùng khôi phục được trạng thái tột cùng, mà thời gian vậy đến buổi tối, là thời điểm đi chủ điện gặp Lý Vô Vọng. Lúc này, Diệp Thần lấy ra bức kia gia thú bản đồ, hơi nhận rõ một phen phương vị, liền hướng chủ điện đi. Thái Tuyệt Điện chủ điện, thành lập ở một nơi trên đỉnh núi, toàn thân do loại nào đó màu xanh lam mỹ ngọc chế tạo. Vô cùng là tinh mỹ rộng lớn. Rất nhanh, Diệp Thần liền tiến vào chủ này điện bên trong, điện trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn, trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một tên gầy gò người trung niên, chính là Lý Vô Vọng. Lý Vô Vọng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía từ ngoài điện đi tới Diệp Thần cười nói, tới. Diệp Thần hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Lý Vô Vọng hướng về phía Diệp Thần giương tay một cái, một đạo linh quang liền rơi vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ánh mắt đảo qua vật trong tay, Lý Vô Vọng cho hắn bất ngờ là một khối ngọc bài. Trên ngọc bài, viết quá tuyệt hai chữ. Lý Vô Vọng nói, Bắc Lăng Thiên Điện, không có phục sức yêu cầu, nhưng, ở Thái Tuyệt Điện ngoài nghề đi, nhất định phải đeo ngọc bài này, Thiên Điện bên trong ra vào rất nhiều địa phương đều cần quyền hạn, mà ngọc bài, liền đại biểu ngươi Thái Tuyệt Điện thân phận cùng cấp 9 đệ tử quyền hạn. Diệp Thần đem ngọc bài treo ở giữa eo, đối với Lý Vô Vọng hỏi. Sư tôn tới tìm ta, chính là vì ngọc bài này. Lý Vô Vọng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, Diệp Thần, ngươi gia nhập Thái Tuyệt Điện, chắc là vì bổn điện công pháp luyện thể chứ. Ngươi có thể biết ta Thái Tuyệt Điện cường đại nhất công pháp gọi là gì? Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên nói, mời sư tôn dạy bảo. Lý Vô Vọng sắc mặt, đột nhiên nghiêm túc một phần nói, bổn điện chấn điện công pháp, tên là Tinh Thiên Luyện Thể Thần Thông. Lai lịch của nó cực kỳ thần bí, nghe nói truyền thừa từ thời Đại Hồng Hoang, ở thời kỳ thượng cổ, cũng là ta Bắc Lăng Thiên Điện chỗ dựa lớn nhất. Chỉ tiếc, vừa nói, Lý Vô Vọng sắc mặt ảm đạm một phần nói, môn công pháp này, đối với tư chất yêu cầu cực cao, thượng cổ sau đó, võ đạo sa sút, thiên địa dị biến bên trong, linh khí giảm nhiều, mà võ giả tư chất cũng là được ảnh hưởng. Hôm nay cái thời đại này, đừng nói là đem công pháp này tu luyện tới đại thành. Liền liền tìm được có tư cách tập luyện môn công pháp này đệ tử, cũng không khác nào mò kim đáy biển. Cũng chính vì vậy, ta Thái Tuyệt Điện mới sẽ luân lạc cho tới bây giờ bước. Tinh Thiên Luyện Thể Thần Thông, Diệp Thần nghe vậy, không khỏi tròng mắt sáng lên. Tại sao, thời kỳ Hồng Hoang công pháp,
phần lớn cũng thất truyền. Một nguyên nhân trong đó, chính là càng cao đẳng công pháp, ngưỡng cửa càng cao. Mà bởi vì linh khí hạ xuống cùng nhân tố ảnh hưởng, võ giả tổng thể tư chất không ngừng hạ xuống, cho nên, những công pháp này dần dần cũng không có người hỏi han, cuối cùng chỉ có thể sa sút. Cho dù là Thái Tuyệt Điện đệ tử, thả ở bên ngoài, cũng có thể gọi là thiên tài, có thể, nhưng liền đem tinh thiên luyện thể thần thông nhập môn cũng không làm được. Có thể gặp, môn công pháp này cường đại bao nhiêu? Lý Vô Vọng ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, vi sư dự định đem môn công pháp này truyền thụ cho ngươi, bất quá, nói ta nói trước, cái này tinh thiên luyện thể thần thông, tổng cộng chia tinh thiên cửu chuyển, nhưng, cho dù là ta, tu luyện trăm nghìn năm cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thứ hai chuyển cảnh giới. Hắn tu hành, có gian nan dường nào, có thể tưởng tượng được, thậm chí, ngươi có thể ở môn công pháp này bên trên, hao phí rất nhiều tâm huyết nhưng không thu hoạch được gì. Nói thật nói, Bắc Lăng Thiên Điện bên trong còn có rất nhiều cao đẳng công pháp. Cho nên, ta cho ngươi lựa chọn cơ hội, phải chăng quyết định tu luyện cái này tinh thiên luyện thể thần thông? Diệp Thần nghe vậy, không chút do dự gật đầu nói, đệ tử nguyện ý tu luyện. Không nói khác, chỉ là Lý Vô Vọng chỉ là tu hành đến tinh thiên hai chuyển, liền có thể cũng như này sợ hãi thân xác cường độ, Diệp Thần liền không cách nào buông tha à. Nếu như tu luyện tới tinh thiên cửu chuyển cảnh giới. Đây chẳng phải là thật sự có thể thân xác thành thánh. Hắn trong mắt hiện lên nồng nặc kỳ vọng. Thái thượng thiên ma thể tuy mạnh, nhưng cuối cùng là ma thuộc tính. Mà tinh thiên luyện thể thần thông nhưng là đại biểu hết thảy. Hai người tới giữa tất nhiên có thể thông hiểu đạo lý. Tinh thiên luyện thể thần thông mạnh mẽ, thái thượng thiên ma thể liền sẽ mạnh. Thái thượng thiên ma thể đột phá, tinh thiên luyện thể thần thông cũng sẽ có thu hoạch. Lý Vô Vọng nghe vậy. Trong mắt cũng là lóe lên vẻ vui mừng, những năm gần đây, bởi vì trừ hắn một mực không người có thể luyện thành tinh thiên luyện thể thần thông, thậm chí, rất nhiều Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử cũng đối với cái này cái gọi là Bắc Lăng công thứ nhất pháp khịt mũi coi thường, cho rằng công pháp này bất quá là thổi phồng lên, trên thực tế căn bản là rác rưởi, cái gọi là không cách nào luyện thành, phỏng đoán chỉ là Thái Tuyệt Điện tìm mượn cớ thôi. Thậm chí, liền cái khác mấy điện một ít điện chủ đều có ý tưởng giống nhau. Đây là làm Lý Vô Vọng nhất là không cam lòng chuyện. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực hy vọng có thể có một người học trò tới là tinh thiên luyện thể thần thông xứng danh, tới là hắn Thái Tuyệt Điện xứng danh. Hiện tại, cuối cùng để cho hắn đến lúc một cái Diệp Thần. Một cái, có ở đây không đến trăm tuổi là có thể bước vào thân xác thành thánh ngưỡng cửa yêu nghiệt. Ở Lý Vô Vọng xem ra, nếu như nói, có ai có thể đem cửa này nghịch thiên công pháp, tu luyện tới đại thành nói. Cũng chỉ có Diệp Thần liền chứ. Một khắc sau, Lý Vô Vọng khoát tay, một khối tản ra vô cùng man hoang, phong cách cổ xưa hơi thở thương tấm đá màu xanh, liền rơi vào Diệp Thần trước mặt. Lý Vô Vọng nói, cái này, chính là vậy tinh thiên luyện thể thần thông nguyên điển, Diệp Thần, lấy về, thật tốt tu hành đi. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó, có chút cảm kích nhìn Lý Vô Vọng nói, tạ ơn sư tôn. Lý Vô Vọng vậy tu luyện cái này tinh thiên luyện thể thần thông. Có thể, nhưng là đem nguyên điển giao cho mình. Cái loại này sư phụ, rất khó được. Điều này cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy một chút ôn tình. Lý Vô Vọng khẽ mỉm cười, khoát tay áo nói, tốt lắm tiểu tử, thật tốt tu luyện, đừng để cho vi sư thất vọng. Lý Vô Vọng làm như vậy là có nguyên nhân, hắn đã rất khó lại còn đột phá, nguyên điển đặt ở trên tay hắn cũng là phí của trời. Diệp Thần trở lại chuông tinh các sau đó. Liền một đầu đâm vào đối với tinh thiên luyện thể thần thông tu hành bên trong. Chỉ gặp, Diệp Thần thần sắc một lát vui sướng, một lát trầm tĩnh, một lát lại có chút như đưa đám, không ngừng biến hóa, đảo mắt tới giữa, ba ngày trôi qua. Sốt cuộc, Diệp Thần để tay xuống ở giữa tấm đá màu xanh, gò má trên hiện lên đại hỉ vẻ. Cái này tinh thiên luyện thể thần thông cho dù ở hắn xem ra vậy quả thật vô cùng là tối tăm, bất quá. Để cho hắn bất ngờ là môn thần thông này lại là không hề ít cùng thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể hỗ thông địa phương. Hiểu môn công pháp này, chẳng những để cho hắn tại thái thượng thiên ma thể trên có thu hoạch, hơn nữa, hai tướng kiểm chứng, để cho hắn ở tinh thiên luyện thể thần thông trong tu hành, tiến bộ thần tốc. Hôm nay, Diệp Thần đã có bước vào tinh thiên vừa chuyển chắc chắn. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần liền lại là nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này tinh thiên luyện thể thần thông. Chính là hấp thu trong hư không tinh thần lực lượng, rèn luyện thân thể, mà muốn hấp thu tinh thần lực lượng,
phải đả thông một số người thể bên trong nguyên bản khép kín, ẩn núp mạch lạc, mới có thể làm được. Đây đối với ta mà nói ngược lại không coi là quá khó khăn, có thể mấu chốt là, cái này mấy ngày và Thái Huyền Trận Hoàng tiền bối câu thông qua, đả thông sau đó, muốn kích hoạt những thứ này mạch lạc, thì nhất định phải lấy trăm loại có không cùng tinh thần thuộc tính tinh linh đá bầy một tòa tinh thiên khai quang trận, cái này ngược lại có chút phiền toái. Tinh linh đá, vốn là một loại vô cùng là hiếm thấy thiên tài địa bảo, hơn nữa, còn muốn trăm loại. Cũng chính là ở trong thiên điện, đổi thành cái khác thế lực, căn bản liền cầm ra những thứ này tinh linh thạch có thể cũng không có. Diệp Thần lắc đầu một cái, trước đem cái này khai quang trận sự việc đặt ở một bên, chuyên tâm bắt đầu đả thông những cái kia đặc thù mạch lạc. Mở mạch, là một chuyện rất thống khổ, nhưng, Diệp Thần nhưng không có chút nào cởi thoa, điên cuồng khai thác trước mình kinh mạch. 4 ngày sau, Thái Tuyệt Điện bên trong, một tòa toàn thân vàng óng, nhìn như vô cùng xa hoa gác lửng bên trong, ngồi một tên sắc mặt có chút trắng bệch, tướng mạo khá là âm nhu chàng thanh niên. Giờ phút này, tên nam tử này tử, đang uống trà, mà có mấy tên dung mạo không tầm thường cô gái, đang là hắn pha trà, nặn vai, đấm chân, đút nước quả vân. Vân, đem chiếu cố được giống như hoàng đế vậy. Không muốn lấy là, những cô gái này là người làm, thiên điện nơi quan trọng, không phải có thể tùy tiện mang người làm tiến vào. Những cô gái này, phần lớn đều là Thái Tuyệt Điện đệ tử. Coi như Thái Tuyệt Điện là thiên điện đội sổ tồn tại, có thể gia nhập Thái Tuyệt Điện võ giả, nhiều ít vậy coi là cái thiên tài, là có ngạo khí. Có thể, cái này mấy người phụ nữ nhưng cam nguyện ở chỗ này, là người thanh niên này nặn vai đấm chân, làm người làm chuyện. Có thể tưởng tượng được, người thanh niên này ở Thái Tuyệt Điện địa vị có đáng sợ dường nào. Người này, chính là Trương Thanh Đàn. Đây là, Trương Thanh Đàn đứng trước mặt một tên chàng trai tóc vàng tử, nhưng là vậy sợ kim hồng. Trương Thanh Đàn buông xuống ly trà trong tay, trong mắt lóe lên một món hàn mang nói, sở sư huynh, chúng ta vị này mới nhập môn Diệp sư đệ thật là lớn phô trương à. Nhiều ngày như vậy đi qua, lại vẫn chưa có tới gặp ta. Ha ha, không phải là lấy vì mình bị sư tôn thu làm đệ tử, liền vô địch, có thể coi trời bằng vung liền chứ. Ở Diệp Thần trước mặt, phách lối ngang ngược sở kim hồng, giờ phút này nhưng là lộ ra lấy lòng nụ cười nói, thằng nhóc này tính cách rất ngạo. Trương sư đệ, ta xem lần này ngươi đạo tinh là không lấy được tay. Trương Thanh Đàn tu vi và thực lực so với sở kim hồng muốn kém không ít, nhưng, không có biện pháp, Trương Tử Mân ở Thái Tuyệt Điện bên trong không người chọc nổi. Cho nên, đối với Trương Thanh Đàn chỉ có thể cúi đầu. Trương Thanh Đàn cười lạnh nói, ta đây là thật là tò mò, vị này Diệp sư đệ, thấy ta sau đó, còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy. Sở Kim Hồng ánh mắt sáng lên nói, Trương sư đệ ý là. Trương Thanh Đàn, chậm rãi đứng lên, khóe miệng dương lên vẻ chế nhạo nụ cười nói, chúng ta đi tiểu tử này gác lửng xem. Chuông tinh bên trong các, mồ hôi đầy người, cao mày Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ầm một tiếng, một đạo cực mạnh linh áp, từ trong cơ thể nộ xông ra. Hắn hơi thở hào hển, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói, cuối cùng thành công, hiện tại. Chỉ phải lấy được vậy trăm loại tinh linh đá, liền có thể chính thức đem cái này tinh thiên luyện thể thần thông, đột phá đến tinh thiên vừa chuyển cảnh giới. Diệp Thần ánh mắt có chút hưng phấn, có lẽ cái này tinh thiên luyện thể thần thông sau khi đột phá, mình thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể vậy có cơ hội bước vào cái kế tiếp tầng thứ. Như vậy tới một cái, thực lực lại sẽ có tiến bộ không ít. Ừ, ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Thần khẽ cau mày, ngay sau đó đi về phía cửa, mở cửa phòng ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một tên thân hình cao lớn, khá là to lớn, cổ đồng màu da, mặt mũi nhìn qua có chút thật thà thanh niên. Thanh niên này thấy Diệp Thần, sắc mặt vui mừng nói, Diệp sư đệ, người cuối cùng cũng ra, ta là sư tôn tứ đệ tử, tên là Tân Lôi. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, Tân sư huynh, đến tìm ta có chuyện gì? Tân Lôi có chút lo lắng nói. Diệp sư đệ, người hiện tại mau theo ta đi cho Trương sư huynh nói xin lỗi đi. Hắn nghe nói ngươi không muốn bái kiến hắn là một, tựa hồ muốn tới tìm ngươi à. Diệp sư đệ, muốn ở Thái Tuyệt Điện lẫn vào, Trương sư đệ là ngươi không thể đắc tội nhất người à. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt lạnh một phần, nhàn nhạt nói, Tân sư huynh, ta đối với cái gì Trương không tờ không có hứng thú, cũng sẽ không đi gặp hắn. Vừa nói. Hắn trên mặt hiện lên vẻ băng hàn nụ cười nói, nếu như,
hắn nếu không phải là gặp ta không thể, vậy thì tự mình tới tìm ta đi, ta tùy thời phụng bồi. Có người muốn tự tìm cái chết, hắn không ngại đưa hắn một đoạn đường. Diệp Thần đối với Tân Lôi ngược lại là không có gì không ưa, nhìn ra được, Tân Lôi và Ngô Tín Sam như nhau đều là hắn lo nghĩ. Tân Lôi nghe được Diệp Thần lời ấy, thần sắc khẽ biến, cái này Diệp sư đệ so Ngô sư huynh nói tựa hồ còn muốn hơn nữa kiêu ngạo à. Và mình năm đó, thật là giống nhau như đúc. Có thể, cái loại này kiêu ngạo chỉ có thể mang đến hiệu quả ngược thôi, hắn sở dĩ tới khuyên Diệp Thần, cũng là bởi vì là, cảm thấy Diệp Thần và mình trước kia có chỗ giống nhau, không đành lòng nhìn Diệp Thần đi mình lối cũ. Tân Lôi còn muốn nói gì, nhưng vào lúc này, sau lưng nhưng là vang lên một cái có chút thanh âm bén nhọn nói, giỏi một cái tùy thời phụng bồi, Diệp sư đệ, mới vừa mới nhập môn, giọng cũng không nhỏ, bổn công tử muốn gặp ngươi, còn thật không dễ dàng à. Tân Lôi sắc mặt biến đổi, chợt xoay người lại, chỉ gặp, cách đó không xa đi tới ba người, cầm đầu một tên thanh niên, sắc mặt trắng bệch, dung mạo âm nhu, chính là Trương Thanh Đàn. Mà Sở Kim Hồng cùng Ngô Tín Sam đi theo hắn bên người. Ngô Tín Sam trên mặt tràn đầy vẻ lo âu, mà Sở Kim Hồng chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Rất nhanh, ba người đã đến Diệp Thần gác lửng trước. Ngô Tín Sam cướp ở Trương Thanh Đàn nói chuyện trước, hướng về phía Diệp Thần quát khẽ, Diệp sư đệ. Trương sư đệ là ngươi sư huynh, ngươi có chút cản rỡ, mau tới đây, cho Trương sư đệ nói xin lỗi. Hắn là muốn giúp Diệp Thần, hóa giải Trương Thanh Đàn bất mãn trong lòng. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe gặp vậy, sắc mặt lãnh đạm nhìn Trương Thanh Đàn. Ngô Tín Sam có chút nổi giận, Diệp Thần thật sự có chút không biết tiến thối, mình và Tân Lôi đều đã nói đến chỗ này phân thượng, Diệp Thần nhưng còn chưa lĩnh tình, phải tiếp tục ngạo đi xuống. Mà Trương Thanh Đàn sắc mặt, giờ phút này đã hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thần lại là đem hoàn toàn không thấy. Không có nghe gặp mình đang đối với hắn nói chuyện sao. Ở Thái Tuyệt Điện, đệ tử nào dám đối với hắn loại thái độ này. Đổi thành vậy đệ tử, sớm cứ tới đây cho hắn dập đầu nhận sai chứ. Nói thật, chỉ cần Lý Vô Vọng không xuất hiện, hắn chính là Thái Tuyệt Điện đế vương à. Đối với đế vương bất kính. Đó chính là tội chết. Mấu chốt nhất là, Diệp Thần còn chỉ là một càn khôn cảnh phế vật à. Hắn Trương Thanh Đàn lại là bị một cái càn khôn cảnh tiểu tử làm như không thấy. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp chịu được. Trương Thanh Đàn trong mắt, thoáng qua một đạo hung tàn vẻ, cả người linh lực cực nhanh vận chuyển, một đạo uy áp cường đại ngay tức thì bộc phát ra, hắn hướng về phía Diệp Thần vô cùng âm hàn mở miệng nói, Diệp sư đệ. Sư huynh ta đây là thật là tò mò, người cái này tùy thời phụng bồi tới cùng là làm sao cái cùng pháp. Hắn tiếng nói vừa dứt, cả người liền biến thành một đạo tàn ảnh, hướng Diệp Thần vọt tới, Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi đều là con ngươi co rúm một cái, trên mặt một phiến cuống cuồng cùng vẻ lo âu. Diệp Thần bất quá là càn khôn cảnh tu vi, Trương Thanh Đàn chính là cái đó đều không làm, chỉ riêng hướng về phía Diệp Thần đụng một cái, đều có thể đem hắn xương cốt toàn thân đụng nát chứ. Mà Sở Kim Hồng chính là cười, mừng rỡ cười, tiểu tử đáng chết này, không phải cuồng sao? Không phải ngạo sao? Ha ha, báo ứng tới chứ? Trương Thanh Đàn ra tay từ trước đến giờ đều là vô cùng ác độc, coi như sẽ không thật giết Diệp Thần, để cho nó nằm một năm nửa năm là không tránh khỏi. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đứng tại chỗ, một hơi một tí, một bộ căn bản không cách nào đối với Trương Thanh Đàn tốc độ làm ra phản ứng dáng vẻ. Ngô Tín Sam khẽ thở dài một tiếng, xong rồi, hai bên thực lực sai biệt quá lớn, Diệp Thần liền tránh cũng không tránh được à. Diệp Thần cặp mắt híp lại, nhìn hướng mình vào tới Trương Thanh Đàn, trong mắt hiện lên lau một cái rửng dưng ý, thức hải bên trong, bàng nhiên thần hồn lực chuyển động, hướng Trương Thanh Đàn, kích động đi. Liền tại tất cả người, cũng lấy là Diệp Thần muốn trọng thương ở Trương Thanh Đàn trong tay lúc đó, Trương Thanh Đàn sắc mặt nhưng là bỗng nhiên một trắng. Mắt màu hung hăng run rẩy một tí, cùng Diệp Thần đối mặt ngay tức thì, chẳng biết tại sao, trong lòng lại là dâng lên một cổ vô cùng là cảm giác sợ hãi, tựa như bị một đầu cự thú tiền sử theo dõi vậy, võ giả trực giác đang điên cuồng gầm thét. Giờ phút này, thân thể lại là có chút không bị khống chế, theo bản năng muốn chạy trốn Diệp Thần. Trong chốc lát, Trương Thanh Đàn bước chân lại là sai rối loạn lên, chân trái cùng chân phải tựa như đã kết vậy, vướng chân ở một nơi. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ở chuông tinh các trước vang lên,
tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp, Trương Thanh Đàn lại là ở cách Diệp Thần ba bước vị trí nặng nề ném xuống đất, gương mặt cùng địa mặt xảy ra tiếp xúc thân mật. Diệp Thần nhìn té ngã trên đất Trương Thanh Đàn, khinh thường cười một tiếng, hắn thậm chí cũng không có đụng tới hồn kỹ, chỉ là hơi thả ra hồn lực chập chờn mà thôi, cũng đã cầm Trương Thanh Đàn hù thành bộ dáng này. Trong chốc lát, Diệp Thần vậy mất đi đối với Trương Thanh Đàn xuất thủ hứng thú, trực tiếp đóng cửa lại trở lại gác lửng bên trong. Hắn mới vừa đả thông kinh mạch, còn cần thật tốt củng cố một phen, cần gì phải vì như vậy con kiến hôi lãng phí thời gian. Mà giờ khắc này, chuông tinh các trước, nhưng là một phiến tĩnh mịch. Ngô Tín Sam, Tân Lôi, cùng với Sở Kim Hồng, đều là sắc mặt cổ quái nhìn trên đất Trương Thanh Đàn, phải biết võ giả thân thể cân đối tính, vượt xa người thường, căn bản không có thể đem mình ngã xuống à. Có thể, Trương Thanh Đàn hết lần này tới lần khác vào lúc này ngã xuống. Hơn nữa còn bị té rất nặng. Một màn này, lộ vẻ được vô cùng tức cười, nếu không phải Trương Thanh Đàn bối cảnh, mấy người bọn họ đều phải không nhịn được cười ra tiếng. Giờ phút này, Trương Thanh Đàn khuôn mặt đã đỏ bừng một phiến, xấu hổ đến muốn đi chết trình độ à. Hắn chặt chẽ cắn răng, thật là muốn nổi điên. Cái này còn là hắn lần đầu tiên ném lớn như vậy mặt à. Trong lòng đã đem Diệp Thần hận tới cực điểm, trong đầu duy nhất ý tưởng, chính là xông vào chuông tinh bên trong các đem Diệp Thần xé thành phấn vụn. Bất quá, vừa nghĩ tới mới vừa vậy vô cùng sợ hãi cảm giác, Trương Thanh Đàn chính là ngay tức thì bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi bò người lên, xoa xoa máu mũi, hướng chuông tinh các nhìn một cái, trong mắt hiện lên vô cùng là kiêng kỵ thần sắc, một khắc sau, hắn liền âm trầm khuôn mặt, không nói một lời từ nơi này chuông tinh các trước rời đi. Sở Kim Hồng các người lại là sửng sốt một chút, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Trương Thanh Đàn. Lấy Trương Thanh Đàn tính cách, lại liền đi như vậy. Thật là, có chút không tưởng tượng nổi. Sở Kim Hồng có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng, hung hãn trợn mắt nhìn chuông tinh các một mắt. Tiểu tử này vận khí, cũng có chút quá tốt. Rất nhanh, Diệp Thần liền ở chuông tinh bên trong các đóng cửa tu hành 2 ngày thời gian. Một ngày này, hắn chậm rãi mở 2 mắt ra, nhẹ thở một cái chọc khí, rốt cuộc đem đả thông kinh mạch hoàn toàn củng cố. Thân hình hắn động một cái, liền rời đi chuông tinh các, hướng ngoài điện đi. Muốn có được 100 loại tinh linh đá, liền muốn đến thiên trong điện vạn bảo các đi xem. Trên đường, Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, lúc này, nguyên bản lạnh tanh Thái Tuyệt Điện bên trong, nhưng là mang theo một chút không khí náo nhiệt, Thái Tuyệt Điện bên trong đệ tử, đều là vừa nói vừa cười, nhìn qua khá là vui sướng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì là, hôm nay là Thái Hạo Điện cùng Thái Tuyệt Điện hợp tác lịch luyện ngày. Cái gì là hợp tác lịch luyện? Hợp tác lịch luyện, là Bắc Lăng Thiên Điện một loại truyền thống, 2 cái giao hảo đại điện phái ra môn hạ đệ tử, chung nhau thi hành tông môn nhiệm vụ, ở trong quá trình nhiệm vụ học hỏi lẫn nhau. Vừa có thể trao đổi võ đạo, lại có thể gia tăng 2 điện cảm tình. Bất quá, Thái Tuyệt Điện sa sút sau đó, cái loại này hợp tác lịch luyện cũng đã là hữu danh vô thực. Nguyên bản hợp tác lịch luyện là sẽ phái ra trong điện cơ hồ tất cả đệ tử. Đến hiện tại, Thái Hạo Điện nhưng chỉ sẽ phái ra 1 tên đệ tử tới Thái Tuyệt Điện, ngẫu nhiên chọn 1 tên đối tượng hợp tác thôi. Nhưng, đây đối với Thái Tuyệt Điện các đệ tử mà nói nhưng là một chuyện tốt. Lấy Thái Tuyệt Điện đệ tử thực lực, muốn phải hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cực kỳ khó khăn, còn nếu là cùng Thái Hạo Điện đệ tử họp thành đội, tương đương với có thể trắng trắng lấy được 1/2 tưởng thưởng nhiệm vụ à. Hơn nữa, nghe nói, lần này Thái Hạo Điện phái tới, chính là điện chủ đệ tử thân truyền, xếp hạng Bắc Lăng Thiên Bảng yêu nghiệt, Phù Tư. Phù Tư lựa chọn sử dụng nhiệm vụ, phẩm cấp tự nhiên sẽ không quá thấp, có thể nói, đối với bị chọn đệ tử là trên trời hết nhân bánh. Ngay tại sắp đến Thái Tuyệt Điện lối ra lúc đó, Diệp Thần nhưng là thấy được 4 đạo thân ảnh đi tới, chính là Sở Kim Hồng các người. Lý Vô Vọng tọa hạ tổng cộng 6 tên đệ tử, đứng hàng thứ 5, là một cô gái. Chỉ là, cô gái này tình huống, có chút đặc thù, tạm thời, không có ở đây trong thiên điện. Ngô Tín Sam ánh mắt chớp mắt, đối với Diệp Thần hỏi, Diệp sư đệ. Người bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Thần hướng về phía Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi gật đầu một cái nói, Ngô sư huynh, Tân sư huynh, ta phải đi vạn bảo các. 4 người nghe vậy, Sở Kim Hồng cùng Trương Thanh Đàn sắc mặt, ngay tức thì trầm xuống. Nhìn Diệp Thần ánh mắt bên trong đều là mang theo lửa giận. Thằng nhóc này, lại không cùng bọn họ chào hỏi.
Hơn nữa, còn hết lần này tới lần khác chỉ và Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi chào hỏi, đây hoàn toàn chính là xem thường bọn họ à. Ngô Tín Sam cũng có chút muốn mắng người. Diệp Thần cái này tính cách là thật cuồng cũng không bên, mình một nhắc lại, cảnh cáo hắn tựa như cũng không có để ở trong lòng vậy. Không chỉ có lũ xúc phạm, khiêu khích Sở Kim Hồng cùng Trương Thanh Đàn, hiện tại còn muốn đến Vạn Bảo Các đi. Tùy ý rời đi Thái Tuyệt Điện nhưng mà phải chịu khổ. Đây là, Tân Lôi mở miệng nói, Diệp sư đệ, trước người đang bế quan tu hành thì thôi, hiện tại nếu đi ra, liền theo chúng ta cùng đi nghênh đón Vu công tử đi, nói không chừng, người vậy có cơ hội bị Vu công tử chọn chúng. Ừ, Diệp Thần hỏi, có ý gì? Ngô Tín Sam gật đầu nói, đúng. Diệp sư đệ, cùng đi nghênh đón Vu công tử đi, ngươi không biết, hôm nay là Thái Tuyệt Điện cùng Thái Hạo Điện hợp tác lịch luyện ngày, Vu công tử sẽ chọn một tên Thái Tuyệt Điện đệ tử, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đây là chuyện tốt. Hơn nữa, Vu công tử là trên thiên bảng xếp 62 yêu nghiệt, ngươi thân là điện chủ đệ tử, nếu không phải đến chàng, Vu công tử, có thể sẽ cảm thấy ta Thái Tuyệt Điện đối với hắn không đủ tôn trọng đâu, nếu như xúc phạm Vu công tử, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Thần nghe vậy, lắc đầu nói, ta đuổi thời gian, không đi. Vừa nói thì phải trực tiếp rời đi. Đám người nghe vậy đều có chút thử ra, đuổi thời gian. Diệp Thần đây là liền vô tư đều không coi vào đâu sao. Ngay tại lúc này, một tiếng có chút nghiền ngẫm thanh âm nam tử, vang lên bên tai mọi người nói, xem ra, Thái Tuyệt Điện bên trong có người không phải rất hoan nghênh tại nào đó à. Sở Kim Hồng các người, thân thể chấn động một cái. Ngay tức thì hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Một đạo mặc màu xanh da trời rực rỡ áo lót, khí độ ung dung, càm nhọn, cặp mắt có chút hẹp dài thanh niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên này, nhìn qua 500 tuổi, hắn tản ra hơi thở nhưng là vô cùng là dâng trào. Thậm chí cho mọi người nguy hiểm cảm giác. Người này, chính là Vô Tư. Vô Tư khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, có thể, hắn ánh mắt nhưng không có chút nào nhiệt độ. Ở hắn xem ra, mình có thể tới Thái Tuyệt Điện hợp tác lịch luyện, đối với Thái Tuyệt Điện người mà nói là một loại ban cho, những phế vật này hẳn cảm đội ơn đức mới đúng, nghênh đón là cơ bản nhất. Có thể hiện tại, lại có cái thực lực nhỏ đến mức tận cùng con kiến hôi mạo phạm hắn tôn nghiêm. Ha ha, đó là phải trả giá thật lớn. Mà Sở Kim Hồng khi nhìn đến Vô Tư ngay tức thì, sắc mặt liền hốt hoảng đứng lên. Hắn vì lần này hợp tác lịch luyện, có thể đã nịnh hót Vô Tư. Một đoạn thời gian rất dài à. Vì chính là đạt được cùng Vô Tư cùng thi hành nhiệm vụ cơ hội. Có thể hiện tại, cái này không đầu óc Diệp Thần, một câu nói liền chọc giận Vô Tư. Vạn nhất đem Vô Tư tức giận bỏ đi, mình khoảng thời gian này khổ cực há chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Trong chốc lát, Sở Kim Hồng khuôn mặt đều vặn vẹo, trán chỗ gân xanh không ngừng nhảy, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Vu công tử là ngươi muốn không nghênh đón, cũng không nghênh tiếp sao? Ngươi coi là cái gì? Còn đuổi thời gian, đối với ngươi như vậy con kiến hôi mà nói, có chuyện gì so nghênh đón Vu công tử quan trọng hơn? Hiện tại, cho lão tử quỳ xuống Vu công tử trước mặt, nói xin lỗi, nghe chưa? Nếu không, ta thân là điện chủ thủ đồ, liền muốn thay Vu công tử thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Giờ phút này, Diệp Thần trong mắt nhưng tựa như căn bản không có Sở Kim Hồng cùng Vô Tư tồn tại vậy. Thân hình động một cái, liền trực tiếp hướng ngoài điện đi về phía, không chút nào dừng lại ý. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi thật là đều phải hít thở không thông. Bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Thần lớn gan ngông lạ à. Sở Kim Hồng sắc mặt đều đã đỏ lên, lại một lần nữa bị không để ý tới. Giờ phút này, hắn rốt cuộc lại vậy không cách nào nhẫn nại, quát lên một tiếng lớn. Cả người hơi thở cáu kỉnh, bắp thịt rung động, khổng lồ linh lực nhanh chóng vận chuyển, thân hình chớp mắt, liền đi tới Diệp Thần trước mặt, trong mắt hàn mang lớn thả, một tay hướng Diệp Thần bả vai vỗ tới, gào thét nói, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện à. Một trường này, nếu như chụp bền chắc, Diệp Thần cả người xương cốt đều phải bị đánh tan nát chứ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhưng chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không kịp làm ra phản ứng hình dáng. Sở Kim Hồng thấy vậy, thần sắc bộc phát dữ tợn, trên mặt mang hung lệ nụ cười, tựa như đã thấy Diệp Thần cả người bể tan tành, máu tươi chảy ròng, đối với mình cầu xin tha thứ một màn. Vô Tư trên mặt cũng là lóe lên vẻ châm chọc, thằng nhóc này thật là yếu đến đáng thương, liền một tát này cũng không tránh khỏi.
loại phế vật này cũng dám trang. Sở Kim Hồng tốc độ xuất thủ cực nhanh, thời gian đảo mắt, một chưởng này liền cơ hồ muốn đánh trúng Diệp Thần bả vai. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần bình tĩnh lên tiếng. Hắn chỉ nói một chữ. Cút. Có thể, chính là một chữ này, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thời gian tựa như định cách ở nơi này ngay tức thì. Sở Kim Hồng tay động lại, đồng thời động lại còn có hắn nụ cười trên mặt. Một khắc sau, Sở Kim Hồng nụ cười nhanh chóng bể tan tành, biến thành vô cùng là thống khổ thần sắc, hắn thất khiếu bên trong máu tươi cuồng trào, hai tay che đầu lâu, điên cuồng kêu thảm, trên đất không ngừng lăn lộn. Ngô Tín Sam các người thấy một màn này, con người đều phải rớt xuống đất à. Sở Kim Hồng mặc dù chỉ là Thái Tuyệt Điện đệ tử, nhưng, người là điện chủ thủ đồ, thực lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Chí ít, ở Thái Tuyệt Điện bên trong bàn về thực lực, Sở Kim Hồng là tuyệt đối thứ nhất à. Có thể, hiện tại, lại bị Diệp Thần nhất kích giết trong nháy mắt. Hơn nữa, mới vừa, Diệp Thần thi triển, hình như là hồn kỹ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại là một tên hồn tu. Vẫn là một tên vô cùng là kinh khủng hồn tu. Diệp Thần xem đều không xem Sở Kim Hồng một mắt, liền phải tiếp tục hướng ngoài điện đi. Nhưng vào lúc này, Phụ Tư nhưng là lần nữa mở miệng nói, làm sao, bất quá là đánh bại khác một con kiến hôi thôi, cái này thì đi vội vã. Bổn công tử muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đuổi thời gian là muốn đi làm cái gì? Diệp Thần hướng Phụ Tư nhìn, khẽ cau mày, hắn phiền. Nếu như có một đám con ruồi, vây quanh ngươi bay, mới vừa đập chết một đầu, lại tới một đầu, ngươi biết hay không phiền? Hắn ngưng mắt nhìn Phụ Tư, lạnh lùng nói, liên quan gì ngươi? Lời vừa nói ra, toàn bộ Thái Tuyệt Điện đều tựa như muốn đống kết gà. Nếu như nói, Diệp Thần đánh bại Sở Kim Hồng để cho Ngô Tín Sam con người muốn rơi ra ngoài nói, lần này, chính là liền thần hồn đều phải bị đánh tan. Diệp Thần lại thật khiêu khích Phụ Tư. Đây không phải là tự tìm cái chết, là cái gì? Phụ Tư nghe vậy, giận dữ ngược lại cười nói, người rất giỏi, không phải là thật lấy là đánh bại một tên phế vật liền vô địch chứ? Bổn công tử. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm ếch ngồi đáy giếng. Lần này, hắn thật bị chọc giận. Âm một tiếng, còn chân cảnh trung kỳ uy áp, tràn ngập ra, Phụ Tư trong mắt thần mang bạo tránh, hắn nơi mi tâm, đột nhiên nhiều hơn một đạo trận pháp dấu vết. Ngô Tín Sam nhìn trận pháp này dấu vết, còn ngươi có giúp một cái nói, cái này. Là phòng ngự hồn kỹ. Phụ Tư lại nắm giữ phòng ngự hồn kỹ. Vẫn không có mở miệng Trương Thanh Đàn. Giờ phút này rốt cuộc cười, sảng khoái cười. Hắn vô cùng mỉa mai mở miệng nói, Phụ công tử không hổ đến từ lấy mọi thứ võ kỹ nổi danh Thái Hạo Điệt, liền phòng ngự hồn kỹ đều đang nắm giữ. Hiện tại, thằng nhóc này phách lối vốn, lớn nhất lá bài tẩy đều đã biến thành rác dưới. Ở hắn xem ra, Diệp Thần sở dĩ khùng như vậy, bất quá là bởi vì hắn là hồn tu thôi. Mà Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi chính là khẩn trương lên, làm xong tùy thời thông báo Lý Vô Vọng chuẩn bị. Nháy mắt tức thì, Phụ Tư động. Trong tay hắn, nhiều hơn một cây chủy thủ, một chuôi mang rãnh máu, toàn thân màu xanh nhạt tản ra từng cơn xanh sương mù dao găm. Rồi sau đó, cả người liền hóa thành một đạo bóng mở hướng Diệp Thần cực nhanh chớp động đi, dao găm trong tay, biến ảo muôn vàn, ngay chớp mắt, liền hướng Diệp Thần đâm ra mấy chục đánh. Mà mỗi một đánh, đều là một loại bất đồng võ kỹ, có ác liệt, có mềm bên trong mang giết, có cương mãnh, có ẩn núp. Ngô Tín Sam các người cũng xem ngu, cho tới bây giờ không có nghĩ qua, trong nháy mắt có thể thi triển như thế nhiều võ kỹ à. Mấu chốt nhất là, cái này rất nhiều võ kỹ, giờ phút này lại là hình thành loại nào đó trận thế, không khỏi lẫn nhau tới giữa không có bất kỳ xung đột nào, ngược lại, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng lên gấp bội. Phụ Tư, không hổ là thiên bảng yêu nghiệt, thực lực quả nhiên sợ hãi vô cùng. Phụ Tư khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, mặc dù... Diệp Thần ở hắn trong mắt bất quá là một con sâu, nhưng, lại có mấy phần quỷ dị, cho nên, lần này ra tay, hắn cũng không có cất giữ, mà là thi triển toàn lực. Mắt thấy, vậy rất nhiều võ kỹ hướng Diệp Thần gào thét đi, cơ hồ là nháy mắt tới giữa, thì phải đem Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi đều là sắc mặt đại biến, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần muốn bị thương nặng. Cái này trùng trùng võ kỹ tựa như phong tỏa Diệp Thần tất cả né tránh tuyến đường. Hơn nữa, hôm nay Phụ Tư thi triển phòng ngự hồn kỹ,
Diệp Thần hồn lực mạnh mẽ đi nữa cũng không cách nào đối với Vô Tư tạo thành thực tế tính tổn thương chứ. Nói cách khác, Diệp Thần căn bản không có bất kỳ lật bàn cơ hội à. Mà Trương Thanh Đàn chính là mặt đầy vẻ châm chọc, đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần bị Vô Tư nghiền ép một màn. Vô Tư mặc dù không có công kích Diệp Thần chỗ hiểm, nhưng, trong nháy mắt bị như vậy hơn võ kỹ chìm ngập, cho dù Vô Tư một khắc cuối cùng, thu hồi lực lượng, Diệp Thần sợ rằng chí ít cũng là toàn thân nghiền tính gãy xương chứ. Không làm được, tu võ căn cơ đều phải bị phá hủy. Đây chính là khiêu khích thiên bảng yêu nghiệt giá phải trả. Vô Tư lại là mặt đầy sảng khoái vẻ, bên tai tựa như đã vang lên Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại lúc này, Diệp Thần động. Đối mặt vậy giống như ngút trời cự thú vậy, mãnh liệt mà đến rất nhiều võ kỹ, Diệp Thần nhưng chỉ là đơn giản một quyền đánh ra. Trương Thanh Đàn cùng Vô Tư thấy vậy, ánh mắt hơn nữa châm chọc. Phế vật này đối mặt lớn mạnh như vậy công kích, liền nghiêm chỉnh phản kháng cũng không làm được liền sao. Cho dù là thiên bảng bên trong phần lớn yêu nghiệt, cũng không thể dựa vào đơn giản một quyền phá Vô Tư một kích này chứ. Thằng nhóc này là sợ hãi đến được chứng vọng tưởng, trốn tránh thực tế sao? Cái này thuyết minh, Diệp Thần võ đạo chi tâm đã hỏng mất, hết cứu, cho dù Vô Tư hiện tại thu tay lại. Diệp Thần cũng chỉ có thể làm cả đời phế vật. Mà Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi lắc đầu một cái, ánh mắt cũng là thật nhanh phai nhạt xuống, trong mắt là không biết làm sao, là thất vọng, là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần vốn là có vô cùng là quang minh tiền đồ, nhưng bởi vì mình ngạo, mình lỗ mãng, mà tống táng. Bọn họ đôi ba lần, cảnh cáo Diệp Thần, có thể, Diệp Thần đâu? Căn bản, không nghe khuyên ngăn à. Hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần đã vạn kiếp bất phục lúc đó, vậy nhìn như nhẹ bóng quả đấm cùng Vô Tư chém ra từng kiếm một mang, xảy ra va chạm. Không gian tựa như vào giờ khắc này đỉnh cách. Rồi sau đó, bùng nổ. Đại bạo phát. Một cổ cường đại đến không cách nào hình dung cự lực, kích động ra, tuyệt mạnh phong áp, ở thái tuyệt điện bên trong gào thét, đúng cái thiên địa, cũng mơ hồ biến sắc. Trong chốc lát, Ngô Tín Sam đám người hô hấp cũng dừng lại, óc tựa như bị 100 tỷ vôn dòng điện xuyên qua vậy, đều phải cháy rụi à. Rung động đến tim nổ tung trình độ. Chỉ gặp, vậy mấy chục đạo võ kỹ ánh sáng lại là vào giờ khắc này tất cả đều mất đi. Tựa như yếu ớt đốm lửa nhỏ, gặp phải 100 cấp gió lốc vậy. Liền chốc lát cũng không kiên trì đến, liền hoàn toàn tiêu tán à. Người ở tại tràng, căn bản không cách nào hiểu chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đang hướng Diệp Thần phóng tới, chuẩn bị đem bị trọng thương Diệp Thần hung hăng dẫm ở dưới chân Vô Tư, con người hung hăng run lên, con người đều phải trừng bể. Mặc dù, hắn không biết, hết thảy các thứ này là làm sao phát sinh, còn là theo bản năng dừng bước. Hắn đã bị Diệp Thần sợ choáng váng. Tiện tay một quyền, liền phá mình một kích toàn lực. Một tên càn khôn cảnh tồn tại. Nếu không phải đích thân nhận thức, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng à. Đột nhiên tới giữa, Vô Tư huyết dịch cả người đều phải đống kết, một loại vô cùng là nguy hiểm cảm giác đem bao phủ, chỉ gặp, một bóng người quỷ dị chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng người này bất ngờ chính là Diệp Thần à. Giờ khắc này, Vô Tư trên gương mặt rốt cuộc hiện lên vô cùng sợ hãi thần sắc, giống như một cái rốt nát ngốc nghếch trong vô tình thả cái gì diệt thế cự ma vậy. Diệp Thần ngưng mắt nhìn run lẩy bẩy Vô Tư, ta tính cười một tiếng nói, người nói ếch ngồi đáy giếng. Chính là xem ngươi như vậy sao? Vô Tư tâm thần cũng muốn sụp đổ, trước mắt người thanh niên này cho hắn áp lực, thật là so sư tôn còn to lớn hơn à. Môi của hắn rung rung một tí, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu, tựa hồ, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng, không cùng hắn mở miệng, Diệp Thần đã tiện tay một chưởng đè ở bả vai bên trên. Nhìn như, thật là giống như là bằng hữu tới giữa thăm hỏi sức khỏe vậy, tựa hồ hoàn toàn không có uy hiếp một chưởng. Có thể, làm một chưởng này, rơi vào Vô Tư đầu vai thời điểm, một tiếng sét vậy vang lớn, ngay tức thì bùng nổ. Ầm một tiếng, Vô Tư dưới chân mặt đất, xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ thái tuyệt điện đều tựa như xảy ra động đất vậy, lắc lư. Ngô Tín Sam các người há hốc miệng ba, cằm đều phải rớt xuống đất, Diệp Thần một chưởng này bên trong lực lượng quá to lớn. Mà Vô Tư lại là kêu thảm một tiếng, cả người rắc rắc tiếng không ngừng. Số lượng cao máu tươi cuồng trào ra, ngay tức thì biến thành một cái người máu, sụi lơ trên đất,
thoi thóp. Diệp Thần nhàn nhạt liếc Phu Tư một mắt, trên mặt hiện lên lau một cái không thú vị vẻ. Đây chính là cái gọi là thiên bảng yêu nghiệt. Thời khắc này Phu Tư đã là cả người nghiền tính gãy xương, nghiền đến thành mảnh vụn như vậy, cái này cùng thương thế đối với còn chân cảnh võ giả mà nói, mặc dù không phải là không cách nào khôi phục, nhưng, chỉ sợ rằng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ cũng cần tĩnh dưỡng không ngắn một đoạn thời gian. Hơn nữa, như vậy quá trình khôi phục muốn trọng tố xương cốt, thật là thì chẳng khác nào đem người sống lại tổ trang, vậy thống khổ có thể tưởng tượng. Bất quá, Phu Tư đã coi như là may mắn, nếu như hắn mới vừa rồi đối với Diệp Thần động sát ý, lúc này, đã trực tiếp bị đánh thành một hồi xương máu tiêu tán. Diệp Thần không để ý nữa giống như là một bãi thịt nát vậy Phu Tư, thân hình động một cái, liền biến mất ở Thái Tuyệt Điện cửa điện ra. Mà Ngô Tín Sam các người cho đến giờ phút này mới hoàn hồn lại. Nếu không phải Vô Tư còn tê liệt đổ tại chỗ, bọn họ thật là đều phải lấy là đây là ảo giác. Trong chốc lát, Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi đều là mặt đầy vẻ xấu hổ, thật là muốn chui vào kẽ hở bên trong đi à. Bọn họ trước đối với Diệp Thần cảnh cáo, thất vọng vân. Vân, bây giờ nhìn lại chính là một chuyện thiếu lâm. Bọn họ còn cảm thấy đó là Diệp Thần ngạo, là Diệp Thần lỗ máng, là Diệp Thần không nghe khuyến cáo. Vậy căn bản là Diệp Thần lười được phản ứng bọn họ à? Mặc dù Diệp Thần không có cùng bọn họ so đo, có thể, Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi vẫn là cảm thấy, mặt đều phải bị đánh sưng. Mà bị đả kích nghiêm trọng nhất chính là Trương Thanh Đàn liền à. Giờ phút này, hắn đã bị sợ được đặt mông ngồi dưới đất, chỉ là nghĩ đến mình đã từng muốn đối với Diệp Thần ra tay, liền cả người run rẩy. Chẳng lẽ, hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này? Mặc cho Diệp Thần leo đến trên đầu mình ngang ngược. Đáng chết, Trương Thanh Đàn cắn răng một cái, trong mắt âm ngoan nói, xem ra, thật phải báo cho tỷ tỷ, sợ rằng, cũng chỉ có tỷ tỷ, có thể trị được quái vật này. Mặc dù, Diệp Thần biểu hiện ra cực kỳ nghịch thiên thực lực, nhưng, nghĩ đến chị mình, hắn rất nhanh liền chấn định lại. Phu Tư thực lực coi như không tệ, nhưng, và thiên bảng trước 30 tồn tại so sánh còn có vô cùng chênh lệch thật lớn. Diệp Thần lại quỷ dị, đối mặt tỷ tỷ cũng chỉ có quỳ xuống phần chứ. Mà ở Thái Tuyệt Điện chủ điện bên trong, Lý Vô Vọng trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Hắn biết Diệp Thần thực lực vượt xa cảnh giới, nhưng không nghĩ tới hắn thật có thể nháy mắt dây Phu Tư à. Lý Vô Vọng khóe miệng dương lên một nụ cười nói, xem ra, Thái Tuyệt Điện tương lai liền rơi vào Diệp Thần trên người à. Còn như Sở Kim Hồng, mỗi cái phương diện cũng làm Lý Vô Vọng vô cùng thất vọng. Lần này bị Diệp Thần gây thương tích, hy vọng có thể trở thành hắn một cái dạy bảo, tự nhiên sẽ không truy cứu cái gì. Ra Thái Tuyệt Điện sau đó, Diệp Thần dựa theo bản đồ chỉ dẫn, thân hình bay vút, tốc độ thi triển đến trình độ cao nhất, thậm chí, dọc theo đường đi đại đa số đệ tử cũng không cách nào thấy rõ Diệp Thần bóng người. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một tòa cao vút hoa lệ tháp lầu trước. Nơi này chính là Bắc Lăng Thiên Điện Vạn Bảo Các. Cái này Vạn Bảo Các tổng cộng chia là 13 tầng, tiến vào bất đồng tầng lầu, yêu cầu quyền hạn, cũng không cùng. Ví dụ như, nhất phẩm đệ tử chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất, cấp 2, tiến vào tầng thứ 2, lấy loại này đầy. Càng đi lên tầng số, có bảo vật, tự nhiên cũng chỉ càng chân quý, 12 cái phẩm cấp, phân biệt đối ứng 12 tầng lầu, còn như thứ 13 tầng, chỉ có trưởng lão, đế quân cùng mới có tư cách tiến vào. Diệp Thần phải đi, dĩ nhiên chính là tầng thứ 9. Thân hình hắn động một cái, liền trực tiếp bước, tiến vào Vạn Bảo Các bên trong. Vạn Bảo Các thiết kế, có chút đặc thù, một tầng phòng khách, trên thực tế là ở trên mặt đất, không phải chân tránh một tầng, toàn bộ phòng khách có 13 mặt vách tường, cái này 13 mặt vách tường, lấy loại nào đó thủy tinh chế thành, là trong suốt. Mỗi mặt trên vách tường đều có một cánh cửa, trên cửa đánh dấu bất đồng con số. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, hắn biết. Những thứ này cửa có chút tương tự trái đất thang máy, có thể đem tiến vào trong đó người truyền tống đến tầng trên, bất quá, mỗi một cánh cửa, đi thông đều là chỉ định tầng số. Diệp Thần vừa đi vào Vạn Bảo Các phòng khách bên trong, ngay tức thì liền trở thành tiêu điểm của mọi người, không ít người nhìn Diệp Thần đều là mặt lộ vẻ khó tin. Nguyên nhân, có hai cái. Một, là hắn tu vi, càn khôn cảnh, cái này tu vi, ở trong thiên điện, là chân tránh hiếm hoi động vật à, 10.000 năm. Có thể cũng không thấy được một cái càn khôn cảnh tu vi thiên điện đệ tử. 2.
chính là Diệp Thần bên hông thân phận ngọc bài, viết Quá Tuyệt hai chữ. Thái Tuyệt Điện đệ tử, bản thân liền cơ hồ cho tới bây giờ không dám ra hiện tại công chúng trong tầm mắt, có thể Diệp Thần đâu. Nghênh ngang liền vào. Cái này hai cái nguyên nhân, để cho Diệp Thần cơ hồ trở thành Bắc Lăng Thiên Điện nhất là hiếm thấy đệ tử. Rác dưới hiếm thấy. Rất nhanh, vậy một đám Thiên Điện đệ tử khiếp sợ liền biến thành vẻ khinh thường. Không ít người, đều là cười nói, Thái Tuyệt Điện người, vậy dám ra đây. Ha ha, Thái Tuyệt Điện, bây giờ là trở thành chỗ đổ rác liền sao? Càn khôn cảnh tồn tại cũng có thể thu làm môn hạ. Thứ người như vậy tồn tại, đơn giản là Thiên Điện sỉ nhục. Diệp Thần mặt không cảm giác, trực tiếp hướng ký hiệu là chín vậy cánh cửa đi tới, xếp hạng chờ đợi cửa mở ra đội ngũ sau đó. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt hướng tầng 9 bên cạnh cửa chính mặt tường nhìn. Nơi đó, là 10 tầng cửa chỗ chỗ, mà ở trước cửa đứng le que mấy người. Trong đó, thì có đối với trai gái. Tên kia nam tử thần sắc lãnh ngạo, màu da hơi đen, mặt mũi coi như anh Tuấn, một thân áo bào đen, giữa eo treo một chuôi không sắc kiếm gỗ, ánh mắt sắc bén, chỉ có ở nhìn về phía trước người cô gái lúc đó, trong mắt mới sẽ hiện lên một chút nhu hòa vẻ. Mà đứng ở trước người hắn cô gái, Diệp Thần nhưng là gặp qua. Cô gái này dung nhan tinh xảo, khí chất đẹp lạnh lùng, bất ngờ là Diệp Thần ở Thái Tuyệt Điện trên đường núi thấy qua Mộ Dung Yên Vũ. Diệp Thần thấy cô gái này ngay tức thì, khẽ cau mày, trong lòng có loại dự cảm xấu, tựa hồ có phiền toái muốn đã tìm tới cửa. Bởi vì, cái này Mộ Dung Yên Vũ, giờ phút này hiển nhiên chú ý tới hắn tồn tại. Mộ Dung Yên Vũ ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ánh mắt bên trong mang một loại vô hình ý. Đứng ở sau lưng nam tử, cũng là quét Diệp Thần một mắt, ánh mắt nhỏ tránh, có chút kỳ quái hỏi, Yên Vũ, ngươi thế nào? Hắn rất ít thấy, Mộ Dung Yên Vũ đối với chuyện gì bộ dáng cảm hứng thú. Mộ Dung Yên Vũ không trả lời, mà là thần sắc nhàn nhạt đối với Diệp Thần mở miệng nói, ngươi ngược lại là làm đủ chuẩn bị. Diệp Thần nghe vậy, hơi sững sờ, có chút không giải thích được, nữ nhân này lại đang nói gì. Mà càng khiếp sợ hơn, nhưng là tại chỗ một đám Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử à. Bọn họ từng cái trợn mắt há mồm nhìn Mộ Dung Yên Vũ, thật là lấy vì mình xuất hiện huyễn thính. Mộ Dung Yên Vũ, mới vừa lại là đối với phế vật này nói chuyện. Phải biết, Mộ Dung Yên Vũ nhưng mà lấy đẹp lạnh lùng nổi danh, không xem đứng ở sau lưng Thái Huyền Điện yêu nghiệt Từ Thiếu Thiên cùng nói chuyện, cũng là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ sao. Nghe nói, có người đã từng thống kê qua. Mộ Dung Yên Vũ gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện cái này trong mấy trăm năm, loại bỏ cùng trưởng bối thi lễ những thứ này, chủ động cùng nam tử nói chuyện số lần không vượt qua 3 lần à. Hiện tại, mà lại ở trước mặt mọi người đối với một cái Thái Tuyệt Điện tiểu tử chủ động lên tiếng. Hơn nữa, nghe ngữ khí, Mộ Dung Yên Vũ thật giống như còn biết người này. Từ Thiếu Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, băng hàn liền một phần. Gặp Diệp Thần không nói gì. Mộ Dung Yên Vũ lắc đầu nói, ngươi không cần giả bộ nữa, ta rất rõ ràng ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này, ta có thể nói cho ngươi, ta quả thật thích người thông minh, mà ngươi, ở ta xem ra, ngược lại cũng coi là có chút nhỏ thông minh, ngươi có tư cách biết ta tên chữ, ta kêu Mộ Dung Yên Vũ, ngươi đâu? Cái này một tí, lại là ở đại sảnh bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Mộ Dung Yên Vũ đây là ý gì? Tự giới thiệu, còn chủ động hỏi nam tử tên chữ. Mấu chốt nhất là, từ nàng lời nói nghe tới, tựa hồ đối với Diệp Thần có một phần hảo cảm à. Tin tức này, nếu như truyền đi, sẽ náo động toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện chứ. Mà giờ khắc này, Từ Thiếu Thiên con người bên trong đã thoáng hiện sát ý. Mộ Dung Yên Vũ là hắn coi trọng người phụ nữ, bây giờ lại đối với một tên phế vật cảm thấy hứng thú. Diệp Thần, có chút im lặng, cái này Mộ Dung Yên Vũ lại cho mình thêm tập. Bất quá. Hắn trầm mặc chốc lát, vẫn mở miệng nói, Diệp Thần. Ngược lại không phải là hắn muốn cho Mộ Dung Yên Vũ biết mình, chỉ là, hắn lo lắng không nói chuyện nữa mà nói, không chừng Mộ Dung Yên Vũ phải thế nào biểu diễn đây. Có thể, ở hắn nói xong, Mộ Dung Yên Vũ nhưng là lần nữa mở miệng nói, Diệp Thần, người biết trai gái tới giữa lui tới coi trọng nhất là cái gì không? Đám người nghe vậy cả kinh, Mộ Dung Yên Vũ làm sao liền lui tới đề tài cũng đàm thượng. Không cùng Diệp Thần trả lời, Mộ Dung Yên Vũ chính là mắt đẹp chớp động nói, ta nói cho ngươi, là lực lượng. Võ đạo thế giới, bất kỳ chuyện,
nói cầu đều là lực lượng. Ngươi nghe hiểu sao, xem ở ngươi coi như có mấy phần tài trí phân thượng, ta cho một mình ngươi đề nghị, không nên uổng phí tâm cơ, ngươi hẳn cầm tinh lực thả đang tu hành trên, ngươi và ta cảnh giới, thực lực kém được quá xa, bất luận ngươi như thế nào mưu lợi, chúng ta cũng là không thể nào. Lời vừa nói ra, phòng khách bên trong lần nữa một phiến xôn xao. Bọn họ lần này, coi như là nghe hiểu, Mộ Dung Yên Vũ đây là đang cự tuyệt thằng nhóc này. Từ Thiếu Thiên nghe vậy, thần sắc cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhìn Diệp Thần, trong mắt là châm chọc. Mà vậy một đám thiên điện đệ tử, cũng là cười lạnh nói, không nghĩ tới, thằng nhóc này ánh mắt còn thật cao à. Ha ha, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga cũng được đi, đây là con cóc ghẻ muốn ăn phượng hoàng thịt à. Tự rước lấy thôi. Giờ phút này, Diệp Thần có chút nhịn không nổi nữa, hắn nhìn Mộ Dung Yên Vũ, cau mày nói, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Cô gái này là hơn tự luyến. Mình một câu nói chưa nói, làm sao lại thành một bộ muốn truy đuổi nàng bộ dáng? Mộ Dung Yên Vũ nghe vậy, có chút thất vọng lắc đầu một cái ý nói, Diệp Thần, ngươi trang được ngược lại là thật giống, không quá ta hy vọng ngươi có chút đảm nhận, chuyện của mình làm liền phải thừa nhận, chẳng lẽ ngươi nếu không phải là ta vạch trần ngươi? Vạch trần, Diệp Thần khóe miệng giật một cái nói, ngươi muốn lột mặc cái gì? Mộ Dung Yên Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi bất chấp nguy hiểm đi tới Vạn Bảo Các, không phải là vì chế tạo cùng ta, vô tình gặp được cơ hội, để cho ta chú ý tới ngươi sao? Ta thừa nhận, ngươi thành công. Ngày đó, ngươi ở Thái Tuyệt Điện trên đường núi giả vờ hiểu dấu quyền, cản ta đường, mặc dù, để cho ta rất tức giận, có thể ta cũng quả thật nhớ ngươi, mà ngươi ngày hôm nay lại lấy Thái Tuyệt Điện đệ tử thân phận, xuất hiện ở nơi công cộng, còn lựa chọn đứng ở tầng 9 trước cửa, ta muốn không chú ý đến ngươi cũng không thể. Diệp Thần nói, ngươi suy nghĩ nhiều chứ, ta không nhận biết ngươi, hơn nữa, lần đầu tiên tới Vạn Bảo Các, làm thế nào biết ngươi biết tới. Nữ nhân này xem ra rất thích chơi trinh thám trò chơi. Mộ Dung Yên Vũ khóe miệng, dương lên một nụ cười nói, cho nên, ta mới nói ngươi có chút nhỏ thông minh, phen này thiết kế đang bình thường người xem ra, quả thật thuộc về trùng hợp, nhưng không giấu giếm liền ta. Nàng trong mắt, sạch bóng chớp mắt nói, đầu tiên, ngươi nói không nhận biết ta, ngày đó, chúng ta ở Thái Tuyệt Điện đường núi phát sinh mâu thuẫn, coi như ngươi không muốn biết, ngươi sư huynh vậy sẽ nói cho ta ngươi tên chữ chứ. Cứ như vậy, ngươi chắc hẳn biết trước mấy ngày ta đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, hơn nữa, ngày hôm nay mới trở về, đây không phải là việc khó. Bất quá, mấu chốt nhất, vẫn là ở chỗ ngươi làm sao biết, ta sẽ vào lúc này đi tới Vạn Bảo Các. Đám người nghe vậy tất cả đều là tò mò, nếu như không cách nào giải thích điểm này nói, lại không thể chứng minh Diệp Thần xuất hiện là có dự mưu. Mộ Dung Yên Vũ ngưng tiếng nói. Nguyên nhân chính là ở chỗ ngươi nghe nói Thải Hà cô nương chữa khỏi nhiều năm bệnh kinh niên, hơn nữa, tựa hồ còn thức tỉnh vô cùng là cường đại huyết mạch, thiên điện để ăn mừng chuyện này, quyết định cử hành một lần tiệc vui, cái loại này tiệc vui, thiên bảng yêu nghiệt từ trước đến giờ đều ở đây mời trong danh sách. Nếu muốn tham gia tiệc vui, như vậy nhất định phải chuẩn bị quà tặng, cho nên, ta vừa về tới thiên điện tất nhiên chạy thẳng tới Vạn Bảo Các. Hết thảy các thứ này đều ở đây ngươi dự liệu bên trong chứ? Diệp Thần nghe vậy, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, thấy Diệp Thần thần sắc, Mộ Dung Yên Vũ hơn nữa tin chắc mình suy luận nói chúng. Diệp Thần đúng là kinh ngạc, bất quá là bởi vì Ninh Thải Hà muốn cử hành tiệc vui tin tức, nói thật, một đoạn thời gian không gặp, hắn ngược lại là muốn xem cái này đơn thuần nha đầu, đối với Bách Thải Thanh Tủy cổ huyết mạch, kết quả cường đại bao nhiêu, Diệp Thần vẫn là có mấy phần tò mò. Mà mọi người tại đây cũng là mặt lộ vẻ rung động nhìn Diệp Thần. Nếu như từ Thái Tuyệt Điện trên đường núi chặn lại Mộ Dung Yên Vũ bắt đầu, đến thời khắc này, xuất hiện lần nữa ở Mộ Dung Yên Vũ trước mặt, đều ở đây Diệp Thần an bài bên trong, vậy thật có thể gọi là tài trí hơn người, lại là trước thời hạn coi là tốt như thế nhiều bước. Có thể, bọn họ vẫn là có chút hoài nghi, bởi vì, thiếu quyết định tính chứng cớ. Tựa như, là nhìn thấu tâm tư của mọi người vậy, Mộ Dung Yên Vũ nhìn Diệp Thần khóe miệng dương lên lau một cái mỉm cười tự đắc. Giống như cờ lớp 10 trước người thắng vậy, lần nữa mở miệng nói, đáng tiếc, trí giả thiên lự, nhất định có vừa mất, người bố trí có thể nói không sơ hở nào để tấn công, nhưng, cuối cùng để lại một cái sơ hở. Ngươi vì để cho ta dễ dàng hơn chú ý tới ngươi, lựa chọn đứng ở cùng ta lân cận trước cửa, đáng tiếc, ngươi bỏ quên. Nàng vô cùng là tự tin nói, tiến vào đối ứng cửa,
cần tướng phù hợp quyền hạn, ngươi muốn tiến vào tầng thứ 9, chí ít, cũng cần cấp 9 đệ tử quyền hạn, mà ngươi, hiển nhiên không thể nào là cấp 9 đệ tử. Ngươi tính toán như vậy nhiều, nhưng bỏ quên một ít rõ ràng nhất vấn đề. Ngươi khẳng định muốn nói, ngươi đứng sai vị trí, có đúng hay không? Nhưng, từ ngày đó Sở Kim Hồng phản ứng xem ra, ngươi hiển nhiên là gần đây mới gia nhập Thái Tuyệt Điện, mà mới vừa gia nhập Thái Tuyệt Điện ngươi có thể có nhiều ít đạo tinh. Nếu không có đạo tinh, ngươi làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi tới nơi này Vạn Bảo Các? Như thế nhiều trùng hợp, tụng lại, ngươi còn muốn chối sao? Đám người nghe vậy đều là mặt hiện vẻ bừng tỉnh, lúc trước bọn họ quang chú ý Diệp Thần có nhiều yếu đi, cũng quên hắn giờ phút này nhưng mà đứng ở tầng 9 trước cửa à. Hơn nữa, mấu chốt nhất một chút, Diệp Thần không có tiền. Ở trên trời điện, đạo tinh chính là tiền, vậy hắn tới Vạn Bảo Các làm gì? Hết thảy chỉ có thể dùng Mộ Dung Yên Vũ suy luận để giải thích à. Diệp Thần nhất định là thiết kế xong hết thảy, tới nơi này và Mộ Dung Yên Vũ vô tình gặp được, trong lòng lưu lại ấn tượng. Trong chốc lát, mọi người thấy Diệp Thần, trong mắt cũng lộ ra liền lau một cái bội phục vẻ, nói thật, Diệp Thần thực lực không làm sao, có thể truy đuổi tay của nữ nhân Đoạn thật là làm bọn họ mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải là Mộ Dung Yên Vũ, đổi thành một tên phổ thông một chút cô gái chỉ sợ cũng phải bị Diệp Thần được như ý chứ. Mấu chốt nhất là, chỉ là để lại cho đối phương ấn tượng, bước đầu tiên này Diệp Thần liền tính toán rất nhiều, ai biết phía sau còn có nhiều ít tính toán. Cho dù là những cái kia kiêu ngạo thần nữ cửa, phỏng đoán, vậy sẽ từng bước bị Diệp Thần dẫn nhập vòng bộ bên trong, không cách nào tự kềm chế chứ. Diệp Thần lẳng lặng đứng tại chỗ, hoàn toàn nói không ra lời, bị Mộ Dung Yên Vũ trí tưởng tượng hoàn toàn đánh bại, thậm chí, nói được liền chính hắn cũng thiếu chút nữa tin. Không nói ra lời, Mộ Dung Yên Vũ bộc phát đắc ý. Đây là, Từ Thiếu Thiên cười lạnh nói, thằng nhóc này, đoán chừng là cầm đầu óc đều đặt ở những thứ này đường ngang ngõ tắt lên, nhưng mà, hữu dụng không? Không có thực lực, như thế nào đi nữa tính toán, cũng không có ai sẽ để mắt hắn. Mộ Dung Yên Vũ ngược lại là không có giễu cợt Diệp Thần, giống như nàng nói, nàng thích người thông minh, Diệp Thần phen này tính toán, mặc dù, bị nàng khám phá, nhưng nhìn ra được, bàn về tài trí, Diệp Thần tuyệt đối không kém. Nếu như Diệp Thần thực lực, đủ leo lên Bắc Lăng Thiên Bảng mà nói, Mộ Dung Yên Vũ thậm chí không ngại, cho Diệp Thần một ít cơ hội. Ngược lại thì xem Từ Thiếu Thiên người như vậy, thực lực đủ cường đại, ở Bắc Lăng Thiên Bảng bên trên, hạng so mình còn phải dựa vào trước một vị, xếp hạng thứ 9, có thể, Mộ Dung Yên Vũ đối với hắn nhưng hoàn toàn không hứng thú được, tối đa cũng chỉ là không quá bài xích mà thôi. Đáng tiếc, Diệp Thần hôm nay thực lực thật sự là quá kém. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng bỗng nhiên ở Diệp Thần trước người vách tường kiếng bên trên sáng lên, đi thông tầng 9 cửa mở ra. Xếp hạng Diệp Thần trước mặt Thiên Điện đệ tử, đã toàn bộ đi đến tầng thứ 9, hiện tại, trước cửa chỉ còn lại Diệp Thần. Bất quá, đám người nhưng vốn không có để ý, dù sao, Diệp Thần là không thể nào tiến vào cửa bên trong. Hắn đi tới Vạn Bảo Các, chỉ là vì cho Mộ Dung Yên Vũ lưu lại ấn tượng, không phải sao. Có thể, ngay tại lúc này, mọi người con ngươi đều là co giúp một cái, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, nguyên bản huyên náo Vạn Bảo Các phòng khách, cũng ngay tức thì yên tĩnh lại. Chỉ gặp, Diệp Thần lại là từng bước hướng cửa kia đi tới. Từ Thiếu Thiên làm chứng, cười lạnh nói, xem ra, thằng nhóc này còn muốn vùng vẫy. Vì chối Yên Vũ ngươi suy luận, muốn đi vào cửa bên trong, chứng minh mình. Mộ Dung Yên Vũ nhưng là cau mày nói, không có quyền hạn. Tiến vào trong môn là sẽ bị trận pháp phòng ngự làm tự tiện xông vào Vạn Bảo Các xử lý, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Nàng đang muốn ngăn cản Diệp Thần, có thể, Từ Thiếu Thiên nhưng là khinh thường nói, ha ha, cố làm ra vẻ thôi, tính hắn vậy không gan này thật đi vào. Mộ Dung Yên Vũ cũng là gật đầu một cái, nàng biết xem Diệp Thần như thế người thông minh, là bình tĩnh, sẽ không tùy tiện hành động theo cảm tình. Phòng khách bên trong đệ tử tất cả đều là ý tưởng không sai biệt lắm. Có thể, rất nhanh mặt mọi người sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi. Mắt thấy, Diệp Thần liền muốn đi vào trong môn, bước chân nhưng là không dừng lại chút nào. Một khắc sau, thân hình chớp mắt liền trực tiếp bước vào cửa bên trong. Ra tất cả mọi người ý liệu, Diệp Thần lại thật bước vào trong môn à. Mộ Dung Yên Vũ lại là tâm thần run lên, vô cùng là lo lắng kinh hô, Diệp Thần.
ngươi điên rồi. Mau ra đây, cửa này nếu như khép lại, ngươi liền phải bị trận pháp công kích à? Chẳng lẽ, là mình ngay trước mọi người phơi bày Diệp Thần, tổn thương tự ái? Mình mới vừa quá không cho Diệp Thần mặt mũi, đưa đến hắn tạm thời không nghĩ ra, thậm chí muốn dùng loại phương thức này tự sát tới chứng minh mình. Diệp Thần, đây là muốn dùng tánh mạng lật đổ nàng suy luận sao? Nàng ngược lại không phải thật hơn quan tâm Diệp Thần, chỉ là, chuyện này dẫu sao bởi vì nàng lên. Hơn nữa, lấy Diệp Thần tài trí, lại chết như vậy, không khỏi quá đáng tiếc. Có thể, Diệp Thần giờ phút này nhưng tựa như không có nghe được vậy, căn bản không có từ trong môn ý rời đi. Mắt thấy, cửa kia thì phải chậm rãi khép lại, nếu không ra cũng chưa có cơ hội. Liền Từ Thiếu Thiên đều là có chút bất ngờ, bất quá, ngay sau đó, chính là cười lạnh một tiếng, phế vật này chết như vậy cũng tốt, hắn nhìn ra được, Mộ Dung Yên Vũ đối với Diệp Thần vẫn là khá là để ý. Đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy. Nhìn hắn bước kia lãnh đạm hình dáng, Mộ Dung Yên Vũ tim bỗng nhiên trầm xuống, Diệp Thần đây là thật muốn dùng mạng mình tới thắng nàng sao? Nàng không nhịn được quát to, Diệp Thần, ngươi đi ra, chỉ bất quá bị ta vạch trần một lần, vì sao tới mức này? Người đàn ông làm sao có thể hơi một tí, liền tìm chết mịch sống? Có thể, Diệp Thần như cũ thở ơ. Mộ Dung Yên Vũ mắt đẹp không ngừng lóe lên, nhìn vậy không đoạn khép lại cửa, đột nhiên mở miệng nói, Diệp Thần. Nếu như ngươi nguyện ý đi ra, ta có thể cân nhắc, cùng ngươi kết là đạo lữ sự việc. Đám người nghe vậy, đều là không tưởng tượng nổi nhìn Mộ Dung Yên Vũ, cái này đẹp lạnh lùng vô cùng, giống như băng sơn cô gái tuyệt đẹp, không nghĩ tới lại là như vậy hiền lành, vì cứu Diệp Thần một mạng, liền cái loại này điều kiện cũng đáp ứng à. Mà Từ Thiếu Thiên, trong mắt đã hiện lên vẻ sát ý. Hắn âm thầm quyết định, coi như Diệp Thần không có chết ở trận pháp dưới, mình vậy phải nghĩ biện pháp đem thằng nhóc này diệt. Có thể, làm mọi người không thể nào tin nổi chính là, dù vậy, Diệp Thần vẫn không có bất kỳ từ cửa bên trong ý rời đi. Tên này là thật không muốn sống nữa sao? Nháy mắt tức thì, thủy tinh kia cửa phát ra một tiếng rên, hoàn toàn khép lại. Mộ Dung Yên Vũ có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, không muốn đi xem Diệp Thần bị trận pháp công kích một màn kia, nàng biết, hình ảnh kia sẽ rất thê thảm. Có thể, dự đoán bên trong kêu thảm thiết cũng không có nhớ tới, ngược lại, bộc phát một hồi kêu lên. Sơn hô hải khiếu vậy kêu lên, toàn bộ phòng khách tựa hồ cũng muốn sôi trào. Ừ, Mộ Dung Yên Vũ có chút không hiểu mở ra mắt đẹp, hướng vậy tầng 9 cửa nhìn, xuyên thấu qua vách tường kiếng, chỉ gặp, tên kia thần sắc lãnh đạm thanh niên, đang trên vách tường, chậm rãi lên cao trước hướng tầng 9 đi. Trong chốc lát, Mộ Dung Yên Vũ cả người đều thử ra, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Diệp Thần lại là thật đi tầng 9. Đây cũng chính là nói, Diệp Thần là cấp 9 đệ tử. Hắn thật sự là tới vạn bảo các đổi lấy bảo vật. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Yên Vũ một mắt, hắn sở dĩ yên lặng, không nói một lời, chỉ là bởi vì không cần thiết. Muốn lật đổ Mộ Dung Yên Vũ suy luận, rất đơn giản, chỉ muốn thành công tiến vào tầng thứ 9, liền vậy là đủ rồi, không phải sao. Rất nhanh, Diệp Thần bóng người liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà ngay lúc này, soạt một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở Mộ Dung Yên Vũ trên mình. Mộ Dung Yên Vũ mặt đẹp, lập tức liền tăng đến đỏ bừng, mất thể diện đến không thể trả lời, thật là đều muốn chết đi. Mình trước kia cái gì suy luận, hiện tại thành chuyện cười lớn nhất. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Dung Yên Vũ đều là trong mắt mọi người thiên chi kiêu tử, tự ái tim cực mạnh, lúc nào như vậy thất thấu qua. Nàng vô cùng là không cam lòng hướng vạn bảo các tầng 9 nhìn một cái, đột nhiên tâm thần run lên, không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ, đây mới là Diệp Thần mục đích thật sự. Nàng lấy vì mình khám phá Diệp Thần bố trí, trên thực tế, từ một khắc đó trở đi nàng cũng đã lõm sâu trong cuộc liền à. Rung động tại Diệp Thần ván này bên trong cục đồng thời, vô hình ủy khuất ở đáy lòng tràn ngập, lần này, nàng thừa nhận là mình thua rất hoàn toàn. Mộ Dung Yên Vũ tức giận nói, Diệp Thần, ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ trả thù. Dứt lời, nàng lại cũng không cách nào ở phòng khách này bên trong, đợi tiếp nữa. Thân hình động một cái, liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà ở Mộ Dung Yên Vũ sau khi rời đi, đám người, cũng là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ cười trêu nói, ha ha ha, còn thích người thông minh đâu. Ta xem,
Mộ Dung cô nương, là thật thông minh quá mức. Hi hi, nói không chừng, Mộ Dung cô nương mới là muốn đưa tới đối phương chú ý vậy một cái. Có đạo lý, cái gì thích người thông minh, đều là mượn cớ chứ. Đáng tiếc, đối phương không cảm kích à. Mà Từ Thiếu Thiên mặt mũi, đã âm trầm tới cực điểm. Vạn Bảo Các, tầng thứ 9. Diệp Thần nhìn bầy la liệt dị bảo, ánh mắt sáng choang, những thứ này dị bảo bầy đặt ở từng cái kệ hàng bên trên, bị một đạo vòng sáng bảo vệ. Lúc này, Diệp Thần liền ở những hàng này chiếc bên trong, tìm nổi lên tinh linh đá. Rất nhanh, Diệp Thần trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng, hắn tìm được. Vạn Bảo Các tầng 9 bên trong, quả thật có tinh linh đá bán ra. Có thể, hắn vui mừng không có duy trì bao lâu, liền hoàn toàn tiêu tán, bởi vì hắn thấy được kệ hàng trên đánh dấu giá cả. Một quả tinh linh đá tương đương với 100 viên cực phẩm đạo tinh. Đây là khái niệm gì? Phải biết, Diệp Thần trong tay chẳng qua là thượng phẩm đạo tinh, 10 viên thượng phẩm đạo tinh mới tương đương với một viên cực phẩm đạo tinh. Nói cách khác, trong tay hắn đạo tinh chung vào một chỗ cũng không đủ mua một cái tinh linh thạch à. Mà bố trí tinh thiên khai quang trận, tối thiểu cũng cần 100 cái tinh linh thạch. Mộ Dung Yên Vũ, có chuyện ngược lại là nói đúng. Hắn quả thật không có tiền. Ngay tại Diệp Thần có chút hơi khó thời điểm, một tên nhìn giống như là Vạn Bảo Các người quản lý, mặc áo xanh, đầu tóc bạc trắng, xương cốt hơi có vẻ to lớn ông già, hướng Diệp Thần đi tới, bình thản nói, thằng nhóc, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Có muốn đổi tài nguyên cũng nhanh chút đổi. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ cười khổ nói, cái này vì tiền bối, ta quả thật có muốn đổi đồ, chỉ bất quá, tiền bạc bây giờ không quá dư giả, có thể hay không thiếu trước. Thiếu trước? Lão kia người giống như là nghe được cái gì cười nhạo vậy, cười lớn nói, người lấy làm cho này là ngươi nhà bên cạnh quán rượu đâu. Còn thiếu trước, thằng nhóc, không có đạo tinh, liền rời đi cho ta, đừng quấy rầy lão phu tu nghỉ. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhất mau sớm góp nhặt chút đạo tinh, ở trên trời điện, ngươi muốn có được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí còn tốt hơn cơ duyên vân. Vân, đều cần đạo tinh, không có đạo tinh, ngươi căn bản không hưởng thụ được thiên điện đệ tử đãi ngộ. Diệp Thần cau mày nói, tiền bối, trong thiên điện có thể có cái gì lấy được đắc đạo tinh phương pháp? Lão kia người nghe vậy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần cười nói, tự nhiên có, trừ tông môn phát ra tài nguyên ra, còn có ví dụ như luận đạo, đấu võ, hoàn thành nhiệm vụ vân. Vân. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, rất nhanh liền đem những phương thức này toàn bộ loại bỏ, nguyên nhân, chỉ có một quá chậm. Phải biết, tu luyện tinh thiên luyện thể thần thông sau đó, càng sớm kích hoạt trong cơ thể mạch lạc, hiệu quả lại càng tốt, Diệp Thần đã thông kinh mạch, được gọi là ngưng tinh mạch, thông thường mà nói, kích hoạt được càng sớm, ngưng tinh mạch phẩm chất liền sẽ càng tốt. Cho nên, Diệp Thần tự nhiên sẽ không chậm rãi góp nhặt đạo tinh. Thấy Diệp Thần thần sắc, lão kia người lại là cười một tiếng nói, xem ra, ngươi là không hài lòng lão phu những thứ này đề nghị à. Diệp Thần lắc đầu nói, không dám, chỉ là, tiền bối không có những phương pháp khác liền sao. Lão kia người ánh mắt nhỏ tránh nói, còn có một loại phương pháp, đó chính là, diệt ma linh. Diệt ma linh? Diệp Thần không hiểu nói, có ý gì? Lão kia người nhẹ thở dài một cái nói, trên thực tế, cái này quan hệ đến Bắc Lăng Thiên Điện một cái bí mật. Năm đó, Bắc Lăng Thiên Điện một tên chí cường, du lịch hư không, đi tất cả cái vị diện, một lần, hắn đi tới một cái ma khí cực kỳ đậm đà đại lục, cái này trên đại lục, chỉ có một loại sinh vật, mà vậy sinh vật, chính là ma linh. Cái này ma linh, nhìn qua ngược lại cũng không có cái gì nguy hại, chính là vô cùng khó có thể hoàn toàn tiêu diệt. Mà năm đó, tên kia chí cường nhưng bởi vì nhất thời khinh thường đem một ít ma linh hạt giống, mang về Bắc Lăng Thiên Điện, Diệp Thần. Người biết ma thuộc tính là cái gì không? Diệp Thần nói, chiếm đoạt. Không tệ. Ông già gật đầu một cái nói, những thứ này ma linh hạt giống, dần dần trưởng thành thành thể ma linh, hơn nữa, nhanh chóng sinh sản trước. Hôm nay, ma linh số lượng đã vượt qua triệu, mà đây triệu ma linh, đang không ngừng cắn nuốt Bắc Lăng Thiên Điện bên trong, nguyên linh sơn nguyên linh khí. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày. Bắc Lăng Thiên Điện nguyên linh sơn nguyên linh khí sẽ bị những thứ này ma linh chiếm đoạt không còn một mống, như vậy tới một cái, Bắc Lăng Thiên Điện liền lại cũng không cách nào sản phẩm đạo tinh, lại cũng không phải năm đại thiên điện một trong. Bất quá, cái này ma linh mặc dù gần như bất diệt, nhưng, cũng có một cái đặc điểm,
vậy chính là có thể bị võ giả hút vào bên trong cơ thể tiến hành luyện hóa. Cũng chính là dựa vào rất nhiều đệ tử không ngừng luyện hóa ma linh, mới miễn cưỡng đem những thứ này ma linh khống chế ở số lượng nhất định bên trong, để cho Nguyên Linh Sơn nguyên linh khí, chưa đến nỗi đại phúc hạ xuống. Chỉ tiếc, một đời người chỉ có thể chiếm đoạt một lần ma linh, hơn nữa còn là có nguy hiểm, mỗi năm đều có mấy tên đệ tử chết ở diệt ma khéo léo trong quá trình. Để khích lệ thiên điện đệ tử cửa, đi chiếm đoạt những thứ này ma linh, thiên điện lại là làm ra quyết định, nếu như chiếm đoạt ma linh số lượng, vượt qua 20, mỗi hơn chiếm đoạt một đạo ma linh liền khen thưởng một viên cực phẩm phẩm đạo tinh. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt thần mang bạo tránh, nếu như hắn một lần cắn nuốt qua ma linh, há chẳng phải là, liền có thể có đầy đủ đạo tinh dùng tới mua tinh linh thạch. Huống chi trong cơ thể hắn có ma bia, lại có thái thượng thiên ma thể. Đây quả thực là hắn đo thân chế tạo. Lúc này, hắn liền đối với lão kia người hỏi, tiền bối, xin hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể tiến hành diệt ma linh? Lão giả kia nói, trong thiên điện có một tòa cô đỉnh, tên là diệt ma phong, ngươi nếu là muốn diệt ma linh, liền đi cái này diệt ma phong, hơn nữa, gõ diệt ma phong chân núi chống trận. Như vậy thứ nhất, liền sẽ có đặc biệt thống kê luyện hóa ma linh số lượng người đến sân vì ngươi tiến hành ghi chép. Đừng quên, nếu không, ngươi chiếm đoạt nhiều ít ma linh vậy không có được một khối đạo tinh. Diệp Thần gật đầu một cái nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dứt lời, liền xoay người hướng lối vào đi tới. Ở hắn xoay người ngay tức thì, lão kia người nhìn Diệp Thần hình bóng, khóe miệng nhưng là lộ ra lau một cái có chút nụ cười khó hiểu. Đây là, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Diệp Thần, ngươi có phát hiện hay không, cái này ông già có chút cổ quái. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ ngưng trọng nói, cái này ông lão thực lực, cho dù thi triển rút vân ba pháp, ta như cũ không nhìn thấu, bất quá, có thể khẳng định là, thực lực có thể ở Lý Vô Vọng bên trên. Nói cách khác, tên này nhìn như tầm thường ông già là cường giả chân chính. Cấp bậc này tồn tại, cho dù ở trong thiên điện cũng là vô cùng là tôn quý tồn tại, như thế nào, sẽ ở vạn bảo các bên trong làm một cái thông thường trông chừng. Nhưng, Diệp Thần chỉ là nhàn nhạt nói, bỏ mặc cái này ông già có dụng ý gì, ta cũng không thể bỏ qua lần này diệt ma khéo léo cơ hội. Không đơn thuần, là vì đạo tinh, một cái nguyên nhân khác, đó chính là, chiếm đoạt, cho tới nay đều là Diệp Thần cường hạng. Nói không chừng, những thứ này ma linh có thể cho Diệp Thần mang đến bất ngờ chỗ tốt. Diệp Thần rời đi vạn bảo các sau đó, liền chạy thẳng tới diệt ma phong chỗ, mà lúc này, khác một cái tin nhưng là nổ toàn bộ thiên điện. Hôm nay, vô số thiên điện đệ tử cũng đang thảo luận, thiên bảng nữ thần Mộ Dung Yên Vũ lấy lại một tên thái tuyệt điện càn khôn cảnh nam tử thất bại chuyện. Vô số người đều bị tin tức này, sợ ngây người, mà Diệp Thần tin tức vậy rất nhanh bị công bố ra. Cái này lấy hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh tu vi nhưng trở thành thiên điện đệ tử, còn trực tiếp bị điện chủ thu làm môn hạ, có cấp 9 đệ tử thân phận thanh niên, lập tức trở thành Bắc Lăng thiên điện tiêu điểm. Chỉ là Diệp Thần lấy như thực lực này có thể tiến vào thiên điện chuyện này, liền dẫn phát vô số phỏng đoán, thậm chí, liền Diệp Thần rất có thể là Bắc Lăng hoàng thất bên trong một vị tổ tiên sau loại người tin đồn, cũng xuất hiện. Cho nên, Diệp Thần vừa rời đi vạn bảo các, liền lấy được rất nhiều thiên điện đệ tử chú ý, sau lưng bất chi bất giác nhiều một cái đuôi, mà đây cái đuôi còn đang không ngừng sinh trưởng. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới diệt ma phong trước, dừng bước. Mà hắn phương dừng lại, sau lưng chính là vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Diệp Thần, tới nơi này làm gì? Sẽ không, là muốn khiêu chiến diệt ma phong chứ? Không thể nào đâu, lấy hắn thực lực, tiến vào diệt ma phong, và tự tìm cái chết có cái gì khác biệt. Đừng nói là hắn, coi như là những ngày đó bảng yêu nghiệt, cũng không dám một người một ngựa, khiêu chiến diệt ma phong. Diệp Thần hướng trước mắt nhìn, chỉ gặp. Cái này diệt ma phong nhìn như ngược lại là khá là phổ thông, không cao không thấp, chính là một tòa toàn thân đen nhánh, không có một ngọn cỏ đỉnh đá. Có thể, làm hắn thấy cái này diệt ma phong ngay tức thì, nhưng là không nhịn được con ngươi co rúm một cái. Ở hắn trong mắt, cái này diệt ma phong, thật là liền giống như nhân gian ma vực vậy, tản ra vô cùng mãnh liệt ma khí chập chờn, chỉ là, những thứ này ma khí là hoàn toàn nội liếm, ngoài mặt không nhìn ra thôi. Xem ra, cái này diệt ma phong so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó giải quyết. Bất quá, dù vậy, hắn vậy vẫn không có ý lùi bước, hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi vào dưới núi,
một mặt do loại nào đó màu máu bọc ra thú trống lớn trước. Mà nhìn Diệp Thần từng bước một hướng ra thú trống trận đi tới Diệp Thần, những cái kia đi theo hắn mà đến võ giả, trong mắt đều là hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần đây là muốn gõ diệt ma trống. Phải biết, diệt ma trống vang, khảo sát sứ giả đến, có thể lại không thể đổi ý à. Ở nơi này dưới con mắt mọi người, Diệp Thần cầm lên xương thú kia chế thành trống chùy, nháy mắt tức thì, tại chỗ thiên điện đệ tử hô hấp ngay tức thì dừng lại. Một khắc sau, bịch một tiếng, vô cùng minh mông, du dương tiếng trống ở trong thiên điện vang vọng mở, ngay tức thì vang dội toàn bộ Đông Hoàng thiên điện. Trong chốc lát, Bắc Lăng thiên điện bên trong đếm cặp mắt đồng thời mở ra. Giờ phút này, Bắc Lăng trong đại điện, một tên quanh thân tản mát trước lũ khí trắng mắt bạc người trung niên, ánh mắt hơi lóe lên, cau mày nói, diệt ma trống trận vang lên. Có ai muốn vào lúc này tiến hành diệt ma linh? Kỳ thần niệm vừa ra, rất nhanh liền rơi vào diệt ma núi trước, một tên thần sắc lãnh đạm chàng thanh niên bóng người, xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Đây không phải là Xích Âm mang về vậy đứa nhỏ sao? Cái này người trung niên con ngươi co giúp một cái, hơi kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, hắn trong mắt chính là hiện lên lau một cái nhàn nhạt vẻ thất vọng, lẩm bẩm, nghe Xích Âm nói, cái đứa nhỏ này là Bắc Lăng thiên điện quật khởi hy vọng, là dù sao cũng năm qua chỉ có võ đạo yêu nghiệt, có thể, hiện tại hắn lại một thân một mình muốn tiến hành diệt ma linh. Đây không khỏi quá mức lỗ mãng. Ở nơi này người trung niên xem ra, một cái chân chính có thể dẫn Bắc Lăng thiên điện quật khởi yêu nghiệt, không chỉ có, phải có vô cùng nghịch thiên thiên phú võ đạo, đồng thời, tâm tính, tài trí vân. Vân, cũng là cần tốt nhất chọn, có thể, tạm thời bất luận Diệp Thần thiên phú võ đạo, cứ như vậy khinh suất tiến hành diệt ma linh. Ở hắn trong mắt chỉ ít tâm tính, tài trí phương diện này, Diệp Thần đã không hợp cách. Diệp Thần tựa hồ cũng không có Ninh Xích Âm nói như vậy ưu tú. Bất quá, cái này người trung niên vẫn là nhẹ thở dài một cái nói, Xích Âm hiện tại vừa vặn đi ra ngoài xử lý một kiện khó giải quyết chuyện, nếu như nàng trở về phát hiện cái đứa nhỏ này có sơ suất gì, sợ rằng, toàn bộ Bắc Lăng thiên điện cũng sẽ long trời lỡ đất. Hắn rất rõ ràng Ninh Xích Âm tính cách, nàng ánh mắt cực cao. Vậy sẽ không để ý ai, chỉ khi nào nhìn chúng người nào đó, liền sẽ đối với hắn dốc hết tất cả, bao che tới cực điểm. Dứt lời, cái này người trung niên liền đứng dậy, thân hình chớp mắt liền từ tại chỗ biến mất. Mà tòa đại điện này, chính là Bắc Lăng thiên điện đế quân tu hành chỗ, tên này người trung niên, dĩ nhiên chính là Bắc Lăng đế quân Bắc Lăng Thịnh. Cùng lúc đó, Thái Tuyệt Điện, Lý Vô Vọng ánh mắt trầm xuống, mặt hiện một chút vẻ kinh sợ nói, đáng chết. Diệp Thần thằng nhóc này, làm sao gõ diệt ma chống trận? Một người tiến hành diệt ma linh, thằng nhóc này là ngại mình mệnh quá dài sao? Hắn liền vội vàng đứng lên, dừng chân một cái, một cổ lực lớn dâng trào ra, toàn bộ Thái Tuyệt Điện đều điên cuồng tưng lên, mà Lý Vô Vọng, cũng là giống như đạn đại bác vậy, bắn ra, hướng diệt ma núi đi. Thái Huyền Điện, Vô Hoa Các, Mộ Dung Yên Vũ, đang ngồi ở trên giường, hung tợn nhìn chằm chằm trong tay vật nào đó. Giờ phút này, tay nàng trên bất ngờ cầm một cái búp bê vậy tiểu nhân, ở trên người tiểu nhân, còn có khắc Diệp Thần hai chữ. Mộ Dung Yên Vũ trợn mắt nhìn tiểu nhân kia, mắt đẹp bên trong là lạnh như băng, tức giận, ủy khuất thần sắc, nàng hướng về phía tiểu nhân cắn răng nói, người đàn ông thúi, lại để cho bổn cô nương thất lạc người lớn như vậy. Ta nhất định, để cho ngươi đẹp mắt. Nàng giờ phút này, lại là tức giận lại là không thể làm gì, mặc dù. Diệp Thần để cho nàng mất thể diện, nhưng trên thực tế, nàng rất rõ Sở Diệp Thần căn bản cũng không có làm gì sai à. Hết thảy, đều là bởi vì chính nàng tự cho là đúng, tạo thành. Nhìn vậy càng ngày càng đáng giận tiểu nhân, Mộ Dung Yên Vũ đầu óc bên trong, chẳng biết tại sao, luôn là hiện lên Diệp Thần vậy trương lãnh đạm khuôn mặt, nàng vẫn là lần đầu tiên thua được như thế hoàn toàn. Bỗng nhiên, một cổ cảm giác vô lực dâng lên trong lòng. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài cửa vang lên. Mộ Dung Yên Vũ nhướng mày một cái, nhanh chóng đem tiểu nhân kia thu hồi nói, thế nào? Nàng biết, tới chính là nàng sư muội, tên là Chu Cần, Chu Cần thiên phú võ đạo cùng dung mạo cũng coi như không tệ, ở Bắc Lăng trên thiên bảng xếp hạng thứ 73, dĩ nhiên, so với nàng hai phương diện này cũng phải kém hơn vậy không thiếu. Bất quá, các nàng sư xuất đồng môn, hơn nữa Chu Cần làm người thông minh. Tính cách vậy coi như không tệ, cho nên, cho dù lấy Mộ Dung Yên Vũ lãnh ngạo tính cách, hai người cũng trở thành bằng hữu.
Giờ phút này, Chu Cần nhưng là có chút nóng nảy, cũng có chút hưng phấn nói, Yên Vũ, nghe nói, cái đó tên là Diệp Thần Thái Tuyệt Điện đệ tử muốn tiến hành diệt ma linh khiêu chiến. Mộ Dung Yên Vũ nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, chứ cùng ta xách tên của tên kia. Chu Cần nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, thật xin lỗi, Yên Vũ, ta lấy vì ngươi có thể muốn biết. Mộ Dung Yên Vũ hừ lạnh một tiếng nói, ta giờ không nghĩ đâu. Ta theo thằng nhóc này, căn bản không biết. Chu Cần nói, được rồi, vậy Yên Vũ, chính ta đi xem, nói thật, ta đối với người thanh niên này vẫn là thật tò mò, nghe nói. Nghe nói, hắn lớn lên cũng không tệ lắm. Dứt lời, liền rời đi ngoài cửa. Mộ Dung Yên Vũ chân mày nhíu một cái, khó hiểu có một loại khó chịu cảm giác, nàng lẩm bẩm nói, diệt ma linh khiêu chiến. Hắn không phải là muốn một người tiến hành chứ. Do dự chốc lát, Mộ Dung Yên Vũ vẫn là đứng lên, lẩm bẩm, hừ, ta bất quá là muốn xem tên này chết thế nào thôi. Dứt lời, thân hình động một cái, cũng là từ vô hoa các bên trong biến mất. Diệt ma núi trước, Diệp Thần hai tay thuộc lòng, yên lặng chờ khảo sát sứ giả đến, mà đệ tử chung quanh cũng đã tụ tập được càng ngày càng nhiều. Diệp Thần vốn là bởi vì Mộ Dung Yên Vũ đứng ở đầu gió đỉnh sóng, cái này một tí càng là trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Nguyên nhân không phải hắn, một thân một mình tiến hành diệt ma linh khiêu chiến, bản thân chính là một kiện vô cùng là điên cuồng chuyện à. Mỗi một lần tiến hành diệt ma linh, thiên điện phần lớn sẽ chờ đợi đệ tử mới vô đạt tới một vài tính sau đó, lại thống nhất tiến hành, tại sao? Bởi vì, cái này ma linh cũng không phải là cái gì mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Một cái ma linh, đối với còn chân cảnh võ giả mà nói có thể còn không coi vào đâu. Nhưng, cái này diệt ma núi bên trong ẩn núp đếm lấy ức kế ma linh à. Mà ma, chủ chiếm đoạt, những thứ này ma linh không chỉ có thể chiếm đoạt võ giả linh lực, thậm chí có thể chiếm đoạt võ giả sức sống. Cho nên, muốn duy nhất phái ra hàng loạt đệ tử, cùng tiến hành khiêu chiến, mới có thể bảo đảm nhất định an toàn. Có thể, dù vậy, hàng năm vẫn là có mấy tên gia nhập thiên điện thiên tài bỏ mạng ở diệt ma trên núi, trạng thái chết cực kỳ thê thảm. Ở nơi này một đám võ giả xem ra, Diệp Thần bản thân có lẽ chỉ có chút bối cảnh, để cho hắn trở thành điện chủ thân truyền, cấp 9 đệ tử, lấy yếu đuối tu vi gia nhập thiên điện, có thể những thứ này đối mặt ma linh thì có ích lợi gì. Thực lực bản thân cũng đã là đội sổ bên trong điếm để, còn muốn chủ động gia tăng độ khó, khiêu chiến địa ngục kiểu mẫu, một người tiến hành diệt ma linh. Trừ tự tìm cái chết, bọn họ không nghĩ tới cái thứ hai từ ngữ tới hình dạng Diệp Thần hành vi. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, một bóng người giống như sao rơi vậy, nặng nề đập vào diệt ma núi trước, mặt đất tựa hồ cũng lắc lư một tí. Có thể thấy người này, thực lực mạnh. Đám người hướng người này nhìn, đều là ánh mắt chớp mắt, người đến, bất ngờ chính là Thái Tuyệt Điện điện chủ, Lý Vô Vọng. Thái Tuyệt Điện mặc dù nhỏ yếu, nhưng không ai sẽ cảm thấy, Lý Vô Vọng nhỏ yếu. Thậm chí, lời đồn đãi Lý Vô Vọng ở bảy đại điện chủ bên trong. Thực lực thuộc về cao cấp, có thể hơi thắng hắn một bậc, chỉ có mặt trời điện điện chủ. Diệp Thần hơi sững sờ, hướng về phía Lý Vô Vọng, hành lễ nói, gặp qua sư tôn. Lý Vô Vọng vốn có chút ngủ không tỉnh diễn cảm, giờ phút này, đã quét một cái sạch, vô cùng là nghiêm túc ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, người có biết hay không, cái này diệt ma linh có nhiều nguy hiểm, liền một thân một mình trước tới khiêu chiến. Đừng nói là ngươi, liền ta. Một người dưới tình huống cũng không dám nói có thể 100% còn sống đi ra diệt ma núi, hiện tại, thừa dịp khảo sát sứ giả còn chưa có tới, mau theo ta trở lại Thái Tuyệt Điện. Hắn là thật tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giận, Lý Vô Vọng đã đem Diệp Thần coi là Thái Tuyệt Điện quật khởi hy vọng, coi là mình coi trọng nhất đệ tử, dự định dốc hết tất cả tới đào tạo Diệp Thần, nhưng ai có thể nghĩ đến thằng nhóc này nhưng hoàn toàn không đem mình tánh mạng làm chuyện xảy ra à. Lý Vô Vọng thưởng thức Diệp Thần kiêu ngạo, nhưng ngạo không khác nào vô hạn tìm chỗ chết, cái này cũng không có thể biểu dương một người dũng mãnh, chỉ có thể hiển lộ một người ngu xuẩn. Hắn quyết định, lần này phải thật tốt từ bỏ Diệp Thần tật xấu này, nếu không, tương lai, Diệp Thần tuyệt đối sẽ vì vậy mà thua thiệt. Có thể, Diệp Thần nhưng hoàn toàn không có ý rời đi, ngược lại lơ đễnh nói, sư tôn yên tâm, ta có nắm chắc. Hắn quả thật có chắc chắn. Mặc dù hắn tu vi nhìn như thấp một ít, có thể, nếu bàn về linh khí chất lượng cùng số lượng cũng tuyệt đối không kém gì giống vậy còn chân cảnh tồn tại, mà sinh mệnh lực.
lại là giống vậy còn chân cảnh võ giả không cách nào so sánh. Mấu chốt nhất là, huyết mạch hắn luân hồi huyền bi, hắn lá bài tẩy. Có thể nói, không có gì không phệ, cái này ma linh nếu là có thể luyện hóa vật, diệp thần thì hoàn toàn không có bất kỳ phải sợ, so chiếm đoạt. Hắn mới là cắn nuốt lão tổ tông. Có thể, những người khác cũng không biết những thứ này à. Lý Vô Vọng có chút không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần, thằng nhóc này trong đầu đang suy nghĩ gì đấy. Sẽ không thật lấy vì mình là thân bất tử, vô địch thiên hạ chứ. Trên lịch sử, cũng có không thiếu đệ tử từng có Diệp Thần dự định. Nhưng những đệ tử này, không một ngoại lệ, đều bị liền đả kích nặng nề. Thậm chí là tử vong. Hắn Lý Vô Vọng tuyệt không cho phép Diệp Thần đi lên điều này không đường về. Mà tại chỗ một đám võ giả nghe vậy, lại là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nhìn Diệp Thần giống như nhìn một cái người điên, quái vật vậy. Trong chốc lát, bọn họ đối với những tin đồn kia đều có chút tin. Diệp Thần sẽ không thật là cái gì hoàng thất đời sau chứ. Phải biết, lấy điện chủ thân phận, cũng không sẽ tùy tiện bởi vì là một người học trò tìm chỗ chết liền đặc biệt chạy tới ngăn cản. Mà càng làm cho bọn họ cầm đều phải kinh điệu chính là, Diệp Thần lại vẫn dám cãi lại điện chủ mệnh lệnh. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Lý Vô Vọng, không có tại chỗ đập chết hắn, tất cả mọi người cảm giác là một kỳ tích. Lý Vô Vọng hít sâu một hơi, ánh mắt ác liệt, làm xong cưỡng ép ra tay, cũng phải đem Diệp Thần mang đi chuẩn bị, cho dù Diệp Thần như thế nào đi nữa cuồng ngạo, như thế nào đi nữa ngây thơ, vẫn là đệ tử của hắn, vẫn là hắn coi trọng nhất vậy một cái. Hắn tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần lại chết như vậy. Ngay tại Lý Vô Vọng, chuẩn bị lúc động thủ, hắn bên tai nhưng là vang lên một đạo người đàn ông trung niên thanh âm nói, Vô Vọng, nếu thằng nhóc này như vậy tự tin, vậy thì cho hắn một cái cơ hội đi, có bản đế nắm chặt, sẽ không để cho thằng nhóc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Vô Vọng tâm thần chấn động một cái nói, đế quân. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại liền đế quân đều kinh động à. Cái này một tí, liền hắn đều bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Diệp Thần thật sự là cái gì hoàng tộc đời sau, hoặc là đế quân con riêng các loại. Bất quá, như vậy thứ nhất, Lý Vô Vọng ngược lại cũng yên tâm xuống, nghiêm túc đối với Diệp Thần nói, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy vi sư vậy không ngăn trở, bất quá, dù sao cũng muốn chú ý cái này ma linh, chúng nhìn như tựa hồ không có gì uy hiếp, nhưng thành đoàn xuất hiện dưới tình huống, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần có chút bất ngờ. Hắn nguyên vốn cho là còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Lý Vô Vọng, bất quá, nói chuyện cũng tốt, lúc này, gật đầu một cái nói, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Mà một đám thiên điện đệ tử đã cảm thấy, Lý Vô Vọng là buông tha Diệp Thần, muốn cho Diệp Thần chết đi. Một tên mang cái chụp đầu, hơi cúi đầu cô gái, giờ phút này, nhưng là cau mày nói, tên này ở xính cái gì có thể. Lý điện chủ đều tốt nói khuyên giải, còn muốn khăng khăng làm theo ý mình. Không biết điều. Cô gái này, bất ngờ chính là Mộ Dung Yên Vũ. Giờ phút này, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong vậy mang vẻ thất vọng cùng khó chịu, Diệp Thần ở nàng nhìn lại không phải như thế người ngu xuẩn mới đúng a. Ngay tại lúc này, lại là một đạo ánh sáng hạ xuống, tia sáng kia tản đi sau đó, một tên vóc người thướt tha thanh niên cô gái xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cô gái này nhìn như, có chút mềm yếu, có thể... Nhưng không ai sẽ thật tuyệt đối nàng là cái cô gái yếu đuối. Một thân hơi thở, vô cùng là dâng trào, chính là một tên còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại. Cô gái này, chính là lần này diệt ma linh khiêu chiến khảo sát người. Cái này khảo sát người nhìn Diệp Thần một mắt, cau mày nói, người nhất định phải khiêu chiến. Một người. Diệp Thần không chút do dự gật đầu nói, xác định. Được. Cô gái mặt không thay đổi lấy ra một bộ bút mực cùng một quyển sách sách nói. Ngươi có thể bắt đầu leo núi, bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất ở dưới chân núi tiến hành khiêu chiến. À! Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, vì sao? Cô gái thần sắc có chút cổ quái nói, ngươi liền những thứ này cũng không biết liền tới khiêu chiến. Những thứ này ma linh nhất là tập trung vị trí, là đỉnh núi đỉnh cấp chỗ, mà đến gần nơi chân núi phương, ma linh so với thiếu, sẽ tương đối an toàn, đỉnh núi chỗ nguy hiểm nhất, biết không? Diệp Thần gật đầu nói, biết. Một khắc sau, liền hướng vậy diệt ma phong đi. Khảo sát cô gái lắc đầu một cái, nàng cảm thấy Diệp Thần chết chắc. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần liền đã tới dưới chân núi, mọi người ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng,
chỉ cần ở dưới chân núi dừng lại chốc lát, ma linh cảm ứng được loài người hơi thở, liền sẽ xuất hiện. Mặc dù, bọn họ không tin Diệp Thần sẽ có cái gì vượt trội biểu hiện, nhưng, như vậy thái độ lạnh nhạt vẫn là khơi dậy mọi người tâm tò mò. Kết quả, Diệp Thần đang đối mặt ma linh lúc sẽ có cái gì biểu hiện? Đám người không khỏi nghị luận nói, các ngươi nói, Diệp Thần sẽ có thành tích như thế nào? Ha ha, không vượt qua 15 đi. Thông thường thiên điện đệ tử, thành tích, ở 30 cỡ đó, thằng nhóc này mới có thể có một nửa coi như cảm ơn trời đất. Ta xem, chỉ có một con số. Mộ Dung Yên Vũ mắt đẹp nhỏ tránh, nàng thân là trời bảng yêu nghiệt, diệt ma linh thành tích, là 593. Đám người bên trong, có mấy người trên gương mặt nhưng đều là toát ra một tia cười lạnh ý, cái này mấy người là Từ Thiếu Thiên, Trương Tử Mân, Trương Thanh Đàn các người, bọn họ cũng tới. Sở dĩ tới, chỉ là vì xem Diệp Thần cười nhạo. Ở bọn họ xem ra, Diệp Thần mất mặt ném định, sau đó, sợ rằng sẽ cả đời chỉ vào một tên phế vật danh tiếng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần sắp bắt đầu diệt ma linh lúc đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp, Diệp Thần thân hình một cái chớp động, lại là trực tiếp xông chỗ chân núi, dọc theo đường đi nhanh chóng đi tới. Đám người, hoàn toàn trợn tròn mắt à. Diệp Thần đang làm gì đó? Liền liền vậy xinh đẹp khảo sát cô gái, trong chốc lát cái miệng nhỏ nhắn đều là thật to dương, hoàn toàn thử ra. Nàng nhìn như trẻ tuổi, thật ra thì đã vạn tuế, cả đời bên trong, có thể nói, khảo sát qua vô số lần diệt ma linh khiêu chiến, có thể, nàng cho tới bây giờ không có gặp qua xem Diệp Thần như thế tìm chết người khiêu chiến à. Một người khiêu chiến diệt ma linh, bản thân chính là địa ngục khó khăn, hiện tại, Diệp Thần đây là muốn tưới dầu vào lửa, ngục càng thêm ngục, ngại tự tử không đủ nhanh à. Hơn nữa, theo Diệp Thần tiến về trước, đám người con ngươi run rẩy chính là càng phát ra kịch liệt đứng lên. Chỉ gặp, không cần thiết chốc lát, Diệp Thần đã sắp lên đỉnh diệt ma phong đỉnh cấp chỗ à. Khảo sát cô gái cầm bút tay cũng có chút run rẩy, thằng nhóc này là muốn hù chết người sao? Thiên điện trên lịch sử, một người diệt ma linh giả, có. Nếu là có thể thành công còn sống, những thứ này yêu nghiệt không một không là có thể trưởng thành là vực ngoại siêu cấp cự đầu tồn tại. Hôm nay đám người quen thuộc nhất một người, đó chính là Ninh Xích Âm. Không tệ, Ninh Xích Âm năm đó cũng là một người tiến hành diệt ma linh khiêu chiến. Lúc ấy, cũng là rung động toàn bộ Bắc Lăng Thiên Điện, Ninh Xích Âm kiêu ngạo thật là vượt quá đám người suy tư của người cực hạn. Có thể, cho dù là lấy Ninh Xích Âm kinh thiên ngạo cốt cũng không có lựa chọn lên đỉnh diệt ma đỉnh núi đỉnh à. Một người, ở diệt ma đỉnh núi đỉnh, tiến hành diệt ma linh. Diệp Thần đây là từ trước tới nay người thứ nhất à. Ninh Xích Âm thần kinh đã quá chuyện lớn, có thể ở nàng trong mắt, cái loại này hành vi vậy như cũ thuộc về tìm chết phạm vi. Diệp Thần đâu? So Ninh Xích Âm, còn điên cuồng hơn à. Trong chốc lát, toàn bộ diệt ma phong trước cũng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều đã lâm vào đờ đẫn. Bị rung động, mà Từ Thiếu Thiên các người hơi sững sờ sau đó, chính là rối rít mặt lộ đại hỉ vẻ. Từ Thiếu Thiên âm thầm cười lạnh nói, đồ phế vật, lại tự tìm chết. Ngược lại là đỡ bổn công tử một chút phiền toái. Mà Trương Thanh Đàn cùng Trương Tử Mân, trong mắt tràn đầy sảng khoái. Diệp Thần lại xúc phạm bọn họ tỷ đệ ở Thái Tuyệt Điện uy nghiêm. Đây chính là hắn nên được kết quả. Bắc Lăng Thịnh thấy vậy, hơi biến sắc mặt, cao mày nói, bản đế, còn đánh giá thấp thằng nhóc này, không nói khác, chỉ là điên cuồng cái này hạng nhất, hắn đúng là vạn cổ nhất. Hắn hơi do dự một tí, mặt hiện vẻ bất đắc dĩ vẻ, liền chuẩn bị hiện thân ngăn cản Diệp Thần khiêu chiến, dẫu sao, đến đỉnh cấp chỗ tiến hành diệt ma linh mà nói, liền hắn cũng không có 100% chắc chắn có thể đuổi kịp lúc đem Diệp Thần cứu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh nhưng chắn Bắc Lăng Thịnh trước người. Bắc Lăng Thịnh thần sắc động một cái nói, Nhâm lão, người đây là. Xuất hiện ở Bắc Lăng Thịnh trước người, là một tên đầu tóc bạc trắng, xương cốt rộng lớn, màu da ngăm đen, nhìn như, có chút giống nông thôn làm ruộng nông dân ông già. Người này, bất ngờ chính là lúc trước, ở Vạn Bảo Các nói cho Diệp Thần diệt ma linh nhất chuyện người. Mà cho dù là thân là Bắc Lăng đế quân Bắc Lăng Thịnh, đối với ông cụ này mở miệng lúc đó, đều là mang ba phần kinh ý. Có thể gặp, cái này ông già ở trong thiên điện địa vị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Người này, chính là hôm nay Bắc Lăng Thiên Điện, lý lịch già nhất trưởng lão một trong, tên là Nhâm Trường Sinh,
vô cùng bớt ở trong thiên điện hiện thân, biết tồn tại người, vậy đều là Bắc Lăng thiên điện hoàng tộc cùng cao tầng, những người này đều đưa ông cụ này gọi là Nhâm Lão. Nhâm Lão hướng về phía Bắc Lăng Thịnh khẽ mỉm cười nói, đế quân, ngươi nhưng là muốn ngăn cản thằng nhóc này tiến hành diệt ma linh. Bắc Lăng Thịnh gật đầu một cái nói, không sai, Nhâm Lão, ngươi có thể không biết, hắn tên là Diệp Thần, chính là Xích Âm mang về vậy đứa nhỏ. Nhâm Lão trầm mặc chốc lát, lần nữa mở miệng nói, đế quân, ngươi có biết Xích Âm con bé này vì đem thằng nhóc này mang về Bắc Lăng thiên điện, trả giá hạng giá phải trả sao? Bắc Lăng Thịnh nhướng mày nói, Nhâm Lão có ý gì? Giá phải trả. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thiên điện chiêu thu đệ tử còn phải trả giá thật lớn. Hơn nữa, vẫn là ngoại lệ chiêu thu đệ tử, thu nhận, càng chỉ là một tên càn khôn cảnh tồn tại. Hắn có chút không hiểu. Nhâm Lão cười khổ nói, thằng nhóc này tuổi không lớn lắm, tu vi không cao, lá gan lại không nhỏ, hơn nữa, cuồng ngạo đến không cách nào hình dung bước. Chắc hẳn, đế quân cũng đã có chút nhận thức. Có thể, đế quân không biết là, thằng nhóc này đã cùng Đông Hoàng Thiên Điện kết tử thù, Xích Âm cứu hắn, liền đại biểu, vì hắn, chúng ta muốn cùng Đông Hoàng Thiên Điện là địch. Cái gì? Bắc Lăng Thịnh kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ khó tin. Hắn ngược lại không phải sợ Đông Hoàng Thiên Điện, toàn thể thực lực, Bắc Lăng Thiên Điện ở Đông Hoàng Thiên Điện bên trên. Có thể, không thể phủ nhận. Đông Hoàng Thiên Điện đồng dạng là một cái đồ vật khổng lồ à? Nếu như nói, Bắc Lăng Thiên Điện là một cái Đông Bắc Hổ, Đông Hoàng Thiên Điện chính là một con gấu đen. Đông Bắc Hổ có năng lực đi săn gấu đen, nhưng, gấu đen phát điên lên tới cũng là có thể để cho Đông Bắc Hổ trọng thương. Dạng gì đệ tử, mới có giá trị để cho Bắc Lăng Thiên Điện làm cứng rắn hãn Đông Hoàng Thiên Điện? Có thể, đây vẫn chưa kết thúc, Nhâm Lão tiếp tục nói, hơn nữa. Hắn còn giết Nam Tiêu Thiên Điện đế quân đệ tử Lục Băng Đường Đệ, Lục Trường Phong, đế quân hẳn biết, Lục Băng gần đây lấy được truyền thuyết bên trong Tiêu Hoàng Thị truyền thừa, tiềm lực đại tăng, rất có thể sẽ là tương lai Nam Tiêu Thiên Điện nhân vật dẫn quân, cái này ý vị như thế nào, không cần lão phu nhiều lời chứ. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt có chút khó coi nói, tương lai, Bắc Lăng Thiên Điện, rất có thể sẽ đối với trên Đông Hoàng Thiên Điện cùng với Nam Tiêu Thiên Điện. Không sai, hơn nữa. Cái này còn chỉ là hiện tại, lấy tiểu tử này tính cách, tương lai còn không biết sẽ trêu chọc đến hạng cường địch. Hơn nữa, tựa hồ có thể trở thành ngày thứ 6 điện lãnh ra cùng với Minh Long Thần Điện, cùng thằng nhóc này vậy từng xích mích. Nhâm Lão khẽ thở dài một hơi, hắn thừa nhận Diệp Thần rất ưu tú, nhưng, lấy Diệp Thần hôm nay biểu hiện ra tiềm lực mà nói, còn không có ưu tú đến để cho Bắc Lăng Thiên Điện cam nguyện làm đối mặt to lớn như vậy nguy hiểm. Cái này một tí. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt có chút âm tình bất định. Vậy mà nói, hắn là tin tưởng Ninh Xích Âm phán đoán, nhưng lúc này đây, Ninh Xích Âm đánh cuộc được quá lớn. Cho nên, Nhâm Lão trong mắt tinh quang chớp mắt nói, nếu như Bắc Lăng Thiên Điện thật muốn giữ được thằng nhóc này, như vậy, hắn phải cho thấy hơn nữa cực hạn tiềm lực. Nguyên bản, chuẩn bị hiện thân Bắc Lăng Thịnh nghe vậy cũng là đứng bất động ở liền tại chỗ. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã leo đến Diệt Ma Phong đỉnh cấp bên trên. Nhâm Lão xoay người, cùng Bắc Lăng Thịnh cùng nhìn đỉnh cấp chỗ Diệp Thần, nhàn nhạt nói, nếu như liền một thân một mình từ Diệt Ma Phong đỉnh sống sót cũng không làm được, thuyết minh Xích Âm nhìn lầm người, như vậy, có lẽ hắn táng thân Diệt Ma Phong đối với Bắc Lăng Thiên Điện mà nói là một cái tốt hơn kết quả. Nghe, có chút tàn khốc, có thể, thực tế chính là như vậy, võ đạo thế giới chính là như vậy tàn khốc. Bắc Lăng Thịnh chau mày. Nói tóm lại hắn còn chưa bỏ được sẽ để cho Diệp Thần như thế bỏ mình. Diệp Thần võ đạo tiềm lực tuyệt đối là đứng đầu, coi như so với hiện tại có được Tiêu Hoàng Thị truyền thừa Lục Băng, vậy không kém chút nào, thậm chí, còn muốn vượt qua không thiếu, cứ như vậy để cho nó mạo hiểm, chỉ vì khảo sát hắn tiềm lực, có chút đáng tiếc. Nhưng, hắn quả thật không cách nào coi thường ẩn bên trong nguy hiểm. Giống như, người mua một chi cổ phiếu, cho dù nó tăng được khá hơn nữa. Cũng không thể coi thường sụt đột một lúc đó, mang tới ảnh hưởng. Hắn thở dài nói, vậy thì theo Nhâm Lão nói, bất quá, thằng nhóc này nếu là thật chết, Xích Âm vậy nha đầu sẽ nổi điên. Nhâm Lão cười nói, đế quân, nói thật, ta đối với thằng nhóc này ngược lại là rất có lòng tin. Hai người ngay lúc nói chuyện, Diệt Ma Phong trước khi võ giả lại là phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Cái này kêu Diệp Thần người đang làm gì à? Điên rồi. Thật sự là điên rồi.
Ta xem hắn căn bản không phải tới diệt ma linh, là tới ngay trước mọi người tự sát à. Ta đã không dám tưởng tượng, chờ một tí, sẽ phát sinh cái gì. Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm lão nghe vậy, thần sắc động một cái, ngay tức thì hướng vậy diệt ma phong đỉnh cấp chỗ nhìn, một khắc sau, cho dù là cái này hai người, đều là không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Chỉ gặp, giờ phút này Diệp Thần dù bận vẫn nhàn ngồi ở đỉnh núi chỗ một tảng đá lớn bên trên, quan sát chân núi phong cảnh, thản nhiên tự đắc, thậm chí, còn cầm ra một bầu rượu ngon tự rót tự uống trước. Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm lão thật là cũng muốn mắng người. Thằng nhóc này là cầm cái này diệt ma phong coi thành cái gì dạo chơi đất sao? Hắn có biết hay không, diệt ma linh kiêng kỵ nhất chính là thời gian dài lưu lại ở cùng một vị trí à? Tại sao? Bởi vì, ma linh có một cái nhược điểm, chính là đối với hơi thở cảm giác, có chút chậm chạp, như là võ giả, cao tốc di động, ma linh rất khó chen nhau lên, đem võ giả bao vây. Bao vây, ý tứ là trước chết. Suy nghĩ một chút vô số ma linh. Đồng thời bùng nổ lực cắn nuốt, người còn có thời gian luyện hóa ma linh. Giống như, một con muỗi cắn ngươi, người có thể không bị thương không ngứa, trăm nghìn đầu muỗi, cùng nhau cắn ngươi đâu. Ngay tức thì, là có thể cầm máu ngươi dịch hút khô. Có thể, Diệp Thần nhưng tựa như người không có sao vậy, còn đang uống rượu. Hắn cảm thấy đây là một cái trò chơi sao. Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm lão đều có chút nổi giận. Không tôn trọng sinh mạng mình võ giả. Tuyệt đối không thể nào có thành tựu à. Diệp Thần để cho bọn họ, quá thất vọng. Giờ phút này, Diệp Thần đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, mặt mỉm cười, đối với Tiểu Hắc hỏi, Tiểu Hắc, có nắm chắc không? Tiểu Hắc nói, đúng vậy, chủ nhân, bất quá, một hồi, chủ nhân muôn ngàn lần không thể di động, nhất định phải để cho những thứ này ma linh, đem chúng ta bao vây. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, chúng ta có thể cắn nuốt cực hạn con số, là nhiều ít. 3 triệu, làm ma linh đạt tới 3 triệu sau đó, chủ nhân liền có thể bắt đầu cắn nuốt, nếu như quá sớm động thủ, những thứ này ma linh sẽ ẩn bên trong diệt ma phong bên trong, không dám hiện thân, như vậy, chúng ta cũng chỉ cầm chúng không có biện pháp. Được. Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên thần mang lớn bắn. Ngay mới vừa rồi, Tiểu Hắc thức tỉnh, mà Tiểu Hắc nói cho Diệp Thần tin tức thứ nhất, chính là nó có thể chiếm đoạt những thứ này ma linh. Hơn nữa. Diệp Thần thể chất vậy vô cùng là thích hợp chiếm đoạt những thứ này ma linh. Diệp Thần đại khái có thể chiếm đoạt 1 triệu ma linh, mà Tiểu Hắc chính là 2 triệu. Chung vào một chỗ, chính là 3 triệu khủng bố con số. Chỉ bất quá, vì lợi nhuận tối đại hóa, ở trước đó, có một cái yêu cầu. Chính là Diệp Thần không nhúc nhích, mặc cho những thứ này ma linh cướp đoạt hắn linh lực cùng sức sống. Căn cứ Tiểu Hắc phỏng đoán. Diệp Thần đủ để chống đỡ đến 3 triệu ma linh đồng thời chiếm đoạt, khi đó, chính là bắt đầu phản công thời khắc. Diệp Thần liếm môi một cái, kích động. Trước không nói chiếm đoạt ma linh có thể mang tới chỗ tốt, chỉ là cái này 3 triệu đạo tinh chính là một cái nghịch thiên con số à. Lúc này, Diệp Thần liền mặt nở nụ cười tiếp tục uống rượu, hoàn toàn sẽ không để ý dưới núi mọi người kêu lên, châm chọc, cùng với Lý Vô Vọng dày, nhắc nhở Vân. Vân! Ngay tại lúc này, cả tòa diệt ma phong bên trong tản mát ra một món quỷ dị chập chờn, một khắc sau, một đạo giống như quỷ hỏa giống vậy đen nhánh bóng sáng, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần híp đôi mắt một cái này bóng sáng nhìn qua giống như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhưng, lửa này ảnh mơ hồ vặn vẹo tới giữa, lại là huyễn hóa ra một tấm kinh khủng khuôn mặt. Nhìn qua, tà dị vô cùng. Đây chính là vậy ma linh. Mà giờ khắc này... Những thứ này ma linh giống như măng mọc sau cơn mưa vậy, không ngừng từ đất đá dưới chui ra, rậm rạp chằng chịt một phiến, nhìn dưới núi đám người, kinh hồn bạt vía. Bọn họ mỗi một người đều là tròng mắt run rẩy, cái này ma linh có nhiều ít. Thời gian đảo mắt, đã vượt qua mấy ngàn liền chứ. Cái này, đã là một người vô cùng hắn con số kinh khủng à. Diệp Thần ở trong mắt bọn họ đã là một người chết. Có thể, cho tới giờ khắc này. Diệp Thần vẫn không có bất kỳ hành động nào dự định. Tựa như, hoàn toàn xem không thấy những thứ này ma linh vậy. Bắc Lăng Thịnh sắc mặt có chút khó coi nói, Nhâm lão, xích âm năm đó chế diệt ma linh ghi chép, là nhiều ít. Nhâm lão giờ phút này nhìn Diệp Thần, cũng là mặt đầy vẻ thất vọng, mở miệng nói, 3.007. 3.007. Bắc Lăng Thịnh lập lại một câu, nhìn đỉnh núi nói, hôm nay, ma linh số lượng đã vượt qua 6.000.
cho dù là Xích Âm cũng không khả năng ở 6.000 ma linh vây công dưới, sống sót chứ. Diệp Thần, coi như đủ yêu nghiệt, có thể yêu nghiệt đến gấp đôi tại Xích Âm trình độ sao? Ninh Xích Âm có thể nói là vực ngoại vạn năm tới cao cấp yêu nghiệt một trong, vượt qua nàng, không phải không thể nào, nhưng, gấp đôi. Liền không cách nào tưởng tượng. Nhâm lão ngừng mắt nhìn Diệp Thần, lần nữa mở miệng nói, đế quân, lấy tiểu tử này tính cách, có thể đi tới ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ không chỉ là vận khí tốt mà thôi, chúng ta lại xem. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, nhưng là không nhịn được lắc đầu một cái, Nhâm lão còn không có buông tha, còn đang giãy giụa. Ở Bắc Lăng Thịnh xem ra, Diệp Thần đã không có hy vọng. Diệp Thần chết, Đông Hoàng Thiên Điện cùng Nam Tiêu Thiên Điện nguy hiểm ngược lại là tiêu trừ, có thể, Ninh Xích Âm cùng Đông Hoàng Thiên Điện tới giữa đã chôn xuống xung đột hạt giống, không thể không nói, lần này, Bắc Lăng Thiên Điện vẫn là thua thiệt. Nhưng, rất nhanh kêu lên tiếng vang lên lần nữa. Tại sao? Bởi vì, giờ phút này, càng ngày càng nhiều ma linh, lần lượt xuất hiện, thời gian đảo mắt liền vượt qua 10.000. Những thứ này ma linh, tranh nhau đi tới Diệp Thần bên người, mà cho tới giờ khắc này, Diệp Thần nhưng vẫn xem người gỗ vậy, một hơi một tí. Nhâm lão cùng Bắc Lăng Thịnh đều là con người co giúp một cái. Bọn họ mơ hồ cảm giác, có thể sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Bởi vì, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần thần sắc như cũ duy trì rửng rưng. Có thể, lần này bọn họ sai rồi, nháy mắt tức thì, vậy hơn 10.000 ma linh liền đem Diệp Thần vây quanh vòng tròn. Thấy một màn này, không ít người đã thu hồi ánh mắt cạn sạch, không người nào có thể ở trên cao vạn ma linh chiếm đoạt hạ sống sót. Giờ phút này, những cái kia ma linh quanh thân hắc quang lớn thả, ma khí mãnh liệt, hiển nhiên, chiếm đoạt được đang vui sướng đâu. Lý Vô Vọng chính là mặt đầy vẻ tuyệt vọng, tựa hồ còn có chút không cách nào tiếp nhận. Từ Thiếu Thiên, Trương Tử Mân các người chính là cười, tàn nhẫn cười, bọn họ không hy vọng Diệp Thần chết được quá nhanh. Hẳn để cho cái này ngu xuẩn tiểu tử hơn bị chút hành hạ. Mộ Dung Yên Vũ chính là thần sắc phức tạp, nàng mặc dù bởi vì Diệp Thần mà tức giận, ủy khuất, có thể, giờ phút này nàng nhưng là không có chút nào cao hứng cảm giác, ngược lại, tâm tình vô cùng là trầm thấp, khó chịu. Mà Bắc Lăng Thịnh, cũng là âm trầm khuôn mặt nói, Nhâm lão, còn cần nhìn tiếp sao? Hắn trong lời nói, khó tránh khỏi mang theo một phần oán khí, bởi vì... Diệp Thần có thể nói là bởi vì Nhâm lão mà chết. Bắc Lăng Thịnh đáy lòng, hay là đối với Diệp Thần có chỗ mong đợi. Nhâm lão nghe vậy, trầm mặc, thần sắc, có chút phức tạp. Bắc Lăng Thịnh lắc đầu một cái, đã kết luận Diệp Thần tử vong, một xoay người liền muốn rời đi. Có thể, đây là, Nhâm lão nhưng là lần nữa mở miệng nói, chờ một chút. Làm sao? Bắc Lăng Thịnh khẽ cau mày nhìn về phía Nhâm lão còn không hết hy vọng. Còn không muốn thừa nhận mình sai lầm. Nhâm lão ánh mắt nhỏ tránh, nhìn vậy tựa như bị ma đốt lửa diệt ma phong đỉnh núi nói, người có hay không cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái, có ý gì? Nhâm lão chỉ vậy diệt ma phong nói, hơn 10.000 ma linh, hẳn có thể ngay tức thì hút khô một tên càn khôn cảnh võ giả mới đúng, có thể, người xem. Bắc Lăng Thịnh hướng đỉnh núi nhìn, nhưng là không khỏi được con người co giúp một cái. Chỉ gặp, giờ phút này. Diệt ma phong đỉnh núi lại là tụ tập được càng ngày càng nhiều ma linh. Những thứ này ma linh, đã vượt qua 100.000 số lượng à, rối rít hướng Diệp Thần chỗ chỗ vào tới. Đây là, không thiếu thiên điện đệ tử cũng là phát hiện chuyện này, trong chốc lát nhìn những cái kia ma linh, sắc mặt lại có chút kinh nghi liền đứng lên. Diệp Thần tại sao còn chưa có chết? Trong chốc lát, đám người lại có chút khẩn trương, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện chuyển cơ? Thời gian đảo mắt. Ma linh số lượng đạt tới 300.000. Giờ phút này, Diệp Thần bị cuồn cuộn lửa ma bao quanh, hắn đôi mắt khép hờ, cảm giác chung quanh ma linh số lượng, giờ phút này, hắn linh lực đã bị chiếm đoạt không còn một mống, cả người sinh mệnh lực đang không ngừng hướng những cái kia ma linh vào tới. Nhưng, Diệp Thần thần sắc nhưng là vô cùng là bình tĩnh, tựa như, cái này mấy trăm ngàn ma linh chiếm đoạt, đối với hắn mà nói cũng không quá như vậy thôi. Mà diệt ma phong xuống đám người, đã hoàn toàn, sợ ngây người à. Toàn bộ diệt ma phong đỉnh núi, đã biến thành một phiến màu đen, ước chừng hơn triệu ma linh xuất hiện ở đỉnh núi chỗ. Cái này, là lấy đi chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng à. Mà ma linh không tiêu tan. Chính thuyết minh trước, Diệp Thần còn chưa chết. Nhưng, giờ phút này,
Nhâm Lão và Bắc Lăng Thịnh ánh mắt nhưng là lần nữa ảm đạm xuống. Bắc Lăng Thịnh khẽ thở dài một hơi nói, thật là khủng khiếp sinh mệnh lực, nhưng, hôm nay bị Triệu Ma Linh bao phủ, cho dù tánh mạng hắn lực mạnh hơn nữa, vậy kiên trì không được bao lâu. Nhâm Lão cũng là có chút hối hận địa đạo, lần này, là Lão Phu sai rồi, cùng Xích Âm vậy nha đầu trở về, chuyện này, do Lão Phu một lực thừa đang. Có thể kháng cự Triệu Ma Linh chiếm đoạt, Diệp Thần đã chứng minh mình tiềm lực, có thể, dưới mắt Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm Lão đều có chút vô kế khả thi à. Những thứ này ma linh, chỉ có thể hấp thu vào bên trong cơ thể luyện hóa, dùng thủ đoạn khác, cơ hồ không cách nào tiêu diệt, bọn họ vậy cứu không ra Diệp Thần. Bất quá, giờ phút này, hai người nhưng là không có lập tức rời đi. Bọn họ muốn xem, Diệp Thần rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào. Vô số Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, đều là mặt đầy sợ hãi vẻ nhìn vậy diệt ma phong, vô tận lửa ma, cuồn cuộn ma khí, thật là một bộ diệt thế cảnh à. Dĩ vãng diệt ma linh, và lần này diệt ma linh tướng so, thật là, không đáng giá để ra. Làm bọn họ không thể nào tin nổi chính là, ma linh số lượng còn đang kéo dài leo lên. Thời gian đảo mắt, đột phá 2 triệu. Lần này, liền liền từ thiếu thiên đám người nụ cười cũng đọng lại. Mặt của bọn họ trên hiện lên không tưởng tượng nổi vẻ. 2 triệu ma linh cùng chiếm đoạt, còn chưa có chết. Sợ rằng... còn chân cảnh đỉnh cấp tồn tại cũng chưa chắc có thể kháng ở chứ. Mà lửa ma bên trong Diệp Thần, sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, cảm nhận được liền một phần áp lực, nhưng vẫn kiên trì. Còn thiếu 1 triệu. Trương Thanh Đàn cau mày, đối với bên người một tên cằm khá nhọn, dung nhan có chút hiêu mị, ánh mắt âm lãnh, con ngươi là màu tím đậm cô gái hỏi, tỷ, thằng nhóc này tại sao còn không chết, sẽ không? Cô gái này, chính là Trương Tử Mân. Trương Tử Mân hừ lạnh nói, hừ, tên này sinh mệnh lực, quả thật có chút vượt quá ta ý liệu, nhưng, có sinh mệnh lực thì thế nào? Ngươi xem, hắn đến hiện tại, một đạo ma linh đều không cách nào chiếm đoạt chứ. Liền loại tốc độ này, sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, có thể kinh nổi tiêu hao sao? Cái này mấy triệu ma linh, để cho hắn chiếm đoạt 100 năm, hắn cũng chiếm đoạt không xong chứ. Thằng nhóc này đã là một người chết. Giờ phút này... từ lòng đất toát ra ma linh cuồn cuộn không ngừng, phảng phất là phát hiện một cái ao rượu rừng thịt vậy, điên cuồng hướng Diệp Thần vọt tới, thời gian đảo mắt, ma linh số lượng liền vượt qua 3 triệu, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Đây là, vậy cuồn cuộn lửa ma rốt cuộc có chút ảm đạm xuống. Thấy một màn này, Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm Lão đều là sắc mặt buồn bã, ánh lửa ảm đạm, thuyết minh, Diệp Thần sinh mệnh lực đã còn dư lại không có mấy. Cuối cùng. Diệp Thần vẫn là không cách nào chạy khỏi chết vận mệnh. Mà Trương Thanh Đàn, Trương Tử Mân, Từ Thiếu Thiên các người, chính là cười lên, không kịp chờ đợi muốn thấy được biến thành người làm Diệp Thần. Có thể, ngay tại giây phút này. Vậy không đoạn chấp động cuồn cuộn lửa ma, tựa như bỗng nhiên đọng lại. Đếm lấy triệu tính ma linh, thật giống như cũng bị đông cứng liền vậy. Đám người thấy vậy, đều là không khỏi được mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, khó tin một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, vậy muôn vàn ma linh huyễn hóa thành đầy trời lửa ma, đột nhiên lấy một cái tốc độ cực nhanh co rút lại. Vô số ma linh hư ảo khuôn mặt bên trên hiện lên vô cùng sợ hãi thanh sắc, một khắc sau, những thứ này ma linh liền co rút lại mà thành một cái ngọn lửa vòng xoáy, ở khó hiểu dẫn lực dẫn dắt dưới, hướng vòng xoáy tâm điểm phun trào đi. Mà giờ khắc này... đám người rốt cuộc có thể thấy rõ ngọn lửa dưới cảnh tượng. Chỉ gặp, một tên thanh niên hảo đoan đoan đứng tại chỗ, trừ sắc mặt có chút trắng bệch ra, căn bản không có bất kỳ dị trạng gì. Có thể, những cái kia thiên điện đệ tử cửa, giờ phút này, chú ý tới cũng không phải một điểm này. Mà là, ở bọn họ trước mắt, người thanh niên này lại là há hốc miệng ba, đem từng cổ một ngọn lửa màu đen khí lưu hút vào trong miệng. Tâm thần của mọi người cũng đang điên cuồng rung động. Đây là ảo giác sao? Nhìn vậy triệu số lượng ma linh không ngừng biến mất ở Diệp Thần trong miệng, bọn họ đều có một loại thấy quỷ cảm giác à. Mà những cái kia nguyên bản, còn hướng Diệp Thần chen chúc đi ma linh, giờ phút này, nhưng là điên cuồng hướng vách núi bên trong chạy thục mạng. Bắc Lăng Thiên Điện các đệ tử, đến hôm nay mới biết, lúc đầu, những thứ này gần như bất diệt ma linh cũng có sợ thời điểm à. Diệp Thần trong mắt hiện lên vô cùng thần sắc mừng rỡ. Theo ma linh bị hắn nuốt vào bên trong cơ thể,
từng cổ một năng lượng ở thân thể bên trong dâng trào, lại là trực tiếp biến thành tinh thuần tới cực điểm ma khí, sáp nhập vào trong đan điền. Mà Diệp Thần hơi thở cũng là ở cắn nuốt trong quá trình, thật nhanh leo lên. Rất nhanh, 1 triệu ma linh liền bị Diệp Thần chiếm đoạt không còn một mống, mà thân thể cũng đạt tới một bụng no và trạng thái. Có thể, tiểu hắc vẫn chưa kết thúc à? Còn dư lại 2 triệu ma linh như cũ không ngừng hướng Diệp Thần trong cơ thể vọt tới, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, mất đi trước. Thời gian đảo mắt, Diệt Ma Phong đỉnh núi chỗ, cũng đã trống rỗng, 3 triệu ma linh, cứ như vậy bị Diệp Thần chiếm đoạt không còn. Một đám thiên điện đệ tử, chỉ cảm thấy được óc một hồi choáng váng, không cách nào suy tư. Mà từ Thiếu Thiên, Trương Thanh Đàn, Trương Tử Mân mấy người chính là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng thời, trong mắt hiện lên chút vẻ sợ hãi. Cho dù ai, và một cái có thể nuốt sống 3 triệu ma linh tồn tại là địch, cũng sẽ sinh lòng kiêng kỵ chứ. Phải biết, Bắc Lăng Thiên Điện, trong lịch sử diệt ma linh ghi chép, cũng không quá mới vừa vượt qua 10.000 mà thôi à. Diệp Thần đâu? Trực tiếp tăng lên 300 lần. Hắn tu võ tư chất, có nhiều nghịch thiên, thật là vượt qua tưởng tượng cực hạn à. Mà Bắc Lăng Thịnh cùng Nhâm Lão nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương, vô cùng kinh ngạc vui mừng thần sắc. Ninh Xích Âm là cho bọn họ Bắc Lăng Thiên Điện, mang tới một cái bảo tàng, một cái thiên đại bảo tàng à. Chỉ cần Diệp Thần có thể sống, tương lai, Bắc Lăng Thiên Điện muốn không quật khởi đều khó chứ. Nhâm Lão cười nói, đế quân, bây giờ nhìn lại, vì Diệp Thần đối với Đông Hoàng Thiên Điện cùng Nam Tiêu Thiên Điện, cũng là đáng giá, không chỉ là đáng, vẫn là lớn được lợi. Bắc Lăng Thịnh hiển nhiên tâm tình cực tốt, cười ha ha một tiếng nói, lớn được lợi. Vì Diệp Thần, bản đế cho dù là hiện tại những thứ khác 4 đại thiên điện khai chiến, cũng ở đây không tiếc à. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, một cổ gió lớn bỗng nhiên ở Diệt Ma Phong trên đỉnh núi cuộn sạch ra, cho dù là dưới núi những cái kia còn chân cảnh tồn tại, đều là ở nơi này gió lớn bên trong, thân hình không bị khống chế lắc lư. Có thể gặp, cái này phong áp có cường đại dường nào. Mà đây bạo gió trung tâm chính là Diệp Thần chỗ chỗ. Cuồn cuộn linh khí, hội tụ tới, biến thành một đạo linh khí vòng xoáy, hướng Diệp Thần bơm vào đi. Mà hắn hơi thở, lấy tốc độ nhanh như tia chớp đột phá, đột nhiên, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt mơ hồ có 2 đạo phù văn lóe lên, một cổ vô cùng sợ hãi uy thế, tràn vào mọi người đầu óc bên trong. Giờ phút này, Diệp Thần cảnh giới lại đột phá đến càn khôn cảnh 6 tầng thiên. Vậy triệu ma linh mang tới năng lượng, ngay tức thì để cho nó đột phá cổ trai. Diệp Thần trong mắt thần mang lớn thả, quanh thân phun trào ra minh mông hủy diệt đạo vận. Diệp Thần có thể khẳng định, hôm nay, hắn lại lấy hủy diệt lực và thái thượng thiên sư đạo thi triển công kích, uy lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Chỉ chốc lát sau, hắn chậm rãi thu liễm hơi thở, từ không trung rơi xuống. Mà giờ khắc này, Diệt Ma Phong trước, yên lặng như tờ, tĩnh mịch. Vậy một đám thiên điện đệ tử đều tựa như hóa thành tượng đá vậy, còn không có tử rung động bên trong, tỉnh hồn lại. Liền liền Lý Vô Vọng đều là như vậy. Từ cơ hồ bị phán tử hình, đến ngay tức thì chiếm đoạt 3 triệu ma linh, cái loại này xoay ngược lại, quá mạnh mẽ. Mộ Dung Yên Vũ, mặt đẹp bên trên cũng là một phiến đờ đẫn vẻ, nàng ngưng mắt nhìn vậy đạo chậm rãi từ đỉnh núi hạ xuống xuống, quanh thân linh quang lượn quanh thanh niên, mắt đẹp chẳng biết tại sao dần dần sáng lên. Có thể rất nhanh, cái này sáng ngời liền biến thành lửa giận. Nàng hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Thần, lần này, mình rốt cuộc lại thua. Hơn nữa, chênh lệch còn lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nguyên bản, nàng nhưng mà cho rằng, Diệp Thần tuyệt đối không cách nào vượt qua mình thành thích hà. Bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy mất thể diện. Nàng là mấy trăm, mà Diệp Thần đâu? Là mấy triệu à? Có cái gì có thể so sánh? Diệp Thần đi tới liền bút rơi xuống đất, cũng không có phát giác khảo sát cô gái trước mặt, hỏi, khảo sát sứ giả, có thể hay không nói cho ta thành thích. Giờ phút này, phụ nữ kia, tựa hồ mới tỉnh hồn lại, tay trắng có chút run rẩy bưng trên tay chụp cuốn nói, Diệp Thần. Thái Tuyệt Điện đệ tử, Diệt Ma Linh thành thích, 3.301.5.423. Vậy một đám thiên điện đệ tử, nghe thấy con số này, thật là đều phải ngất đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thân hình động một cái, liền trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần liền đi tới Vạn Bảo Các, trực tiếp lên tầng 9.
Quả nhiên, Nhâm lão đã chờ ở nơi này. Diệp thần nhìn Nhâm lão, khẽ mỉm cười, nhưng, nụ cười bên trong nhưng mang một loại lãnh đạm, hắn chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, ta hiện tại hẳn coi như là thông qua ngươi khảo nghiệm chứ. Như vậy, thiên điện cũng hẳn thực hiện hứa hẹn. Ta nhớ không sai, diệt ma linh vượt qua 20, liền được một khối đạo tinh. Số lẻ ta cũng không cần, hiện tại, thiên điện có phải hay không hẳn trả cho ta 3 triệu khối đạo tinh. Hắn đối với Nhâm lão mục đích, đại khái cũng có thể đoán được. Nhâm lão nghe vậy, khóe miệng giật một cái nói, Diệp tiểu tử, lập ra điều quy tắc này thời điểm, những cái kia các tổ tiên nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người có thể chiếm đoạt 3 triệu ma linh à. Diệp thần híp đôi mắt một cái nói, cái này không liên quan chuyện của ta, tiền bối, chẳng lẽ ngươi là muốn giựt nợ. Nhâm lão nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đem một cái túi đựng đồ, ném cho Diệp thần nói, ta Bắc Lăng thiên điện, há lại sẽ giựt nợ. Chỉ là, thiên điện trong tay tạm thời không có như vậy nhiều cực phẩm đạo tinh dự trữ. Cho nên, thiếu trước. Diệp thần có chút cân nhắc nói, ta nhớ, tiền bối và ta nói qua, vạn bảo các không là rượu gì quán, có thể sẽ không cho phép bán chịu. Nhâm lão mặt lộ vẻ cười khổ nói, thằng nhóc ngươi. Trong túi kia, là 100.000 đạo tinh, ngươi cầm, còn như còn dư lại đạo tinh, ngươi tới đây vạn bảo các là thu thập tài liệu đi, sau này ngươi ở trên trời trong điện, muốn cái gì tài nguyên, có thể tự đi lấy dùng, coi như là trả nợ. Diệp thần nghe vậy, đôi mắt sáng lên, hắn có thể sẽ không cùng cái này ông già khách khí, mỉm cười nói, đã như vậy, tiền bối trước đem vạn bảo các bên trong có toàn bộ tinh linh đá cho ta. Thuộc tính, muốn ở 100 loại trở lên. Cho dù lấy Nhâm lão tâm tính, cũng là bị Diệp thần đòi hỏi nhiều sợ hết hồn, mặt đầy vẻ kinh sợ nhìn Diệp thần nói, thằng nhóc, người muốn như thế nhiều tinh linh đá có gì dùng. Toàn bộ vạn bảo các tất cả tinh linh đá. Tinh linh đá, vốn là hiếm hoi, Diệp thần còn một hơi muốn toàn bộ. Đây chính là một khoản không nhỏ tư sản à. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, trước đoạn thời gian, Bắc Lăng Thiên Điện mới vừa tiến cử một nhóm tinh linh đá, bây giờ còn chưa có đưa đến, thì phải trực tiếp rơi vào Diệp thần miệng túi. Cho dù là Nhâm lão loại cấp bậc này tồn tại, đều là không nhịn được một hồi nhức nhối, Diệp thần còn thật sẽ chọn à. Diệp thần cười nói, cái này thì cùng tiền bối không liên quan, ta tự có chỗ dùng. Nhâm lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, lão phu biết, còn có một nhóm tinh linh đá, không có đưa đến, ngươi tạm thời trở về chờ đợi mấy ngày, còn nữa, ta họ Nhâm, sau này, ngươi có thể kêu ta Nhâm lão. Diệp thần gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn Nhâm lão. Dứt lời, liền trực tiếp rời đi vạn bảo các, hướng Thái Tuyệt Điện đi. Hắn trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn, hắn cùng tiểu hắc tổng cộng cắn nuốt 3 triệu ma linh, đây không chỉ là để cho nó tu vi trực tiếp đột phá, đồng thời, còn có một niềm vui ngoài ý muốn, đang chờ hắn. Cho dù là lấy Diệp thần tâm tính đều là không nhịn được, âm thầm siết chặt quả đấm, lần này, hắn thực lực còn nghĩ có một cái tăng lên không nhỏ. Nhâm lão nhìn Diệp thần rời đi hình bóng, mặt lộ như có vẻ suy nghĩ, lẩm bẩm nói, lấy tiểu tử này thiên phú. Ngược lại là xứng với thải hà vậy hài tử. Trở lại Thái Tuyệt Điện chuông tinh các sau đó, Diệp thần liền trực tiếp đem chuông tinh các khép kín, bắt đầu bế quan. Sở dĩ, gấp như vậy tiến hành bế quan, luôn miệng gọi cũng không có theo lý vô vọng, Ngô Tín Sam các người đánh, chính là bởi vì, Diệp thần hiện tại quá mau bách. Hôm nay, trong cơ thể hắn, trừ mình chiếm đoạt 1 triệu ma linh có được tử lượng cao tinh thuần ma khí, đồng thời, còn có tiểu hắc chiếm đoạt được 2 triệu ma linh có tinh thuần ma khí, cái này 3 triệu ma khí, ngưng luyện ở trong đan điền, cho dù là Diệp thần, nếu như lại không kịp thời đem luyện hóa, cũng sẽ khó mà chịu đựng. Mà, như thế nào luyện hóa đâu? Còn nhớ, ban đầu Diệp thần ở vô cực mộ cung bên trong lấy được yêu hoàng thái nhất truyền thừa sao? Cái này yêu hoàng truyền thừa, tên là Tam Nguyên Thái Nhất Công, chính là một môn đem 3 loại năng lượng, ngưng luyện một thể. Hóa là cao hơn cùng năng lượng pháp môn. Trước, Diệp thần trong cơ thể chỉ có yêu lực cùng linh lực, không cách nào tu luyện xong chỉnh Tam Nguyên Thái Nhất Công, đã đem yêu lực linh lực dung hợp, luyện thành thiên hà linh khí. Thái Thượng Thiên Ma Thể, mặc dù là ma thể, nhưng cùng Tam Nguyên Thái Nhất Công không hề dung hợp, càng tiếc nuối phải, Tam Nguyên Thái Nhất Công cần quá nhiều ma khí. Mà hiện tại, ở có tử lượng cao tinh thuần ma khí sau đó, Diệp thần đã có tu luyện Tam Nguyên Thái Nhất Công cái này đã từng rung động toàn bộ yêu tộc vô thượng pháp môn tư cách. Tam Nguyên Thái Nhất Công,
nơi ý tứ không chỉ là năng lượng dung hợp, đồng thời, còn có đối với đan điền sửa đổi. Như vậy thứ nhất, đi về sau bị Diệp Thần hấp thu vào bên trong cơ thể linh khí, mới sẽ đổi thành là thái nhất linh khí. Nhưng, không hề là mỗi người đều giống như yêu hoàng thái nhất như vậy, trời xanh liền có ba tộc huyết mạch, được trời ưu đãi. Cho nên, tam nguyên thái nhất công truyền thừa bên trong, vậy ghi lại một ít thông qua ngoại lực, đạt tới cùng yêu hoàng loại nào đó huyết mạch cùng hiệu quả phương pháp. Trong đó một loại, chính là loại ma. Cái loại này ma phương pháp, chính là thông qua ma hóa phương pháp, cải tiến tới, lấy tửu lượng cao tinh thuần ma khí, chui luyện thân thể, có thể làm võ giả ma hóa, tương tự với có bộ phận ma tộc huyết mạch. Diệp Thần bây giờ đã là ma thể chút thành tựu, như lại ẩn chứa ma tộc huyết mạch, vậy thì thật kinh khủng. Thậm chí và ma bia độ phù hợp cũng sẽ cao hơn. Mà loại ma phương pháp, vậy giống như vậy, chỉ là, không phải để cho võ giả hoàn toàn ma hóa, mà chỉ là làm võ giả có thể ở trong người sinh ra ma khí. Thông thường mà nói, cấp thấp võ giả muốn ma hóa vân. Vân rất dễ dàng, có thể, một khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, lại muốn thay đổi liền vô cùng là khó khăn. Cho nên, cái loại này ma phương pháp yêu cầu cũng là vô cùng là hà khắc. Thứ nhất, chính là có đồ sộ tính ma khí. Hơn nữa, nhất định phải vô cùng tinh thuần, không thể có một phần một chút nào tạp chất. Thứ hai, liền là bản thân võ giả, thể chất cực kỳ cường hãn, tốt nhất là loại nào đó ma thể mới có thể gánh nổi loại ma lúc mang tới tổn thương. Ma khí, vốn là một loại cực kỳ cuồng bạo năng lượng, như là võ giả thể chất chưa đủ, tương hội tại loại ma trong quá trình, bạo thể mà chết. Bất quá, đối với hôm nay Diệp Thần mà nói, những thứ này đều đã không thành vấn đề. Một khắc sau, Diệp Thần đôi mắt nhắm một cái, liền bắt đầu vận chuyển như vậy ma phương pháp, tửu lượng cao ma khí ngay tức thì ở Diệp Thần trong đan điền lật dâng lên, một đạo hắc vụ từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, đem hoàn toàn bao phủ. Ma khí bên trong, Diệp Thần trên gương mặt, rất nhanh chính là hiện lên vẻ thống khổ, nhưng, hắn bên ngoài thân ma khí, ngược lại bộc phát nồng nặc. Đồng thời, ma văn ở quanh thân phun trào, thái thượng thiên ma thể kích hoạt. Không chỉ như vậy, vậy 10 khối huyền bia một trong ma bia lại vọt ra, trôi lơ lửng ở Diệp Thần đỉnh đầu. Một đạo tiếp theo một đạo đặc thù phù văn vần quanh Diệp Thần quanh thân. Mấy ngày sau, giờ phút này, cuồn cuộn ma khí đã đem toàn bộ chuông tinh bên trong các bộ hoàn toàn chìm ngập, mà ở ma khí bên trong mơ hồ có thể gặp một đạo uy áp sợ hãi bóng người. Đột nhiên, vậy cuồn cuộn ma khí chính là hướng đạo thân ảnh kia vọt tới, ngay tức thì biến mất ở thân thể bên trong. Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hắn bộc phát đen nhánh, đồng thời, cả người khí chất cũng ở đây lãnh đạm bên trong, tăng thêm một chút bá đạo, hung lệ mùi vị. Giờ phút này, hắn khóe miệng dương lên, trên gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Ở hắn trong đan điền, vậy vô cùng ma khí đã cùng linh khí hợp làm một thể, biến thành một loại giống như màu vàng sậm ngọc thạch vậy, vô cùng là ngưng luyện, gần như cố thể năng lượng. Đây chính là thái nhất linh khí. Hắn chất lượng, so với bình thường linh khí đều phải tăng vọt trên 10 lần, cùng một vậy võ giả so sánh lại là có mấy trăm lần chênh lệch. Mặc dù, Diệp Thần hiện tại chỉ là càn khôn cảnh tu vi, nhưng, chỉ là từ linh khí thế chấp cùng tính trên mà nói, tuyệt đối không kém gì một tên còn chân cảnh hậu kỳ tồn tại. Diệp Thần linh khí tổng số, mặc dù có 3 loại năng lượng gia trì, nhưng, cũng không có đạt tới còn thật hậu kỳ cấp bậc, mấu chốt nhất, ở chỗ chất lượng. Thái nhất linh khí chất lượng, chân thực quá khủng bố. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hôm nay ta, đối với còn thật 7 tầng thiên hẳn không gian nan như vậy, mà nếu là lại tăng thêm sóc lão cùng huyền tiên tử lực lượng, cho dù là đối mặt còn chân cảnh 7 tầng thiên trình độ cao nhất, thậm chí còn một ít tầng 8 thiên tồn tại, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Theo hắn thực lực không ngừng tăng lên, luân hồi hơi thở vậy sinh ra được càng nhiều, sóc lão thực lực cũng sẽ càng mạnh lớn. Mà huyền hàn ngọc phong ấn hắn cũng có thể tháo ra càng nhiều. Lần này diệt ma linh chuyến đi, có thể nói thu hoạch to lớn. Không chỉ có giải quyết đạo tinh vấn đề, hơn nữa, còn để cho hắn đột phá, cùng với luyện thành thái nhất linh khí. Hơn nữa, sau đó, làm hắn đem ẩn núp mạch lạc kích hoạt, đeo sao thiên luyện thể thần thông, tu luyện tới tinh thiên vừa chuyển cảnh giới, thực lực còn sẽ dâng lên chứ. Không chỉ có như vậy, còn có vậy 100.000 đạo tinh. Nếu để cho hoang ma thiên kiếm và tiểu hắc cắn nuốt, hỗn độn khí diễm chí ít cũng có thể tăng lên một tầng thứ, thậm chí là 2 cái.
mà Hoang Ma Thiên Kiếm có lẽ có thể lần nữa vận dụng. Hắn thực lực, đem sẽ lần nữa nghênh tới một lần bạo tăng. Xem ra, gia nhập Bắc Lăng Thiên Điện quả nhiên là chính xác lựa chọn. Diệp Thần duỗi người, cũng không vội trước bắt đầu chiếm đoạt đạo tinh, 100.000 đạo tinh, cho dù là hắn cũng không phải trong chốc lát có thể chiếm đoạt xong, hắn quyết định ra cửa trước đi tới lui, và Ngô sư huynh, sư tôn các người, chào hỏi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần thần sắc động một cái, thân hình chớp mắt, liền đi tới chuông tinh các bên ngoài. Chỉ gặp, đây là, đang có hai đạo độn quang, nhanh chóng hạ xuống trước, hiển lộ ra hai người chàng trai bóng người, chính là Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi. Ngô Tín Sam thấy Diệp Thần xuất hiện, sắc mặt vui mừng nói, Diệp sư đệ, người cuối cùng xuất quan, Khúc sư huynh bọn họ đã tới nhiều lần. Khúc sư huynh, Ngô Tín Sam có chút kích động nói, Diệp Thần, người ở Diệt Ma trên núi biểu hiện, đã hoàn toàn oanh động Bắc Lăng Thiên Điện, không thiếu Bắc Lăng trên thiên bảng yêu nghiệt cũng muốn biết người đâu. Hơn nữa, ta Thái Tuyệt Điện bởi vì ngươi ở trong thiên điện địa vị, cũng là nước lên thuyền lên, thậm chí, nguyên vốn không có tư cách tham gia thải hà thiên nữ ăn mừng đại điển chúng ta, cũng được mời. Hơn nữa, ước chừng còn có hai chỗ. Diệp Thần nghe vậy, ngược lại là lơ đễnh, Ngô Tín Sam các người đối với Ninh Thải Hà thật giống như đặc biệt tôn kính, có thể Diệp Thần lại không có loại cảm giác này, ở hắn trong mắt, Ninh Thải Hà chính là một cái ngây thơ, hiền lành, vận mệnh có chút đau khổ nha đầu thôi. Đây là, Tân Lôi mở miệng nói, Diệp sư đệ, chúng ta lúc trước đi tiếp khách lầu, cùng Khúc sư huynh bọn họ vừa gặp đi, cặn kẽ sự việc, trên đường vừa đi vừa nói. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, liền đi theo hai người, hướng tiếp khách lầu đi. Diệp Thần có chút hiếu kỳ đối với Ngô Tín Sam hỏi, cái này Khúc sư huynh, rốt cuộc là người nào? Tới còn có ai? Ngô Tín Sam nói, Khúc sư huynh, vốn tên là Khúc Minh Thạch, là Mặt Trời Điện điện chủ đệ tử thân truyền một trong, chính là kiếm tu, thực lực vô cùng là nghịch thiên, thân cái Bắc Lăng Thiên bảng thứ 8, cũng là lần kế đúc đạo đại điển, có thể thành công yêu nghiệt một trong. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt nói, đúc đạo đại điển. Ngô Tín Sam nói, Diệp sư đệ, còn không biết sao. Không lâu sau, thiên điện bên trong thì phải cử hành đúc đạo đại điển, sư đệ ngươi có thể nghe nói qua, thiên điện đệ tử phẩm cấp. Diệp Thần gật đầu nói, tổng cộng chia 12 phẩm. Không tệ. Ngô Tín Sam ánh mắt bên trong, mang một chút phức tạp nói, vậy có thể thân cái thiên bảng đệ tử, liền có thể thông qua 10 cấp thân phận khảo hạch, nhưng, phía sau 11 phẩm, 10 nhị phẩm phương thức khảo hạch, nhưng là đặc thù. Đó chính là đúc đạo đại điển. Đúc đạo đại điển, cả đời chỉ có thể làm một lần, tất cả thiên điện không có tham gia qua đại điển đệ tử đều có thể tham gia, ở đúc đạo đại điển bên trong, đúc đạo người thành công, đem có thể tấn thăng là 11 phẩm thân phận. Cái thân phận này, ở Bắc Lăng Thiên Điện đã vô cùng là tôn quý. Hơn nữa, phẩm cấp vượt qua 10 cấp sau đó, liền sẽ từ trên thiên bảng xóa tên. Nhưng, đáng sợ hơn, chính là 12 phẩm đệ tử. Những người này, là thật vạn cổ yêu nghiệt, bị thiên điện ký thác kỳ vọng rất lớn tồn tại. Muốn trở thành 12 phẩm đệ tử, chỉ có một yêu cầu, đó chính là ở đúc đạo đại điển bên trong, trở thành biểu hiện tốt nhất vậy một người. Diệp Thần gật đầu một cái, đối với cái này đúc đạo đại điển sinh ra một phần hứng thú. Rất nhanh, đám người liền tới vậy tiếp khách lầu trước. Bước vào trong đó, ngồi ở phòng khách bên trong, tổng cộng có 3 người. Trong đó hai người, Diệp Thần còn gặp qua. Chính là Từ Thiếu Thiên cùng Mộ Dung Yên Vũ. Đây là, Ngô Tín Sam mỉm cười hướng Diệp Thần giới thiệu đến, vị này là Từ Thiếu Thiên Từ công tử, vị này là Mộ Dung Yên Vũ, Mộ Dung cô nương. Vừa nói, hắn nhìn về phía đang thưởng thức trà một tên thanh niên nói, vị này, chính là Khúc Minh Thạch, Khúc công tử. Diệp Thần hướng Khúc Minh Thạch nhìn, chỉ gặp, người này vóc người cao gầy, hốc mắt có chút lõm xuống. Trên mặt lộ ra một vẻ nhìn như thân thiện mỉm cười, màu da dị thường được trắng bệch, thật là giống như là một cổ thi thể vậy, không có chút huyết sắc nào. Diệp Thần cặp mắt híp lại, Khúc Minh Thạch trên mình cũng không có mang theo bội kiếm, hơn nữa, khí chất trên cũng cùng vậy kiếm tu hoàn toàn không cùng. Mặc dù kiếm khí có thể đặt ở túi đựng đồ bên trong, nhưng, thông thường mà nói, kiếm tu cũng sẽ mang theo người, để cho bội kiếm hàng năm làm bạn bên người. Có thể tăng lên hắn kiếm ý, đào tạo cùng kiếm liên lạc vân. Vân, cái này Khúc Minh Thạch tuy là tới từ Mặt Trời Điện, nhưng hoàn toàn không giống như là một cái kiếm tu. Bất quá, trong phảng phất,
Diệp Thần nhưng từ khúc minh thạch trong cơ thể cảm nhận được liền vẻ ác liệt mùi vị. Đây là, Mộ Dung Yên Vũ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, lần này, khúc sư huynh có chuyện cùng ngươi thương lượng, đối với ngươi có chỗ tốt. Diệp Thần ở Diệt Ma Phong tạo cho Diệt Ma trong lịch sử kỳ tích sau đó, hắn cùng Mộ Dung Yên Vũ tới giữa sự việc vậy hoàn toàn truyền ra, hơn nữa, càng truyền càng ly kỳ. Thậm chí, không ít người đều đã tin Mộ Dung Yên Vũ cùng Diệp Thần tới giữa có chút gì. Cái này làm cho Mộ Dung Yên Vũ tức giận đồng thời, đối với Diệp Thần cũng càng là để ý một phần, dẫu sao, tất cả mọi người đều cầm nàng và Diệp Thần liên lạc với nhau. Diệp Thần nhìn về phía nàng nói, vậy ngươi tới đây bên trong, lại là làm gì? Chung quanh mấy người nghe vậy, trừ Từ Thiếu Thiên, đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cùng Mộ Dung Yên Vũ không phải truyền ra một ít câu chuyện sao? Làm sao bây giờ nhìn lại, Diệp Thần đối với Mộ Dung Yên Vũ, thật là giống như là người xa lạ, thậm chí, liền người xa lạ cũng không bằng à. Diệp Thần quả thật không thích Mộ Dung Yên Vũ cùng Từ Thiếu Thiên. Mộ Dung Yên Vũ hơi sững sờ, mắt đẹp hơn nữa băng hàn liền một phần, đồng thời, đáy mắt mơ hồ hiện lên tức giận cùng ủy khuất thần sắc. Nàng lần này tới, trên thực tế là muốn cùng Diệp Thần nói lời xin lỗi, bởi vì, lần trước nàng hiểu lầm liền Diệp Thần, hơn nữa, ở Diệp Thần sáng lập Diệt Ma khéo léo kỳ dị sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, có lẽ, từ mới bắt đầu nàng liền trách lầm Diệp Thần. Lấy Diệp Thần không thể tưởng tượng nổi tư chất võ đạo, ngày đó ở trên đường núi, có lẽ là thật ở hiểu à. Mà mình quấy rầy người ta hiểu, còn ở bên kia tự cho là đúng chỉ trích người ta, Mộ Dung Yên Vũ cảm giác, mặt đều mất hết. Cho nên, do dự luôn mãi sau đó, vẫn là hạ định quyết tâm tới nói xin lỗi, vừa vặn, khúc minh thạch vậy có chuyện tìm Diệp Thần, liền cùng đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Nàng đều muốn chủ động nói xin lỗi, cũng cảm thấy thật xin lỗi Diệp Thần, có thể Diệp Thần đâu. Nhưng là cái loại này thái độ lạnh như băng. Mộ Dung Yên Vũ lúc nào bị người đàn ông đối đãi như vậy qua? Coi như bản thân có sai, nhưng, tên này là cục băng sao? Một chút cũng không biết được thương hương tiếc ngọc. Khúc Minh Thạch gặp bầu không khí có chút không đúng, cười ha ha một tiếng, đứng lên, đối với Diệp Thần nói, chúc mừng Diệp công tử, ở Diệt Ma núi bỗng nhiên nổi tiếng, chắc hẳn nhất định sẽ có được thiên điện cao tầng thưởng thức chứ. Diệp Thần không cùng Khúc Minh Thạch khách sáo ý, nhàn nhạt nói, Khúc công tử tìm ta có chuyện gì, nói thẳng đi. Khúc Minh Thạch nghe vậy, sắc mặt ôn hòa nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, người phải chăng cũng muốn đi tham gia thải hà thiên nữ ăn mừng tiệc vui. Diệp Thần gật đầu nói, không sai. Khúc Minh Thạch ánh mắt, vượt qua Diệp Thần, nhìn về phía Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, lần nữa mở miệng nói, mấy vị, chuẩn bị xong tiệc vui trên đưa cho thải hà thiên nữ quà tặng sao. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi nghe vậy, ngay tức thì sắc mặt biến đổi. Nguyên bản, bọn họ căn bản không có tham gia tiệc vui tư cách, tự nhiên không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Hiện tại, đạt được mời, mặc dù là chuyện tốt, nhưng, lấy Thái Tuyệt Điện trước mắt điều kiện căn bản không cầm ra cái gì dáng dấp giống như quà tặng à. Đừng nói là bọn họ, liền liền Lý Vô Vọng sợ rằng cũng không cầm ra thứ gì. Thứ nhất, thể tu, chỗ dựa lớn nhất chính là mình thân thể, Lý Vô Vọng thực lực cường hãn, nhưng, phải nói bảo vật, trong tay không có mấy kiện. Thứ hai, thể tu tu hành, chẳng những khổ cực, vẫn là rất tiêu tiền một chuyện. Thường thường cần thu thập tất cả loại linh dược, xương thú, tới chế biến thuốc thang, mài thân thể, cho nên, Lý Vô Vọng không chỉ không có bảo vật, còn rất nghèo. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi mồ hôi lạnh, ngay tức thì xuống. Chỉ là nghĩ đến, bởi vì không cầm ra thích hợp lễ vật, không có lộ ra đầy đủ tôn kính, đưa tới thải hà thiên nữ lửa giận, sẽ có như thế nào hậu quả, bọn họ cũng sắp hít thở không thông à. Nếu như, đưa tới thải hà thiên nữ không ưa, Thái Tuyệt Điện sợ rằng lại không ngày nổi danh chứ. Diệp Thần ngược lại là thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn căn bản không định đưa lễ vật gì. Hắn có chút kỳ quái, Ninh Thải Hà tính cách không phải thật tốt sao? Ngô sư huynh bọn họ, làm sao sợ đến như vậy? Thấy Ngô Tín Sam đám người thần sắc, Khúc Minh Thạch khẽ mỉm cười, đã đối với Diệp Thần đám người tình trạng, liền như lòng bàn tay. Lúc này, hắn lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho Diệp Thần nói, Diệp công tử, ta chuẩn bị một kiện nhóc, mời ngươi nhận lấy. Diệp Thần nhận lấy hộp gấm, mở ra vừa thấy, chỉ gặp, hộp gấm bên trong có để một viên trân châu,
cái này chân châu tuyệt không phải thông thường chân châu, không chỉ có mượt mà tới cực điểm, hơn nữa, lóe lên từng cơn sáng bạc, nhìn, giống như một vòng kiểu nguyệt, càng đặc biệt phải, châu thân bên trên, mơ hồ lại là hiện lên nhật nguyệt sơn hà ảnh. Hắn ánh mắt chớp mắt, cái này chân châu bên trên, tản ra từng cơn thần hồn chập chờn, chính là một kiện thần hồn loại phòng ngự pháp khí, đeo ở trên người, còn có ngưng thần, tĩnh tâm, phá huyễn cùng công hiệu. Ngược lại là một kiện bảo bối tốt. Bất quá, đối với Diệp Thần không có ích lợi gì. Có thể Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, thấy cái này chân châu ngay tức thì, trong mắt ngay tức thì liền sáng à. Cái này chân châu tuyệt đối thích hợp đưa cho Thải Hà Thiên Nữ. Đầu tiên, chân châu thuộc về châu báu một loại, lộng lẫy và tuyệt vời, cô gái vậy đều sẽ không đáng ghét. Hơn nữa, cái này chân châu còn có đặc thù công hiệu, có thể phò hộ thần hồn, cho dù Ninh Thải Hà không dùng được, chắc hẳn cũng sẽ không sinh ra không ưa chứ. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Nếu là có cái này chân châu, bọn họ liền được cứu rồi à. Quả nhiên, đây là Khúc Minh Thạch mở miệng cười nói, Diệp công tử, cái này sông tháng chân châu vậy coi như cầm được ra tay, ở tiệc vui trên, có thể thành tựu lễ vật, ta nguyện ý đưa cho Diệp công tử, chỉ cần, Diệp công tử giúp ta một chuyện. Vừa nói, hắn ánh mắt nhỏ tránh, ngưng mắt nhìn Diệp thần nói, ta muốn biết, Diệp công tử ở Diệt Ma trên núi sáng lập lịch sử, là làm sao làm được. Đám người nghe vậy, trong mắt đều là chớp động một tí. Bọn họ vậy thật là tò mò Diệp thần kết quả là như thế nào hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. 3 triệu ma linh. Đây không phải là một cái chỉ riêng dùng tư chất, có thể giải thích con số à. Mọi người ở đây cho rằng, Diệp thần sẽ do dự, biết suy tính quyết định có nên hay không đem việc này nói cho Khúc Minh Thạch lúc. Diệp thần nhưng là lần nữa ngoài mọi người ý liệu, chỉ gặp, hắn vô cùng là tùy ý cầm trong tay hộp gấm, trả lại cho Khúc Minh Thạch nói, Khúc công tử, chuyện này, ta không thể nói cho ngươi biết cũng vô ích, trừ ta không có người có thể làm được, còn như cái này chân châu, ngươi giữ lại mình đưa đi, ta không cần. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, mặt lộ vẻ khó tin, nếu là không có cái này sông tháng chân châu, bọn họ thật thúc thủ vô sách à. Mà Diệp thần lại vẫn cự tuyệt. Khúc Minh Thạch sắc mặt cũng là ngay tức thì biến đổi, mặt mũi mơ hồ nặng lạnh một phần, hắn nhìn trong tay hộp gấm, cau mày nói, Diệp công tử, chẳng lẽ trong tay ngươi có tốt hơn lễ vật? Diệp thần nhàn nhạt nói, không có. Chưa. Khúc Minh Thạch bộc phát không hiểu đứng lên, sắc mặt cổ quái ngưng mắt nhìn Diệp thần nói, vậy Diệp công tử định đưa cái gì cho Thải Hà Thiên Nữ? Tất cả mọi người đều tập trung trước sự chú ý, đang mong đợi Diệp thần câu trả lời. Hắn kết quả là tại sao có cự tuyệt sông tháng chân châu sức lực. Diệp thần tùy ý nói, ta cái gì cũng không đưa. Hắn có chút im lặng, tham gia cái tiệc vui mà thôi cần phải tặng quà. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng tiếp khách ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch. Trong sảnh đám người, mỗi một người đều giống như là xem người điên vậy nhìn Diệp thần. Ngay sau đó, Từ Thiếu Thiên ha ha phá lên cười. Thua thiệt hắn còn cầm thằng nhóc này coi thành một cái uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, không cần thiết. Thằng nhóc này coi như thật thiên phú võ đạo nghịch thiên thì như thế nào? Không có đầu óc, sớm muộn được chết. Tham gia Thải Hà Thiên Nữ tiệc vui, lại cái gì cũng không đưa, lời như vậy cũng nói được. Chẳng lẽ không biết, Thải Hà Thiên Nữ ở trong thiên điện là địa vị gì sao? Khúc Minh Thạch cũng là có chút buồn cười nói, Diệp công tử, người hẳn không biết rõ Thải Hà Thiên Nữ, mới sẽ nói ra những lời này chứ. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi, cũng là lo lắng mở miệng nói, đúng vậy, Diệp sư đệ, tuyệt đối không thể như vậy. Diệp sư đệ, coi như ngươi không dự định nhận lấy Khúc công tử lễ vật, chúng ta vậy phải chuẩn bị chút cái khác lễ vật mới là à. Diệp thần nghe vậy, có chút không nhìn được nói, tốt lắm, không cần nói nhiều, ta rất hiểu Ninh Thải Hà. Mặc dù hai người, chung đụng thời gian không dài, nhưng, Diệp thần cũng coi là đối với Ninh Thải Hà hiểu tận gốc rễ. Ngược lại, từ nơi này chút thiên điện đệ tử, đối mặt Ninh Thải Hà thái độ, hắn cũng có thể thấy được, những nhân tài này là không được rõ Ninh Thải Hà người. Khúc Minh Thạch nghe vậy, nhưng là cười, mỉa mai cười. Rất hiểu. Một người mới vừa mới nhập môn, cả ngày bảng đều không trải qua tiểu tử, căn bản liền thấy Thải Hà Thiên Nữ cơ hội cũng không có, còn dám nói rất hiểu. Ở hắn xem ra, Diệp Thần bất quá là ở trang thôi. Mộ Dung Yên Vũ mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên vẻ thất vọng, không nghĩ tới,
Diệp Thần lại là một cái ăn nói lung tung người, hắn nếu quả thật biết rõ thải hà thiên nữ, liền sẽ không nói ra dễ dàng như vậy bị phơi bày nói láo. Mà Từ Thiếu Thiên lại là không chút lưu tình giễu cợt nói, không biết, Diệp công tử đối với thải hà thiên nữ biết rõ tới trình độ nào. Lại cũng dám không ngừng kêu kỳ danh à. Liền liền Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi đều có chút nghe không nổi nữa, Diệp Thần, ngạo có thể, nhưng, cầm thải hà thiên nữ tới làm trò đùa, truyền đi, toàn bộ Thái Tuyệt Điện sợ rằng cũng đảm đương không nổi à. Giờ phút này, Diệp Thần liếc Từ Thiếu Thiên một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta cùng Ninh Thải Hà là bạn. Lần này, liền Khúc Minh Thạch cũng không nhịn nổi, phốc thử một tiếng bật cười lên. Mà Ngô Tín Sam đám người ánh mắt vậy phai nhạt xuống, bọn họ rất muốn tin tưởng Diệp Thần, có thể, bọn họ không thừa nhận cũng không được, Diệp Thần đang nói dối. Là bạn lời như vậy cũng nói được. Đừng nói là Diệp Thần, liền những cái kia ở trong thiên điện, đã đúc đạo thành công 11 phẩm, thậm chí còn 12 phẩm đệ tử, cũng chưa chắc có thể trở thành thải hà thiên nữ bằng hữu chứ. Diệp Thần lại nghịch thiên, hắn bây giờ vậy căn bản không có cùng thải hà thiên nữ gặp mặt tư cách, chớ nói chi là, trở thành bạn. Đối mặt Từ Thiếu Thiên cùng Khúc Minh Thạch châm chọc, Diệp Thần sắc mặt lãnh đạm, vừa quay người, thì phải trực tiếp rời đi cái này phòng tiếp khách, nhưng vào lúc này, Khúc Minh Thạch bỗng nhiên khẽ quát một tiếng nói, đứng lại. Diệp Thần khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, ngươi còn muốn nói gì nữa? Giờ phút này, Khúc Minh Thạch khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh nói, Diệp công tử, ta nói, ta muốn biết, ngươi dùng phương pháp gì, chiếm đoạt 3 triệu ma linh. Diệp Thần, sắc mặt trầm xuống nói, ta cũng nói, ta chẳng muốn nói cho ngươi. Khúc Minh Thạch trong mắt tàn khốc chớp mắt nói, đây có thể không thể do ngươi. Khóe miệng hắn nụ cười, bỗng nhiên vừa thu lại, mặt đầy âm ngoan vẻ mở miệng nói, Diệp công tử, nếu như ngươi không nói cho ta mà nói, tối nay tiệc vui bên trên, ta cũng không dám bảo đảm, ngươi mới vừa tự xưng thải hà thiên bạn gái một phen, biết hay không truyền tới thiên nữ trong tai. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi nghe vậy, trong mắt hiện lên vô cùng hoảng sợ thần sắc, đều phải sụi lơ à. Bọn họ vội vàng mở miệng nói, Khúc công tử, ngươi như vậy, có chút thật là quá đáng. Khúc công tử, vì sao tới mức này? Diệp sư đệ không hề là nghiêm túc. Thật bị thải hà thiên nữ biết, Diệp sư đệ sẽ bị hủy à? Mộ Dung Yên Vũ cũng là khẽ cau mày, mặc dù là Diệp Thần lỗi do tự mình gánh, nhưng, Khúc Minh Thạch cái loại này hành vi có chút bị ổi. Từ Thiếu Thiên chính là mặt đầy nụ cười, ước gì thấy Diệp Thần xui xẻo. Khúc Minh Thạch mặt đầy vẻ tự tin lần nữa mở miệng nói, hiện tại, người có thể nói chứ? Ai ngờ, Diệp Thần sau khi nghe xong, lại là vô cùng là tùy ý vừa quay người nói, muốn nói, người đi ngay nói đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn căn bản không có để ý Khúc Minh Thạch, trực tiếp liền rời đi phòng tiếp khách. Chỉ để lại đám người, ngây ngốc đứng tại chỗ. Bọn họ đã lĩnh giáo rồi Diệp Thần điên cuồng, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần điên đến loại trình độ này à? Liền thải hà thiên nữ đều không coi vào đâu. Ngô Tín Sam cùng Tân Lôi lại là vội vàng hướng Diệp Thần đuổi theo. Thời gian đảo mắt, phòng tiếp khách bên trong, chỉ còn lại Khúc Minh Thạch ba người. Khúc Minh Thạch thần sắc vô cùng âm trầm, gắt gao cắn răng, hiển nhiên nổi giận. Một người mới vừa đột phá càn khôn cảnh 6 tầng thiên người, lại cũng dám như thế coi thường hắn. Đây là, Từ Thiếu Thiên đối với Khúc Minh Thạch hỏi, Khúc sư huynh, thằng nhóc này liền đi như vậy, làm thế nào? Khúc Minh Thạch nghe vậy, khóe miệng hiện lên lau một cái vô cùng là rét lạnh nụ cười nói, chúng ta vậy đi, ha ha, Diệp công tử ngược lại là đủ tự nhiên à, tối nay, ta sẽ để cho hắn có một cái sâu sắc dạy dỗ. Giờ phút này, Diệp Thần đã tới Thái Tuyệt Điện chủ điện. Xếp bằng ngồi dưới đất Lý Vô Vọng, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đi vào đại điện Diệp Thần, nhưng là khẽ nhíu mày. Mới vừa, hắn đã nghe được Diệp Thần cùng Khúc Minh Thạch đám người đối thoại. Diệp Thần đối với Lý Vô Vọng hành lễ nói, sư tôn. Lý Vô Vọng gật đầu một cái, đứng dậy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người biết, thiên nữ là ý gì sao? Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt chớp mắt, lắc đầu nói, không biết. Hắn vậy có chút hiếu kỳ, vì sao Ninh Thải Hà được gọi là trời nữ? Lý Vô Vọng nói, thiên nữ ý, chính là trời điện con gái, Thải Hà thiên nữ thuở nhỏ cuộc sống ở Bắc Lăng thiên điện bên trong. Mà đế quân không có con cái, cho nên, liền đem thải hà thiên nữ, coi là nữ vậy đối đãi, có thể nói,
Bắc Lăng Thiên Điện đại đa số cao tầng, cùng với những cái kia xưa nhất tồn tại, đều rất sủng ái Thải Hà Thiên Nữ. Diệp Thần nghe vậy, mặt lộ một chút ngạc nhiên, xem ra Ninh Thải Hà ở Bắc Lăng Thiên Điện địa vị còn ở hắn dự đoán bên trên. Lý Vô Vọng nói, hiện tại, ngươi hiểu chưa? Thải Hà Thiên Nữ loại nào đó ý nghĩa trên là cả thiên điện, nhất không nên đắc tội người. Hơn nữa, Thải Hà Thiên Nữ trời xanh tính lãnh đạm, rất ít có người có thể suy nghĩ được rõ ràng tính nàng. Gần đây, Thải Hà Thiên Nữ lại là trừ bệnh kinh niên, thức tỉnh huyết mạch, thực lực tiến nhiều, nhưng, nghe nói nàng gần đây, bởi vì huyết mạch có chút không quá thoải mái, sợ rằng, tâm tình sẽ không rất tốt, buổi tối tiệc vui lúc đó, người ngàn vạn lần phải chú ý, không muốn mạo phạm nàng. Diệp Thần có chút nghi ngờ, Ninh Thải Hà ở Bắc Lăng Thiên Điện người trong mắt thế nào lại là một cái tánh tình lãnh đạm tồn tại. Đây là... Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, Thải Hà thuở nhỏ chịu đủ bách thải thanh tủy cổ hành hạ, vẫn luôn là thống khổ, đau khổ, tự nhiên sẽ không đem cảm tình biểu lộ ra, cho nên, tại chưa có chân chính tiếp xúc qua nàng người trong mắt, phỏng đoán, chính là lãnh đạm đi. Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ bừng tỉnh, hắn hướng về phía Lý Vô Vọng mỉm cười nói, sư tôn, không cần lo lắng, ta và Thải Hà là bạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 250.